Chương 1043, súng công an không bằng súng bộ đội. Đương nhiên, nếu Lão Thiết còn có tiếng ở báo săn, anh trực tiếp xuất binh đến cứu Diệp Phàm đi, tin rằng mặc dù đến Tào Mộng Đức cũng chỉ dương mắt nhìn. Dù sao các anh cũng là tổ chức bí mật, mặc dù Tào Mộng Đức làm gì cũng suy xét, không vì họ hàng xa như Tào Chính Đức đi đắc tội với các anh. Vậy anh nói một chút xem phương pháp xử lý như thế nào. Thiết Chiêm Hùng sắc mặt nghiêm trọng đáng sợ, nếu Trấn Thăng Thành thấy nhất định sẽ bị hù dọa. Trước tiên điều đình, nếu Tào Chính Đức vẫn không chịu điều đình thì sẽ phiền toái. Việc này xem ra còn phải đợi tòa án quân sự. Mặc dù là Tào Chính Đức đồng ý điều đình thì Diệp Phàm chỉ có thể nán lại quân khu Đức Bình, hơn nữa Tào Chính Đức sẽ đưa ra điều kiện không nhẹ. Tào Chính Đức có lòng tham vô đáy, nếu không cũng sẽ không vừa đến Đức Bình đã sinh sự. Trấn Thăng Thành hơi ngượng ngùng nói. Hừ, muốn Diệp Phàm nhận lỗi với Tào Chính Đức là không thể có. Lão Trấn, tôi cũng nói trước với anh, Tào Chính Đức tốt nhất nếu có chuyển biến tốt hãy nhận, bằng không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Thiết Chiêm Hùng lạnh như băng hừ nói. Lão Thiết, tôi cũng không có biện pháp, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Diệp Phàm một phen. Trấn Thăng Thành thật sự là buồn chết, thế là không nể mặt Thiết Chiêm Hùng nhưng Tào Mộng Đức giống như một tòa núi lớn đè trên đầu. Còn nữa, Lão Trấn, tôi cũng không làm khó dễ anh, để tôi gọi cho Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quân vụ Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Đinh Tam Căn quan hệ cũng khá tốt. Thiết Chiêm Hùng nghĩ đến một người. Cũng được, tướng quân Đinh cũng là người tốt. Trấn Thăng Thành không phủ nhận. Vậy thì tốt rồi, anh gọi điện thoại cho tướng quân Đinh, nói chuyện của Diệp Phàm, xem ông ta nói thế nào. Thiết Chiêm Hùng nói. Lão Thiết, việc này có liên quan sao? Tướng quân Đinh là phó trưởng thường trực ban quân vụ bộ tổng tham mưu, việc nhỏ của phân quân khu Đức Bình còn phải để ông ta xử lý. Việc này, có cảm giác như dùng đại pháo đánh muỗi. Huống chi, việc này thực chất tướng quân Đinh hiểu được, Diệp Phàm có thể có phiền toái. Đến khi tướng quân Đinh xuống xử lý thì tài liệu cũng được báo cáo quốc vụ viện, xem ra cuộc đời Diệp Phàm từ nay về sau. Trấn Thăng Thành chưa biết Thiết Chiêm Hùng nói có ý gì. Anh đừng lo việc khác. Anh cứ gọi điện cho tướng quân Đinh là được, xem ông ta nói thế nào. Việc này tôi không trách anh, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm là được. Thiết Chiêm Hùng nói. Trấn Thăng Thành thấy Thiết Chiêm Hùng kiên trì như vậy, cũng hiểu được việc này có nhiều tế nhị, cũng gọi điện thoại cho tướng quân Đinh nói lại chuyện xảy ra ở phân quân khu Đức Bình. Thăng Thành, lập tức ra lệnh, bảo Tào Chính Đức thả người, lập tức thả người. Không được gây rối nữa, việc này cứ như vậy cho qua. Nếu Tào Chính Đức gây rối nữa, cậu có thể nói với y, tôi đang theo dõi việc này, nếu y gây rối nữa, đích thân Đinh Tam Căn tôi sẽ xuống xử lý, hừ. Đinh Tam Căn nói, tướng quân, việc này chỉ sợ nhà họ Tào nghĩ khác, lão già kia không thể bỏ qua. Trấn Thăng Thành có chút khó xử, nói, Tào Mộng Đức phải không, nếu ông ta ra mặt, cậu nói với ông ta tìm tôi là được. Tuy nhiên tôi tin là Tào Mộng Đức sẽ không ra mặt. Việc này là Tào Chính Đức làm không đúng, định dùng khu huấn luyện mà sư đoàn chủ lực số 1 không dùng nữa, cố ý gây khó dễ cho việc xây dựng quốc lộ thiên tường. Diệp Phàm muốn đến bàn bạc một chút, còn ra tay tấn công, cuối cùng còn vây hãm, thậm chí còn dùng súng, tôi cũng cảm thấy mất mặt thay y. Tào Chính Đức ngang ngược không tìm đúng người, Diệp Phàm là ai, là quân vụ của tôi, được rồi cứ như vậy đi, cậu lập tức hạ lệnh làm như vậy. Nghiêm cấm gây rối lần nữa. Trấn an binh lính một chút. Đinh Tam Căn thiếu chút nữa lộ ra nội tình của Diệp Phàm. Thật ra là Đinh Tam Căn cố ý. Chính là muốn lộ một chút manh mối để Trấn Thăng Thành đoán giả đoán non. Mà Đinh Tam Căn cũng không để lộ hoàn toàn, cũng không định làm trái với kỷ luật của tổ chức. Thân phận phó trưởng ban quân vụ này, lúc mấu chốt Diệp Phàm người ta còn không để lộ, cho nên, Đinh Tam Căn cũng không để lộ. Đinh Tam Căn thật ra cũng không biết thân phận thật sự của Diệp Phàm ở tổ đặc nhiệm A. Chỉ là đoàn mà thôi, bởi vì Triệu Bảo Cương có cẩn thận nói với ông ta, không thể để Diệp Phàm chịu thiệt, hơn nữa, thân phận bí mật. Cho nên, Đinh Tam Căn đoán Diệp Phàm là một pho tượng thần nhỏ, có lẽ là con của một lãnh đạo nào đó, nhà họ Tào nếu đoán được thân phận của Diệp Phàm xem ra sẽ không nói nữa. Dù sao, Diệp Phàm mà là ngôi sao mới thì mọi thế lực đều phải thể hiện thiện chí. Mặc dù Diệp Phàm không hề có cái thân phận khác, chỉ nói đến bằng tuổi hắn đã là một phó trưởng ban quân vụ, cũng đủ khiến cho mọi người ngạc nhiên. Mà Đinh Tam Căn làm phó trưởng ban thường trực ban quân vụ,
đương nhiên trong lòng cũng nghĩ đó là người một nhà. Tào Chính Đức bắt nạt người của ban quân vụ không phải là giao oai với Đinh Tam Căn tôi sao? Đương nhiên, Tào Mộng Đức đoán được thân phận của Diệp Phàm hay không cũng khó nói. Nếu không biết, để cho nhà họ Tào va chạm với ngé con Diệp Phàm cũng không sao. Đinh Tam Căn thật sự muốn nhìn thấy việc này xảy ra. Phía sau Diệp Phàm, chắc chắn có chỗ dựa vững chắc, đây là Đinh Tam Căn nghĩ. Đinh Tam Căn nói vậy có ý gì? Hình như Diệp Phàm có chức gì trong ban quân vụ, Trấn Thăng Thành suy nghĩ một hồi, đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phàm đúng là nhân viên điều tra bí mật của ban quân vụ. Điều tra viên này tuy cấp bậc không cao lắm, nhưng thường thường là do nhân vật số một của ban quân vụ phụ trách. Hơn nữa, tất cả đều là cán bộ quân đội cấp cao. Người như thế giống như là nhân vật bí mật của Hoàng cung ngày xưa, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, có hay không Trấn Thăng Thành cũng chỉ là phỏng đoán. Trấn Thăng Thành đang ngẩn ngơ, bình tĩnh lại mới gọi điện thoại sắp xếp một chút, lúc này tiếng điện thoại vang lên. Trong điện thoại là tiếng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Tư lệnh Trấn, Tào Chính Đức của phân quân khu Đức Bình công khai ngăn cản xây dựng quốc lộ thiên tường, đây chính là chân ngoài dài hơn chân trong, hy vọng cậu có thể điều đình một chút, nhất định phải đảm bảo an toàn cho đồng chí Diệp Phàm. Thiết thác tôi nói lời không dễ nghe. Nếu đồng chí Diệp Phàm bị thương tôi thay mặt Ủy ban kỷ luật tỉnh tìm Chủ tịch Phượng để bắt Tào Chính Đức. Thiết thác nói rất nhẹ nhàng nhưng không mất đi uy lực, rất quyết đoán. Người như Thiết thác muốn hạ quyết tâm bắt ai đó, Tào Chính Đức dù tránh trong quân đội cũng không thể. Tào Chính Đức liêm khiết hay không, chính Trấn Thăng Thành cũng không biết. Nếu như bị Thiết thác theo dõi, mặc dù chỉ là một món lợi nhỏ, cũng bị ông ta cho thành việc lớn. Vừa nói chuyện với Thiết thác xong. Trưởng ban thư ký ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu cũng gọi điện thoại đến, ý tứ cũng không khác gì Thiết thác, chỉ là hy vọng Trấn Thăng Thành ra mặt điều đình, đảm bảo an toàn cho Diệp Phàm. Không lâu sau, Tề Trấn Đào cũng quát. Lão Trấn, ngay lập tức thả Diệp Phàm, nếu không tôi mang công an đến tấn công phân quân khu Đức Bình. Đừng tưởng súng công an không bằng súng quân đội, tôi nhiều người, chị cũng phải chỉ chết Tào Chính Đức. Đừng vội lão Tề, tôi ngay lập tức sắp xếp người. Trấn Thăng Thành biết tính tình Tề Trấn Đào, cho nên cũng không chấp, tình cảm hai người vốn tốt. Lợi hại thật, mấy ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều nói hộ thằng nhóc này, xem ra thật sự là có lai lịch. Trấn Thăng Thành đang thì thào tự nói vài câu, lập tức điện thoại cho chính ủy Trấn Đào Thanh nói. Đào Thanh, lập tức thả người, cậu lập tức cử vài người thân tín bảo vệ Diệp Phàm về lại bên chỗ chính quyền. Còn nữa, bảo Tào Chính Đức lập tức đến quân khu tỉnh báo cáo tình hình. Tư lệnh Trấn, sao lại thế, Diệp Phàm đánh gãy sống lưng vài binh lính của chúng ta, sao có thể phải bảo vệ hắn? Trấn Đào Thanh cố ý hỏi, đương nhiên cũng phải giả vờ giả vịt trước mặt sếp. Nói nhiều cái gì, lập tức thả người. Trấn Thăng Thành nói, thật ra không cần lo lắng, sư đoàn trưởng Mã đã mang theo người đến phân quân khu, lão Mã nói là làm nhiệm vụ nhưng thực ra là che chở, Diệp Phàm hẳn không việc gì, tôi lập tức giải thích cùng tư lệnh Tào một chút. Trấn Đào Thanh trong lòng thầm vui vẻ. Nếu Tào Chính Đức vì việc này mà bị phạt thì Trần Đào Thanh mình không phải có thể ngồi lên ngai vàng tư lệnh sao? Phải biết rằng, Tào Chính Đức là người cản đường thăng tiến của Trấn Đào Thanh nên trong lòng y âm thầm có kế sách. Sư đoàn trưởng Mã đến, thật ra là Diệp Phàm thả Tào Chính Đức, y xoa xoa cổ vừa bị bóp, vuốt năm dấu ngón tay, còn nước tiểu trên quần không kịp thay. Nghe chỉ thị của Trấn Đào Thanh, Tào Chính Đức lập tức tím mặt quát. Không được, tại sao lại thả người, đánh người, làm bị thương mấy cán bộ quân khu của tôi? Lão Tào, bình tĩnh một chút, tư lệnh Trấn đã có mệnh lệnh, không phải Trấn Đào Thanh tôi nói. Trấn Đào Thanh cố ý nói to. Thúi lắm, tôi muốn đích thân nghe tư lệnh Trấn nói mới tin. Tào Chính Đức hăm hở lấy điện thoại vừa chuyển, Trấn Thăng Thành lạnh lùng nói. Đồng chí Tào Chính Đức lập tức đến quân khu tỉnh báo cáo tình hình. Thả Diệp Phàm. Không được gây rối nữa. Vì sao? Tào Chính Đức ỷ vào có chỗ dựa là nhà họ Tào, hỏi lại. Không vì sao, đến quân khu tỉnh nói sau. Tôi không đến, trước tiên bắt Diệp Phàm rồi nói sau. Tào Chính Đức gầm lên trước mặt mấy người lính, quát. Lập tức bắt giữ, có gì tôi chịu trách nhiệm. Lão Tào, bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện. Lúc đó sư đoàn trưởng Mã đứng lên, kéo Tào Chính Đức. Nghe ông ta nói vậy đám lính đứng im. Thật ra có vài người hơi sợ Diệp Phàm.
chỉ sợ hắn lại ra mấy quyền cước, làm mình gãy xương. Hơn nữa, nghe giọng của Trấn Đào Thanh xem ra lai lịch hắn không nhỏ. Tư lệnh quân khu trấn cũng ra lệnh thả người. Người ta đánh người, cuối cùng đánh rắm cũng không có xui xẻo ở những người như con tép này. Trấn Đào Thanh vội vàng báo cáo tình hình cho Trấn Thang Thành. Trấn Thang Thành hình như nổi giận, quát. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh, áp giải Tào Chính Đức lên quân khu tỉnh, không nghe lời có phải không, tôi sẽ dùng quyền tư lệnh. Chương 1044, bắt Tào Chính Đức. Từ từ đã, mệnh lệnh của tư lệnh quân khu tỉnh, lập tức thả Diệp Phàm. Trấn Đào Thanh chỉ vào mấy người lính nói. Tư lệnh Trấn ra lệnh, lập tức mời đồng chí Tào Chính Đức đến quân khu tỉnh báo cáo tình hình. Mấy người lính không do dự chút nào, áp sát kèm Tào Chính Đức đi ra ngoài. Thằng danh Diệp Phàm, tao không để mày yên, muốn khu đất ấy, trừ phi Tào Chính Đức tao chết rồi, ha ha. Tào Chính Đức bị mấy người lính mạnh mẽ kéo đi, vừa giãy giụa và quát. Tào Chính Đức, hôm nay trước mặt mọi người tôi chấp nhận lời nói của ông. Ông cứ chờ xem. Diệp Phàm lạnh lùng nói vài câu, cùng Hạ Hải Vĩ dưới sự bảo vệ của mấy người phía sư đoàn trưởng Mã đi ra khỏi phân quân khu Đức Bình. Trở lại Đức Bình, Diệp Phàm lập tức bị Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên gọi đi. Sau khi hỏi rõ tình hình, hai lãnh đạo cũng trầm ngâm suy nghĩ. Thật lâu sau Trang Thế Thành mới nói. Xem ra Tào Chính Đức cố ý gây khó dễ, người này làm việc bỉ ổi, tốt xấu cũng là ủy viên thường vụ địa ủy, sao có thể chân ngoài dài hơn chân trong, ngang ngược ngăn trở. Việc này xem ra phải báo cáo với tỉnh ủy, hy vọng Bí Thư Quách có thể nói với quân ủy một chút vấn đề của đồng chí Tào Chính Đức. Về việc đồng chí này có tư tưởng tư lợi nghiêm trọng. Trang Thế Thành nói xong, Lô Trần Thiên cũng gật đầu. Không vội, Bí Thư Trang, việc này cứ để tôi giải quyết, không cần thiết phải kinh động đến Bí Thư Quách, còn báo cáo lên quân ủy, không được tốt. Diệp Phàm giọng kiên quyết nói. Cậu có biện pháp? Lô Trần Thiên hỏi. Cháu cứ thử xem trước, cho cháu vài ngày, nếu không được sẽ báo cáo Bí Thư Quách. Diệp Phàm nói. Vậy cứ xử lý đi. Trang Thế Thành gật đầu. Việc này nếu không cần báo cáo lên tỉnh đương nhiên là tốt, dù sao làm lớn chuyện hai bên đều không được tốt. Diệp Phàm đi một mạch đến văn phòng, mặt đã tái mét, nghĩ một lát cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện thoại. Chủ tịch Triệu, chào ngài, tôi là Diệp Phàm. Hả, cậu sao lại gọi điện cho tôi? Ha ha, tôi lâu nay cho rằng cậu rất bận rộn, nghe nói lần trước vì chuyện quốc lộ thiên tường cậu đến Bắc Kinh, cũng không đến nhà chơi. Có phải nhà tôi không đáng để cậu đến đúng không? Triệu Bảo Cương nói giọng có vẻ như châm chọc cũng có vẻ như trêu chọc. Diệp Phàm hiểu, trong lòng Triệu Bảo Cương có chút bực. Bởi vì lần trước Triệu Bảo Cương hướng mình thể hiện thành ý, mà mình không đến hỏi thăm ông ta, rõ ràng là không thoải mái. Không phải chủ tịch Triệu, gần đây thật sự bận nhiều việc. Lần này muốn nhờ ngài một việc, trước kia cha ngài đã nói ở quân ủy là cho tôi một lời hứa. Tôi hiện tại đến tìm chính là vì lời hứa này. Diệp Phàm kiên trì nói. Nói đi, cậu muốn gì? Triệu Bảo Cương hừ nói. Trong vòng 3 ngày bắt phân quân khu Đức Bình tỉnh Nam Phúc Tào Chính Đức, tôi muốn y chọn đời không thể vươn lên. Diệp Phàm hung hăng nói. Ừ. Triệu Bảo Cương không nói lời thừa nào, lên tiếng rồi cúp điện thoại. Tào Chính Đức, anh thật sự phải khư khư cố chấp sao? Trấn Thăng Thành đập bàn quát. Việc này không thể thương lượng, không làm Diệp Phàm chết, tôi còn lăn lộn cái gì? Tư lệnh Trấn, đây là ân oán giữa tôi và Diệp Phàm, hy vọng ngài không nhúng tay. Tào Chính Đức kiên quyết nói. Tốt, tốt lắm, Tào Chính Đức, tốt, anh muốn xử lý thì xử lý. Trấn Thăng Thành có khuyên gì cũng vô dụng, tùy anh đi. Tuy nhiên Tào Chính Đức đừng làm hỏng phân quân khu Đức Bình là được, đến lúc mọi việc không thể gỡ ra đừng tìm tới tôi để nhờ giúp. Đến lúc đó anh cũng đừng trách Trấn Thăng Thành tôi trở mặt, thấy chết mà không cứu. Trấn Thăng Thành vẻ mặt tức giận nói. Sẽ không có việc này, tôi sẽ tự xử lý tốt. Tào Chính Đức nói xong bước ra khỏi phòng Trấn Thăng Thành. Thiên hạ, Diệp Phàm quá coi thường người khác, đơn giản là không coi nhà họ Tào chúng ta ra gì. Tào Chính Đức nói trong điện thoại với sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh Tào Thiên Hạ. Một cục trưởng nhỏ. Có thể có nhiều sức mạnh sao, chẳng lẽ anh Chính Đức còn phải chịu bất bình sao? Tào Thiên Hạ giọng thản nhiên, căn bản là không yên tâm về việc này. Trấn Thăng Thành giúp đỡ hắn.
Tào Chính Đức hừ nói. Trấn Thăng Thành, việc này hình như có chút lạ. Tào Thiên Hạ trong lòng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ thằng nhãi kia có lai lịch gì? Có cái rắm, cha mẹ tổ tông tám đời cũng không tìm ra một chức lãnh đạo huyện. Nghe nói quan hệ giữa hắn và binh đoàn trưởng binh đoàn báo săn Thiết Chiêm Hùng trước kia không tồi. Trấn Thăng Thành có thể là nể mặt Thiết Chiêm Hùng. Tào Chính Đức nói. Ừ, thì ra thế, Thiết Chiêm Hùng thật ra là một người nổi tiếng. Tuy nhiên, trước đây khác, người này hiện là thứ trưởng xếp hạng cuối cùng của Bộ Công an, sau khi rời khỏi quân đội như cá không có nước, y còn có thể làm cái gì? Tào Thiên Hạ thản nhiên nói. Có thể là giao tình cũ. Tào Chính Đức cũng rất thoải mái nói. Yên tâm, Chính Đức, khu đất đó sư đoàn chủ lực số 1 chúng ta không gật đầu, không ai có thể lấy đi, kể cả thằng nhóc đó. Quốc lộ Thiên Tường phải thay đổi tuyến đường, đó là không thể, giống như xây dựng lại quốc lộ núi Thiên Sa, ha ha. Tào Thiên Hạ đắc ý mỉm cười. Ừ, chính là tôi muốn nói với anh một chút, phải giữ sườn núi Nguyệt Nga, ai tới cũng không cấp cho. Rõ ràng chúng ta nên cho người đi sửa sang một chút, giả như khu vực huấn luyện, đến lúc đó có thể từ từ đổ cho chúng. Về chuyện tiền nong để tôi nghĩ cách, không cần các anh ra một đồng. Tào Chính Đức lại đưa ra ý tưởng. Được, tôi lập tức sắp xếp vài người xuống dưới đó, phối hợp với các anh, giả vờ một chút. Tào Thiên Hạ cười nói, việc này không cần tiền mà có thể kiếm chuyện làm Tào Thiên Hạ vui vẻ. Hơn nữa, sân huấn luyện làm tốt cũng có phần công của mình. Còn một chuyện Chính Đức, nghe nói thằng nhãi ăn mày còn đòi ăn xôi gấc. Tào Thiên Hạ khinh bỉ nói. Thiên Hạ, tôi chưa hiểu. Tào Chính Đức chưa hiểu ý của Tào Thiên Hạ. Ngoài thằng danh Diệp Phàm còn ai? Hừ. Tào Thiên Hạ hừ nói. Không ngờ lại để ý đến cháu ngoại tôi là Tống Trinh Giao, hắn cũng không nghĩ lại, với gia thế của hắn, sao có thể xứng với Trinh Giao của nhà họ Tào. Anh nói là con gái của chủ tịch tỉnh Tống, tiểu thư Trinh Giao. Tào Chính Đức nghe xong, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, nếu thằng nhóc này thật sự gặp phải phó chủ tịch thường trực tỉnh Tống Sơ Kiệt, ông đây không cần ra tay. Ha ha! Tào Thiên Hạ cười vang trên điện thoại. Diệp Phàm nhanh đến đây. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh Thiết lại ra tay nữa. Diệp Phàm cười nói. Nào có nhanh như vậy. Lâm Thiên Dân xem ra nghe thấy chút mùi vị gì đó hôm nay tới Nam Phúc kiểm tra, đương nhiên là các công trình. Có thể người này đến nước mình sẽ đi một vòng, trong khoảng thời gian này cậu bảo Hạ Hải Vĩ giữ gìn một chút, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ mà hỏng việc lớn. Thiết Chiêm Hùng cẩn thận dặn dò. Chúng ta đừng nóng vội, bắt Lâm Thiên Dân là chuyện sớm hay muộn, cán bộ cấp bậc như y không phải muốn bắt thì bắt, không phải chỉ là một chủ tịch thị trấn, cả nước cũng không phải nhiều. Em lập tức nói với gã ta một chút, không làm hỏng việc lớn. Diệp Phàm nói. Còn nữa, những nhân viên theo dõi đều phải lui. Thiết Chiêm Hùng nói, xem ra là rất cẩn thận. Tôi sẽ về Bắc Kinh buổi sáng, nếu không y sẽ nghi ngờ. Hễ là đến cán bộ cao cấp đến nước mình như Ủy ban Kỷ luật Trung ương hay Bộ Công an hoặc Viện Kiểm sát tối cao thì y chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chúng em sẽ cẩn thận, dù sao cũng là lễ mừng năm mới, thoải mái một chút rồi nói sau. Diệp Phàm cười nói. Chuyện Tào Chính Đức cậu cũng phải rộng lượng một chút đừng cùng y so đo nhiều. Nói thế nhưng y trải qua bài học lần này cũng sẽ kiềm chế một ít. Ở địa ủy cậu có Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên đều ủng hộ. Ở tỉnh có anh tôi và Tề Chấn Đào, y muốn bắt cậu cũng không có cách nào. Tuy nhiên, cậu phải đề phòng nhà họ Tào ở Bắc Kinh, tôi nghi ngờ việc này có bóng dáng của nhà họ Tào. Em biết, anh Thiết, nhà họ Tào nói không ủng hộ nhưng chắc chắn ngầm đồng ý hoặc dung túng. Sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh Tào Thiên Hạ chính là cậu của Tống Trinh Giao. Chắc là nhà họ Tào thấy em có quan hệ tốt với Tống Trinh Giao, sợ em làm hỏng quan hệ thông gia giữa hai nhà Tào cố, chắc chắn sẽ nhân dịp này công kích em. Tuy nhiên, đối với Tào Thiên Hạ em đã có sắp xếp, tin tưởng mai kia sẽ có kết luận. Diệp Phàm vẻ mặt tàn nhẫn, trên mặt có lộ ra tia độc ác. Diệp Phàm tuy là tâm tính lương thiện, lần này bị Tào Chính Đức làm cho tức giận, hơn nữa, trước khi đi đã nói, không chết không thể kết thúc. Hả, ông em tìm thủ trưởng trấn? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Không cần tìm ông ấy. Diệp Phàm hừ nói. Không phải là ông ấy thì là ai, ai có thể làm hỏng sự giúp đỡ của nhà họ Tào đối với Tào Chính Đức.
hiện tại đã không phải vấn đề giữa cậu và Tào Chính Đức mà đã là chuyện giữa cậu và nhà họ Tào ở Bắc Kinh. Nếu Tào Chính Đức ngã xuống, sĩ diện của nhà họ Tào mất hơi lớn. Ngoài thủ trưởng Trấn, ai có khả năng đàn áp nhà họ Tào, đem xử lý Tào Chính Đức? Hơn nữa, nhà họ Tào cũng không riêng gì nhà họ Tào, Tào Mộng Đức của Tào Gia và Cố Thiên Long của Cố Gia là một trong hai người cầm đầu kinh phái Nam Viên. Nếu đến trình độ phe phái, vậy thì cậu đối mặt là một tập đoàn chính trị khổng lồ. Mặc dù là thủ trưởng Tấn cũng phải đắn đo một chút. Dù sao một tập đoàn phe phái, không phải dễ dàng dàn xếp như vậy. Mọi mặt đều phải suy xét, thường thường đều là rút dây động rừng. Thiết Chiêm Hùng cẩn thận giải thích nói, y không muốn thấy Diệp Phàm như chim non bị nhà họ Tào làm hỏng. Kinh phái Nam Viên hệ thế lực quá lớn, ở khắp cả nước, hơn nữa, có người trong quân đội lẫn chính phủ. Hai nhà Tào Cố chỉ là người cầm lái, trên thực tế còn có Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ. Những người này đều là quan lớn cấp bộ trưởng, sức mạnh cũng rất lớn, cũng không phải là người mà Diệp Phàm có thể chống lại. Ví dụ như người vừa ngồi lên vị trí Phó Thủ tướng Diệp Toàn Sâm, là một trong những người sẽ tiếp bước Cố Thiên Long thành người cầm lái kinh phái Nam Viên. Cố Thiên Long và Tào Mộng Đức đều già rồi, mấy tháng sau sẽ nghỉ. Đây là thời kỳ mà hai nhà Tào Cố đều rất vội vàng trước khi hai ông cụ không còn đảm nhiệm chức vụ, tận lực sắp xếp một số chức vụ quan trọng. Như nhà họ Tào, Tào Thiên Hạ được đề bạt làm phó quân đoàn trưởng chính là chuyện mà ông cụ Tào Mộng Đức luôn muốn làm. Bởi vì Tào Thiên Hạ muốn đến tập đoàn quân thứ hai hoặc là đến căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu đảm nhiệm phó tư lệnh viên xếp hạng chót. Chương 1045, nhà họ Cố phản công đến. Trước mắt Tào Mộng Đức đang lúc tranh thủ, tuy nhiên, con trai lớn của Tào Mộng Đức là Bộ trưởng Bộ Tài chính Tào Quốc Khanh, đem Tào Quốc Khánh đến cơ sở rèn luyện, ví như đến tỉnh Việt Đông làm bí thư tỉnh ủy cùng là chuyện mà Tào Mộng Đức muốn làm. Còn có con thứ hai Tào Canh Phóng, ủy viên thường vụ thành phố trực thuộc Trung ương Tân Môn kiêm phó chủ tịch thành phố, Tào Mộng Đức đương nhiên cũng muốn đẩy anh ta lên vị trí chủ tịch tỉnh. Một loạt thay đổi này, Tào Mộng Đức cũng khó có thể chọn lựa. Ba người con trai đều muốn đẩy lên. Cho nên, thật ra bên trong nhà họ Tào ba anh em tranh giành vị trí khá kịch liệt. Ông cụ sẽ lui, ba anh em muốn thăng chức có vẻ khó khăn. Đây là thời khắc mấu chốt, ba anh em không thể hỗ trợ lẫn nhau. Việc này trong dân chúng thường có, nhưng ở những gia tộc lớn, khi có chuyện, anh em thương tàn là chuyện thường có. Ha ha, Triệu Bảo Cương không mượn chút thế còn dùng ai. Dù sao ông ấy cũng sắp lui. Ước gì tôi đi mượn thế. Quyền lực này không cần nhiều thời gian nữa đã thành phế thải, dùng một lần, ít nhất còn có thể được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Cậu giỏi lắm, nghĩ chu đáo. Triệu Bảo Cương ra mặt, Tào Chính Đức sao có thể phản kháng. Trước mắt nhà họ Tào đang vội sắp xếp nhân sự, sẽ không nghĩ đến việc cùng Triệu Bảo Cương tốn công sức, không tiện gây gổ với các phe phái khác. Người anh em, cậu đoán xem, Triệu Bảo Cương sẽ xử Tào Chính Đức như thế nào. Thiết Chiêm Hùng hắng giọng cười nói. Nếu lấy mũ y, hẳn là không có khả năng, bởi vì hai nhà Tào Cố như hổ rình mồi, dù sao cũng phải có lời. Trước mắt Triệu Bảo Cương cũng không còn giữ chức vụ vài ngày nữa, cũng không có khả năng đắc tội nặng quá với liên minh hai nhà Tào Cố, bất lợi cho việc sắp xếp nhân sự của nhà họ Triệu. Cho nên, tổng hợp mọi phán đoán, cuối cùng là Tào Chính Đức bị điều đến một địa phương xa xôi chờ chết thôi. Diệp Phàm cười nói. Ông em! Cậu đánh giá sai trái tim quyết đoán của Triệu Bảo Cương. Chứng minh, tính tình cậu vẫn thiên về sự mềm mỏng. Thiết Chiêm Hùng nói. Tuy nhiên, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng. Đây là có ý gì? Diệp Phàm không hiểu. Chắc lần này lão Triệu sẽ hạ nhẫn tâm, cậu khó có thể nhớ ông ấy một lần. Giọng Thiết Chiêm Hùng nghiêm trọng nói. Độc đến như thế nào? Diệp Phàm đến đây thật ra hứng thú. Lấy mũ, vào nhà giam cũng có thể. Đây là chính trị. Thiết Chiêm Hùng nói. Sao có thể có khả năng đấy, Tào Chính Đức hoàn toàn không có sai gì lớn, cũng không phải thông đồng với địch bán nước, sao có thể có khả năng? Diệp Phàm không tin. Không tin có phải không, chúng ta chờ mai kia xem kịch vui, đến lúc đó cậu thua sẽ mời tôi ăn cơm là được. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Tin, đánh cuộc. Diệp Phàm tràn đầy tin tưởng. Tuy nhiên cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lão Triệu nếu thực sự hạ sát Tào Chính Đức thì xem ra phiền toái của cậu cũng tới rồi. Thiết Chiêm Hùng có vẻ vui khi người khác gặp nạn. Em thì có gì phiền toái,
Em chỉ làm một cục trưởng nhỏ, Triệu Bảo Cương sắp xếp nhân sự cũng không cầu đến chúng ta. Lão già này sắp xếp nhân sự chắc đều phải là cấp phó tỉnh trở lên. Em chỉ là một cục trưởng nhỏ, nói đến mất mặt. Nếu có ân tình này, cũng phải đến N năm sau, hơn nữa, khi đó em có quyền to mới trả được. Nếu không có cơ hội có quyền to, thì đều thành đồ bỏ đi, đến lúc đó sẽ tức chết lão Triệu. Ha ha ha, ôi cái đó rất xa xôi, tạm thời không cần nghĩ đến. Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên, ngược lại không yên tâm. Cậu coi thường chính mình, năng lực của cậu hiện chính cậu cũng không hiểu được, không biết đây là điều may hay không may với cậu, ôi. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Em có năng lực gì, việc này quả thật em cũng không hiểu, anh Thiết có thể nói thêm được không, đừng để em đoán giả đoán non. Diệp Phàm hỏi. Mai kia tự biết. Thiết Chiêm Hùng không nói làm Diệp Phàm càng thấy khó hiểu. Bảy ủy viên thường vụ của ban điều hành quốc lộ Thiên Tường đang ngồi cùng nhau. Hôm nay do chỉ huy Trang và xếp Diệp yêu cầu, đặc biệt mở một cuộc họp nhỏ. Chúng ta nói ngắn gọn, việc xây dựng quốc lộ Thiên Tường đến hiện tại, có chỗ đã tiến hành được hơn nửa. Tuy nhiên gần đây sườn núi Nguyệt Nga xảy ra vấn đề lớn. Chủ tịch công ty xây dựng số 1 Nam Hoa của Thủy Châu nóng nảy, nói kỳ hạn công trình không thể chậm, nếu chậm bọn họ sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Yêu cầu tổ giải phóng mặt bằng nhanh chóng quyết định vấn đề sườn núi Nguyệt Nga. Ngày hôm qua, đồng chí Diệp Phàm cùng phó tổ trưởng tổ giải phóng mặt bằng Hạ Hải Vĩ đến phân quân khu Đức Bình. Không thể tưởng tượng được, tư lệnh phân quân khu Tào Chính Đức là một phần tử của Đức Bình, chẳng những không hỗ trợ mà còn ngăn cản. Điều làm người ta không thể chịu được đó là người này không ngờ kiêu ngạo đến nỗi cho người bao vây Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ. Cuối cùng còn muốn bắt người. Thế này thì Đức Bình sẽ nhanh thành cái gì, một tư lệnh phân quân khu cũng kiêu ngạo như thế, là ai cấp cho y quyền lực. May mà sau đó không xảy ra chuyện gì loạn hơn, cầu qua sườn núi Nguyệt Nga là vấn đề lớn, việc này tôi định báo cáo lên bí thư tỉnh ủy Quách để ông ấy phản ánh với quân ủy một chút về hành vi, lý trí của một số đồng chí. Tuy nhiên Diệp Phàm nói đã có biện pháp giải quyết, việc này không bàn nữa. Tuy nhiên, ý kiến của tôi, nếu vấn đề Nguyệt Nga có thể giải quyết trong 10 ngày, tôi sẽ báo cáo lên tỉnh ủy xin chỉ thị, khen thưởng mấy người Diệp Phàm. Các đồng chí có đồng ý không? Tề Chấn Đào nói tới đây đưa mắt nhìn mọi người. Nên thế, tôi đồng ý, sườn Nguyệt Nga là việc khó giải quyết, Tào Chính Đức luôn kiêu ngạo, vả lại, người ta là người quân đội, chính quyền địa phương chúng ta không quản lý được. Điều đó cũng tạo nên một số đồng chí tự cao tự đại. Quốc lộ Thiên Tường là công trình lớn của tỉnh thậm chí là bộ giao thông, việc này không ngờ lại xảy ra. Nếu đồng chí Diệp Phàm có thể loại bỏ chướng ngại vật này, tỉnh ủy chắc sẽ đồng ý khen thưởng. Tần Hoài Bắc phó chủ tịch tỉnh không ngờ là người đầu tiên lên tiếng đồng ý. Ừ, nên thế, tôi đồng ý. Phó giám đốc thường vụ sở giao thông Vi Kiến Minh nói. Sau đó các đồng chí khác đều phát biểu, chỉ có Trương Minh Đường không hé răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiếp theo đồng chí Diệp Phàm sẽ trình bày một chút về đề tài cuộc họp hôm nay. Tần Hoài Bắc nói. Thưa các vị lãnh đạo, gần đây tôi phụ trách việc phát triển thôn Đại Vũ ở Đức Bình. Diệp Phàm nói ra khó khăn trong việc phát triển xây dựng thôn Đại Vũ. Bí thư Tề, lại muốn thay đổi phương án quy hoạch chắc chắn không ổn. Không thể sửa chữa lại nữa, nếu sửa chữa thì quốc lộ Thiên Tường khi nào mới có thể làm xong. Vừa rồi bí thư Tề cũng đã nói, quốc lộ Thiên Tường chẳng những là công trình lớn của tỉnh ta, nó còn liên quan đến con đường của ba tỉnh nữa. Hơn nữa là công trình trọng điểm của Bộ Giao thông. Được Tổng cục Hậu cầu Bộ Quốc phòng xếp vào những công trình quốc lộ lớn. Không thể coi thường, nếu vì thế cấp trên trách tội thì tất cả chúng ta đều không chịu được. Đối với việc quốc lộ Thiên Tường đi xuyên qua thôn Đại Vũ, Trương Minh Đường là người phản đối đầu tiên. Đúng, chủ nhiệm Trương nói rất có lý, quốc lộ Thiên Tường xuyên qua thôn Đại Vũ chẳng những phải xa thêm trên dưới 2 cây. Hơn nữa, như đồng chí Diệp Phàm vừa nói, mặt cắt đường xuyên qua thôn Đại Vũ rộng đến 25 m. Cả vỉa hè lên đến 30 m. Ngoài ra, vì đi qua khu vực nội thành mới của thôn Đại Vũ, cho nên còn phải nghĩ đến an toàn tính mạng của người đi đường, chắc chắn còn phải tính đến việc xây cầu vượt. Như vậy, có thể dự toán phải lên mấy chục triệu. Khoản tiền này ai thanh toán? Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Tiếu Duệ Phong ngôn ngữ sắc bén nhắm ngay vào phương án của Diệp Phàm. Tôi biết, thay đổi tuyến đường có chút không hợp lý,
nhưng mời các vị lãnh đạo và các đồng chí suy nghĩ đến thực tế kinh tế khó khăn của Đức Bình. Nếu quốc lộ Thiên Tường đã đi qua thôn Đại Vũ thì ở đây không cần xây thêm đường lớn. Chỉ trách đi 50 mét thôi thì tỉnh ta có thêm đến mấy cây em đường quốc lộ. Nếu tính về mặt lợi cho dân mà nói, cũng là lợi thật lớn. Nếu nói Đức Bình chúng ta không có tiền, nếu dựa họ ân toàn vào sức mình để cải tạo thôn Đại Vũ, còn không tìm được sự ủng hộ của tỉnh sao? Trên tỉnh chẳng lẽ cứ mặc kệ? Cho nên, nếu có thể mượn quốc lộ Thiên Tường xuyên qua, ít nhất cũng có thể xin một ít kinh phí của tỉnh. Trang Thế Thành phản bác nói. Đúng, thay đổi một chút có thể không hợp lý, nhưng theo tình hình Đức Bình, thay đổi một chút là khả thi. Tôi đã nghiên cứu tài liệu mà Diệp Phàm cung cấp, về phương diện quy hoạch đường mà nói, thay đổi tuyến đường là hoàn toàn khả thi, hơn nữa, không phải là việc khó. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng đã hứa, việc giải phóng mặt bằng Đức Bình bọn họ tự phụ trách. Chỉ có điều dự toán ước chừng phải tăng hơn 20 triệu đầu tư. Về khoản tiền này, Diệp Phàm cũng đã nói, Đức Bình có thể góp 10 triệu, còn lại hơn 10 triệu, hy vọng Bộ Chỉ huy có thể ủng hộ. Tôi đồng ý với đề nghị này của Diệp Phàm, chúng ta đều là cán bộ Nam Phúc, Đức Bình cũng là một phần của tỉnh Nam Phúc chúng ta, nên vì nhân dân Đức Bình tạo phúc. Chúng ta mặc dù thắt lưng buộc bụng một chút, có thể làm cho nhân dân được hạnh phúc hơn, cớ sao không làm. Vi Kiến Minh nói cũng rất có tình có lý. Chuyện thôn Đại Vũ tôi cũng đã nghe qua, bị người ta gọi là thôn rác rưởi. Quốc lộ Thiên Tường nếu như quy hoạch thì cách xa thôn Đại Vũ chừng 500 mét. Nếu để một thôn rác rưởi tựa vào ven đường, cũng có tổn hại đến danh tiếng của quốc lộ Thiên Tường. Mọi người thử nghĩ xem, sau khi quốc lộ Thiên Tường xây dựng xong, là quốc lộ lớn đi qua ba tỉnh. Sau này, Giang Đô, An Đông, thậm chí Vân Nam muốn đến Nam Phúc khả năng đều đi qua quốc lộ Thiên Tường, hình tượng cũng rất quan trọng. Hình tượng của Đức Bình bị hủy thì về lý thuyết cũng là hình tượng Nam Phúc chúng ta bị hủy. Người Trung Quốc chúng ta thích vẻ bề ngoài, tranh giành thì đến Phật cũng tranh giành nén hương. Tần Hoài Bắc dùng phương diện hình tượng để ủng hộ thay đổi tuyến đường. Phó Chủ tịch Tần, kinh phí xây dựng quốc lộ Thiên Tường rất eo hẹp, chúng tôi đều tính toán tỉ mỉ, giờ lấy đâu ra 20 triệu. Chúng ta đều biết rằng, quốc lộ Thiên Tường là công trình 400 triệu, khoản tiền này đã quyết định trước, nếu việc thay đổi tuyến đường cần thêm 20 triệu thì khoản tiền này phải tiết kiệm ở các đoạn đường khác. Nếu vì khoản tiền 20 triệu này mà chậm tiến độ hoặc giảm chất lượng ở các đoạn đường khác, trách nhiệm này các vị lãnh đạo đều rõ, không ai chịu được. Trương Minh Đường khá cay cú, đem chất lượng đường ra để ngăn cản. Chắc chắn các lãnh đạo đều lo lắng đến chất lượng công trình. Chương 1046, có thể kéo dài đến đâu thì kéo. Đúng, vừa rồi Phó Chủ tịch tỉnh Tần cũng đã nói đến hình tượng công trình, quốc lộ Thiên Tường trước mắt là quốc lộ tốt nhất của Nam Phúc chúng ta, cũng đại diện cho hình tượng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân. Thật ra, cũng đại diện cho hình tượng của Bộ Giao thông. Nếu vì đoạn đường giảm chất lượng của một đoạn đường, hình tượng bị phá hỏng, tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh ủy, Bộ Giao thông sẽ không tha cho chúng ta, còn Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng sẽ để quốc lộ quốc phòng như thế sao? Xây dựng quốc phòng là đặc biệt nhi nề, chất lượng công trình quan trọng như núi Thái Sơn, nếu xe tăng đi trên đường đã hỏng thì khi xảy ra chiến tranh, đó sẽ phải rơi đầu. Tiếu Duệ Phong như ăn đạn, mỗi câu nói đều như viên đạn bay ra. Ha ha, hai vị lãnh đạo nói cũng nghiêm trọng quá. Giống như vì dự toán tăng lên 20 triệu có thể hao tốn hết 400 triệu xây dựng quốc lộ Thiên Tường. Chúng tôi hoàn toàn có thể cam đoan về chất lượng công trình này. Diệp Phàm cười nói. Tôi muốn nghe cao kiến của sếp Diệp. Như thế làm sao bảo đảm chất lượng công trình, tiền không thay đổi so với dự toán mà hoàn thành quốc lộ Thiên Tường. Nếu chuyện tốt như vậy thì Trương Minh Đường tôi không có gì để nói. Nếu có thể làm được như thế, về sau những công trình lớn của quốc gia đều mời sếp Diệp ra mặt lập dự toán, ha ha. Trương Minh Đường cáo già, giọng châm chọc, y tin là Diệp Phàm chỉ nói suông chứ không làm được. Y muốn Diệp Phàm phải cung cấp chứng cứ thật sự, lấy đó để gây khó dễ. Đúng vậy, tôi cũng muốn nghe cao kiến của sếp Diệp. Tiếu Duệ Phong cũng thản nhiên cười nói. Hồ Nguyệt Nữ của thôn Đại Vũ các vị lãnh đạo đều đã nghe nói qua, nhìn qua hiện tại thì chỉ là một hồ rác rưởi. Thực ra, có thể biến thành đồ quý. Hồ này, chỉ cần làm sạch nước và tạo gợn sóng thì giống như thiên hà. Đức Bình không thiếu nước, có sông Thần Nữ chảy qua, nhưng theo khảo sát của các đồng chí ở Cục Xây Dựng chúng tôi,
thật sự đáy Hồ Nguyệt Nữ còn có một con suối lớn. Trước kia, Hồ Nguyệt Nữ do suối chảy ra, thêm nước suối từ trên cao chảy xuống hội tụ lại một chỗ thành Hồ Nguyệt Nữ xinh đẹp. Nếu cải tạo sửa chữa một chút, Hồ Nguyệt Nữ lại thành truyền thuyết, thành một thắng cảnh. Ngoài ra, diện tích Hồ Nguyệt Nữ cũng lớn, có thể xây dựng nhiều khu giải trí như du thuyền, các khu giải trí dưới nước. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác Hồ Nguyệt Nữ, cùng với giai đoạn xây dựng quốc lộ thiên tường đi qua thôn Đại Vũ, nói là chọn gói cũng đúng. Chuyên gia phong thủy nổi tiếng của nước ta Trương Đạo Lâm hôm qua đã chỉ vào Hồ Nguyệt Nữ nói là thôn Đại Vũ là nơi thái cực bát quái âm dương hội tụ. Vừa cương vừa nhu thật sự là một nơi phong thủy rất tốt. Thật ra Đức Bình chúng ta không cần ban điều hành quốc lộ thiên tường ra nhiều tiền. Trước mắt mà nói, chỉ là mượn thế của quốc lộ thiên tường, mượn tác dụng quán tính của công trình này để xây dựng đường cho thôn Đại Vũ. Diệp Phàm lấy Trương Đạo Lâm để ngụy trang, lý luận một phen, cũng có lý. Tác dụng quán tính, xếp Diệp, cậu lý luận cao siêu, tôi nghe không hiểu, ha ha. Trương Minh Đường hắng giọng cười nói. Rất đơn giản, hiện tại Đức Bình chúng ta không có tiền, nói là mượn kê đẻ trứng cũng là thường. Quốc lộ thiên tường không phải là đang tiến hành sao? Một công trình nợ một chút tiền cũng không có vấn đề gì, nếu muốn làm mặt đường qua thôn Đại Vũ chắc chắn không quá 20 triệu. Tôi đã báo cáo Bí Thư Trang và Chủ tịch địa khu Lô. Đức Bình chúng tôi không mượn tiền của quốc lộ thiên tường, chỉ là mượn thế của quốc lộ thiên tường xây dựng đường trước mà thôi. Không lâu sau, khai thác thôn Đại Vũ, phát triển lên, khoản tiền xây dựng đường chắc chắn sẽ thu hồi được. Cho nên, tôi mới đề xuất bộ chỉ huy cho phép chúng ta làm thôi. Số tiền này, chúng tôi khai thác, phát triển thôn Đại Vũ còn cần ủy ban đồng ý. Đương nhiên, nếu không có bộ chỉ huy bảo đảm, có lẽ nhà thầu sẽ không tin tưởng chúng tôi. Bọn họ sẽ không chịu đầu tư giai đoạn kia, sẽ đòi Đức Bình chúng tôi lập tức xuất ra hơn 20 triệu, hiện tại việc này thật sự có chút khó khăn. Cũng không riêng gì việc này, khai thác, phát triển thôn Đại Vũ chỉ là xây dựng phương tiện cơ sở ban đầu, nếu tiếp theo thì tốn không dưới 100 triệu. Trong đó, tôi đề nghị các vị lãnh đạo cân nhắc một chút, vì Đức Bình, vì 80.000 dân thôn Đại Vũ cho chúng tôi mượn thế một chút. Ha ha, đây là không có biện pháp nào hơn. Diệp Phàm mỉm cười nói. Sếp Diệp, đề nghị của cậu có chút quá mức, chúng ta sao có thể? Trương Minh Đường vừa định cãi lại, Tề Chấn Đào đã vung tay ngắt lời hắn hử nói. Chỉ huy Trương, các đồng chí Đức Bình đã nói đến thế, chúng ta đều là cùng một tinh người Nam Phúc, không quan trọng 20 triệu. Chẳng lẽ còn sợ các đồng chí Đức Bình không trả? Đều vì dân chúng, việc này không cần bàn nữa, quyết định như vậy đi, quốc lộ thiên tường xuyên qua thôn Đại Vũ. Phương diện quy hoạch Diệp Phàm cung cấp tài liệu, chỉ huy vi sửa chữa phương án quy hoạch một chút, việc này phải nhanh, tranh thủ quyết định phương án, lập tức tiến hành giải phóng mặt bằng, chúng ta cùng phối hợp, tranh thủ làm xong nhanh. Bí thư Tề, tôi đã xem qua tài liệu xếp Diệp cung cấp, hoàn có thể trong 2 ngày hoàn thành công việc. Vi Kiến Minh vì mũ quan trên đầu mình, tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của công ty truyền thông Giang Nam, tự tạo thế cho chính mình. Việc này là thuận nước song thuyền. Đương nhiên là cố sức. Dù sao cũng không là tiền của mình, cho dù sau này Đức Bình không trả khoản tiền này, nợ cũng là nợ công ty công trình. Có thể lợi dụng quyền lực nhà nước, cớ sao không làm. Trương Minh Đường và Tiếu Duệ Phong biết phản đối cũng vô dụng lại còn làm nhiều người tức giận, không bằng duy trì sự im lặng. Buổi tối, Tổng Giám đốc Ngô Hưng Quốc của công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Thủy Châu đang ở quán rượu Đức Bình tự mình mở chiêu đãi Diệp Phàm và lãnh đạo tổ giải phóng mặt bằng. Xếp Diệp, nếu vấn đề núi Nguyệt Nga không giải quyết xong, đối với công ty chúng tôi thì mỗi ngày tổn thất mấy trăm nghìn. Đề nghị lãnh đạo tổ giải phóng mặt bằng nghiên cứu đến thực tế công ty chúng tôi, nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Ngô Hưng Quốc giơ chén rượu, tự mình uống. Vấn đề xây dựng cầu ở núi Nguyệt Nga chưa xong nên y có chút nóng nảy. Tổng Giám đốc Ngô, vấn đề núi Nguyệt Nga là nhiệm vụ của tổ chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy lại khu đất này, tranh thủ sớm khởi công. Diệp Phàm cười bật cười ha hả, chuyện này nói không ai tin. Ngô Hưng Quốc cũng không biết trong đó có mưu kế. Cục trưởng Diệp, nghe nói các anh đang định khai thác phát triển Hồ Nguyệt Nữ. Lúc này Hạ Hải Vĩ ngồi bên cạnh cố ý hỏi. Đúng vậy, nhiệm vụ của cục xây dựng lần này khá gian nan, sức lực đều tập trung vào việc cải tạo Hồ Nguyệt Nữ, các chỗ khác, ôi. Diệp Phàm vẻ mặt chua xót, thở dài,
cùng diễn với Hạ Hải Vĩ. Hồ Nguyệt Nữ thật sự là phiền, cục trưởng Diệp đối phó với việc này cũng đủ phiền, hiện giờ núi Nguyệt Nga xảy ra chuyện, anh đã đủ bận rồi. Hạ Hải Vĩ cười nói. Đúng vậy, núi Nguyệt Nga cũng làm tôi không có thời gian lo việc khác. Tuy nhiên nếu Tổng Giám Đốc Ngô lên tiếng, sao lại không giải quyết vấn đề núi Nguyệt Nga trước, nếu không thì cầu lớn chậm một ngày, Tổng Giám Đốc Ngô sẽ làm phiền tôi đến chết. Diệp Phàm cười nói. Sếp Diệp, Hồ Nguyệt Nữ tôi cũng biết, đó như cái hố rác. Như vậy, sếp Diệp, anh có thể bỏ qua chuyện Hồ Nguyệt Nữ mà tập trung vào việc núi Nguyệt Nga không? Về phần Hồ Nguyệt Nữ, công ty xây dựng Nam Hoa chúng tôi sẽ giúp các anh dọn dẹp sạch sẽ. Ngô Hưng Quốc trong lòng hiển nhiên đang chửi mẹ nó. Biết rõ Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đang giả vờ, còn không phải là vì công ty xây dựng của mình đang nhiều công trình lớn, đơn giản là muốn mình làm không công. Việc này, ngại quá, không muốn phiền đến Tổng Giám Đốc Ngô. Diệp Phàm cố ý giả vờ từ chối một phen, Tổng Giám Đốc Ngô hận không thể đá cho hắn một cái. Chỉ có thể cười nói. Nói gì vậy, lần này trong dự án quốc lộ thiên tường công ty Nam Hoa chúng tôi trúng thầu nhiều nhất, hợp đồng cũng giá trị lớn nhất, làm một việc nhỏ vì nhân dân Đức Bình cũng nên làm. Tổng Giám Đốc Ngô trên mặt mỉm cười, giả vẻ một người nhân nghĩa, đương nhiên là không phải trong lòng cũng nghĩ vậy. Nếu tôi từ chối thì bất kính, cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô, tôi kính anh ba chén. Diệp Phàm cười giơ chén lên, chuyển sang chuyện khác. Cô biết Tổng Giám Đốc Ngô máy móc ngày mai có rảnh không, nếu còn trống thì có thể dành ra mấy cái đi đào Hồ Nguyệt Nữ một phen không, đương nhiên, chi phí máy móc bên chúng tôi cũng sẽ trả tiền. Không cần đâu sếp Diệp, chỉ cần vấn đề núi Nguyệt Nga có thể quyết định nhanh, việc giúp cải tạo Hồ Nguyệt Nữ coi như công ty Nam Hoa chúng tôi làm việc tốt cho nhân dân Đức Bình đi. Sáng mai, chúng tôi sẽ cho một số máy xúc và xe tải đến giúp. Dù sao máy nhàn rỗi cũng có. Ngô Hưng Quốc nói, ra vẻ rất thoải mái. Ra khỏi quán rượu, Hạ Hải Vĩ cười nói. Ông em, cậu càng ngày càng khá, có vẻ tham lam vô độ, đến máy móc của người ta cũng không buông tha, ha ha. Công ty xây dựng số 1 Nam Hoa là công ty lớn, có mấy khi đến Đức Bình, muốn lau dầu cũng không có cơ hội. Chuyện núi Nguyệt Nga lần này nói là chuyện xấu nhưng ngược lại cũng là chuyện tốt. Tôi nghĩ, cứ để đấy vài ngày rồi tình sau, tin là Tổng Giám Đốc Ngô thành ý sẽ càng ngày càng cao. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Ha ha, ông em quả là lợi hại, chúng ta để đấy cũng tốt, Tổng Giám Đốc Ngô không chịu nổi. Một cây cầu lớn chậm lại, các đoạn đường khác cũng phải dừng thi công, đó cũng đủ phiền rồi. Tuy nhiên việc này không phải lỗi của chúng ta, đó là do khu huấn luyện quân sự. Quốc phòng ngắn như Thái Sơn, lý do này cũng hoàn toàn hợp lý, có thể kéo dài đến đâu thì kéo, đến khi Hồ Nguyệt Nữ xong thì núi Nguyệt Nga cũng xong. Khoảng 10 ngày thì Hồ Nguyệt Nữ cũng được dọn sạch rồi, tuy nhiên nếu thành ý của Tổng Giám Đốc Ngô lớn, sắp xếp nhiều máy móc đến đấy, cùng với máy móc của công ty xây dựng của Cục Xây dựng chúng ta, xem ra 10 ngày có thể làm xong Hồ Nguyệt Nữ. Diệp Phàm cười nói, kế mượn kê đẻ trứng ông em dùng rất thành thạo, no. Không phải mượn kê đẻ trứng mà căn bản là cậu xảo trá, ha ha, xảo trá thôi, hơn nữa có tấm biển quốc gia làm khiên, nói làm chuyện tốt cho dân để nói dối, làm Tổng Giám Đốc Ngô cam tâm tình nguyện, tự động làm. Hạ Hải Vĩ cười ha ha, chuyển sang chuyện khác. Thứ trưởng Thiết đi rồi có phải không? Chương 1047, Thứ trưởng Lâm diễn trò kiểm tra. Ha ha, anh Hạ, cái này tôi cũng không có cách nào khác. Cục xây dựng chúng ta nghèo, không có mấy máy móc thì làm sao có thể cải tạo Hồ Nguyệt Nữ. Anh Thiết đã đi rồi, chắc là Lâm Thiên Dân ngày mai sẽ đến Đức Bình. Xem ra người đến không có thiện chí. Diệp Phàm cố nén cười, trở nên nghiêm túc. Ừ, chắc là y sẽ đến chỗ cổ mộ ở núi Sư Vương thôn Kỳ Lân. Trong thời gian này tôi đã sắp xếp người của Ủy ban Kỷ luật tạm ngừng điều tra. Nếu Lâm Thiên Dân đồng ý đến thôn Kỳ Lân, chứng minh người này chắc chắn có liên quan đến vụ trộm mộ. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm trọng nói. Không phải chỉ có liên quan, y mới là ông chủ. Lão Hạ, lần này anh cũng sẽ được nở mày mở mặt, một thứ trưởng bị bắt, khá là chói mắt. Diệp Phàm cười nói. Không thể bắt dễ như vậy, tôi chỉ có thể phối hợp với bí thư Thiết Thác thôi, diễn viên chính không phải tôi chỉ là một phó giám đốc sở, còn chưa đủ trình độ bắt cấp thứ trưởng như Lâm Thiên Dân. Hơn nữa, việc này Thứ trưởng Thiết cũng không tiện ra mặt, để người ta đố kỵ. Hạ Hải Vĩ trên mặt cũng không hề lạc quan,
Lão Hạ, anh nói một chút xem, chặn giấy Thủy Kỳ Lân có thể ở trong tay Lâm Thiên Dân không? Diệp Phàm hỏi. Có khả năng, nếu ở trong tay Lâm Thiên Dân thì cái chết của Chủ tịch huyện Giang cũng có thể rõ mọi việc. Tuy nhiên tôi lo Thủy Kỳ Lân đã bị phá hủy, đó là căn cứ chính xác đáng sợ, Lâm Thiên Dân sẽ không để chứng cứ này có thể tồn tại. Tục ngữ nói, trăm mật cũng có thời gian, Lâm Thiên Dân phạm vào nhiều chuyện tối kỵ như vậy, còn chuyện gì y chưa nghĩ ra. Hạ Hải Vĩ nói, khó nói lắm, Lâm Thiên Dân đường đường là Thứ trưởng Bộ Công an, hơn nữa là một Thứ trưởng khá mạnh, đến việc giết người trộm mộ cũng dám làm, cái chặn giấy đó nghe nói thời Đường, hẳn là giá trị mấy trăm triệu, bảo y hủy hẳn là không thể. Tuy nhiên người này trộm mộ được mấy chục triệu, khoản tiền đó ở đâu? Chắc là đã đưa vào ngân hàng ở Thụy Sĩ, Thủy Kỳ Lân có lẽ đã bị y mang ra nước ngoài. Diệp Phàm lắc đầu, có chút bùi ngùi. 10 ngày sau, Thứ trưởng Bộ Công an đến Đức Bình, nói là kiểm tra việc phá án, nhưng lý do này đương nhiên là một mánh lới. Bởi vì Bí thư Đảng ủy Công an địa khu còn chưa xác định, cho nên, Bí thư Đảng ủy Công an trước kia, hiện tại là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hạ Hải Vĩ tự mình tiếp đón. Lâm Thiên Dân cũng giống như đi tuần một vòng xuống dưới, đến các cục công an, đồn công an, nhìn ngoài đúng là kiểm tra công tác. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt cũng rất nhiệt tình, cùng Lâm Thiên Dân đi khắp mọi nơi. Tuy nhiên sau khi ăn cơm xong, Hạ Hải Vĩ cười nói. Thứ trưởng Lâm đi đường cũng rất mệt, có lẽ nên nghỉ ngơi sớm một chút, buổi chiều chúng ta lại tiếp tục. Đồng chí Hải Vĩ, tôi xuống đây công tác, không phải là để nghỉ ngơi, hay là tiếp tục đi. Buổi sáng đã đi hai khu Thông Đô và Đức Bình, nghe nói quốc lộ thiên tường của Nam Phúc chúng ta bắt đầu từ huyện Ma Xuyên, mà huyện Ma Xuyên lại là điểm quan trọng của quốc lộ này, đang muốn xây dựng quốc lộ, tôi phải đến đấy một chút, xem công tác đảm bảo an toàn thực hiện như thế nào. An toàn liên quan đến sinh mạng, không làm qua loa được. Lâm Thiên Dân vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy đi, buổi chiều chúng ta xuất phát, đến Ma Xuyên nghỉ đêm ở đó, ngày mai có thể kiểm tra một phen. Hạ Hải Vĩ cười nói. Buổi chiều xuất phát, Lâm Thiên Dân đi một chút, hỏi tình hình xây dựng quốc lộ thiên tường, có kẻ bắt cóc gây rối hay không, tình hình trị an như thế nào, buổi tối đến thị trấn Ma Xuyên nghỉ ngơi. Sáng hôm nay, sau khi một đồng chí cục công an địa khu giới thiệu về bàn đào ảnh thị độ giả của xã Kim Đào, lập tức làm Thứ trưởng Lâm hào hứng, muốn đi thăm một lần. Còn nói với Hạ Hải Vĩ cứ ở lại, nói là để đồng chí cục công an địa khu tiếp khách là được. Không thể làm lỡ công việc cuối năm của Ủy ban Kỷ luật, Hạ Hải Vĩ sau một hồi kiên trì cũng liền trở về. Lâm Thiên Dân và mấy đồng chí ở Cục Công an địa phương đi cùng, dưới sự bảo vệ của những cảnh sát do Ngô Đồng cử ra, Chủ tịch huyện Phương Hồng Quốc cũng đi xuống đó dạo một vòng, nghe nói còn ở cả đêm. Tuy nhiên Lâm Thiên Dân không đi thôn Kỳ Lân, cũng không đến núi Sư Vương. Chỉ có phát biểu khích lệ bàn đào ảnh thị độ giả Sơn Trang làm rất tốt, rất đặc sắc. Tuy nhiên gần đến giờ cuối Lâm Thiên Dân cũng vạch ra những điểm cơ bản của việc khai thác, phát triển và xây dựng cơ bản kết hợp với phát triển kinh tế, cũng phải chú ý việc bảo tồn văn hóa truyền thống và những công trình xây dựng cổ. Không thể vì chút lợi ích kinh tế mà tùy ý phá hỏng các công trình cổ. Hơn nữa, khi xây dựng cũng phải chú ý tránh xa những khu này. Cán bộ huyện Ma Xuyên đương nhiên nghe không hiểu, nhưng các đồng chí ở Cục Công an biết. Ở thôn Kỳ Lân còn có một tòa tháp cổ đời Đường là hiện vật văn hóa quý. Nghe nói bàn đào ảnh thị Sơn Trang trước đây muốn xây dựng sông núi giả trên mảnh đất này nhưng địa khu không đồng ý. Thứ trưởng Lâm lúc này nói không thể vì lợi ích kinh tế xâm phạm chỗ đó, cũng có nghĩa phát triển kinh tế địa phương nhất định phải gắn với bảo tồn. Lúc đó Chủ tịch huyện Phương Hồng Quân cũng cẩn thận bày tỏ thái độ, nói rằng nhất định sẽ chú ý việc này. Hơn nữa, lúc này đã xếp xã Kim Đào vào xã bảo tồn văn hóa. Tháp cổ là đối tượng bảo vệ quan trọng. Lâm Thiên Dân biểu diễn một hồi, tất nhiên trong lòng Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ hiểu rõ. Đương nhiên, Hạ Hải Vĩ cũng phối hợp mạnh mẽ với Lâm Thiên Dân tuyên truyền việc bảo vệ những công trình xây dựng cổ, bảo vệ trị an, tuyên truyền pháp luật. Ngày thứ ba, Lâm Thiên Dân quay về Bắc Kinh, cũng không làm gì nhiều, giống như đi dạo bình thường. Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ biết, núi Sư Vương thôn Kỳ Lân kia sẽ không ai đào. Chuyện trộm mộ cũng có thể che giấu. Nhoáng cái thời gian đã đến cuối năm. Tuy nhiên, lần này cục xây dựng địa khu coi như có may mắn, cục trưởng Diệp Phàm tài ba, cho nên tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều có tiền thưởng, cùng quà tặng linh tinh đem về nhà.
Lễ mừng năm mới với Diệp Phàm cũng không có gì thoải mái, bởi vì năm nay, hắn định cùng Phương Viên đi Thái Lan một chuyến, để xem có tìm được dược liệu chữa khỏi di chứng cho Phương Viên không là lý do chính. Chuyện cục xây dựng bên này xử lý sau, những lãnh đạo cần thăm hỏi, Diệp Phàm đã làm xong trước. Trở về nhà bố mẹ ăn cơm tất niên, may mắn, Ngọc Kiều Long không tìm đến làm khó dễ, Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng đầu tiên, Diệp Phàm lười nhác ngủ dậy muộn, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo vang vang. Pháo nổ, gió nhẹ tuyết rơi rơi đón chào xuân mới. Nhưng thật ra ngày đầu tiên không có tuyết, thời tiết tốt. Sáng sớm, mẹ và em gái vội vàng dọn dẹp chuẩn bị lễ mừng năm mới, đàn ông thì đánh bài uống rượu vui chơi. Tất cả mọi việc đều do phụ nữ làm, bởi vì khách đến chúc Tết, đều là đi mọi nhà, ông chủ ăn cơm lại uống rượu. Tuy nhiên những người phụ nữ lại rất vui vẻ làm việc này, thường nhìn khách đến ăn uống tận hưởng cảm giác vui vẻ. Không lâu, khách đến chúc Tết lục tục đến rồi. Có cả cấp dưới của Diệp Phàm ở huyện Ngư Dương trước đây như Trịnh Lực Văn, Đoàn Hải, cũng có cán bộ cấp dưới ở Cục Xây Dựng Đức Bình như Chu Trường Phong, Ngô Đồng. Một buổi sáng trong nhà có cảm giác như cưỡi ngựa xem hoa, Diệp Phàm bị mẹ dục cũng phải dậy tiếp khách. Không lâu, Tề Thiên và Lô Vĩ hai người cũng tới rồi, ba người đang trò chuyện thì Hạ Hải Vĩ và Phương Viên cũng tới. Kỳ lạ là người đối đầu với mình ở huyện Ma Xuyên trước kia Túc Nhất Tiêu cũng tới chơi, để lại mấy hộp thuốc bổ đắt tiền, thấy rượu và thuốc định chạy lấy người nhưng bị Diệp Phàm giữ lại. Anh Túc sang năm có dự tính gì không? Diệp Phàm cười hỏi. Dự định, chắc là sẽ đến tỉnh làm một ở cục nào đấy một thời gian, ôi! Túc Nhất Tiêu rõ ràng không hào hứng lắm. Tuy nói chuyện Liễu Mi Phương đã xong, chức vụ cũng không ảnh hưởng gì nhưng để mọi việc lắng xuống hoàn toàn ít nhất cũng cần đến một năm. Xin chúc mừng, tin rằng anh Túc sẽ có một khoảng trời ở tỉnh thành, tôi kính anh một ly, ha ha! Diệp Phàm giơ chén lên. Mượn lời ông em nói lời tốt lành đi. Tinh thần Túc Nhất Tiêu có vẻ tốt hơn, cùng ly với Diệp Phàm, nhìn Tề Thiên và Lô Vĩ nói. Tôi đã bàn giao xong việc ở huyện Ma Xuyên, quan hệ nhân sự cũng chuyển rồi, về sau Đức Bình không có quan hệ với tôi nữa. Ôi, nghĩ tới không đành lòng, dù sao cũng phải vài năm đầu. Doanh trại quân đội là cố định, còn người lính thì thay đổi. Anh Túc đừng suy nghĩ nhiều, trái đất tròn biết đâu sau này chúng ta lại về một chỗ. Thủy Châu tuy nói cách xa Đức Bình nhưng cũng là cùng tỉnh Nam Phúc thôi. Tôi tin là với năng lực của anh Túc thì ở Thủy Châu sẽ phát triển nhanh chóng, ha ha. Diệp Phàm tâm bốc lão Túc một tiếng. Cậu Diệp nói cũng phải, ha ha. Túc Nhất Tiêu tinh thần tốt lên nhiều, ánh mắt lóe lên một tia tự đắc rồi biến mất nhưng bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm bắt được. Dù sao kết giao với Diệp Phàm. Túc Nhất Tiêu cảm thấy mình có cậu là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Hòa làm chỗ dựa nên cảm thấy có ưu thế hơn. Nếu không phải Diệp Phàm hai lần có ân lớn với y căn bản sẽ khinh thường Diệp Phàm. Mặc dù là Diệp Phàm có chút năng lực, quen biết một vài lãnh đạo nhưng không thể so với quan hệ của Túc Nhất Tiêu với Kiều Chí Hòa. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới không phải là cùng có lợi sao? Cấp dưới được cấp trên đề bạt thì vui. Cấp trên đề bạt cấp dưới không phải ý đồ là để cấp dưới giúp họ làm chuyện tốt sao. Cho nên, nói là lợi dụng nhau cũng không đủ. Trong đó đều dính đến một chữ lợi. Khi nào anh phạm đến lợi của lãnh đạo, kết cục của anh chỉ có chết. Dùng anh như bảo bối, nhưng sau đó anh trở thành khăn lau cũng là bình thường. Thậm chí bị người ta dẫm lên người cũng không phải không xảy ra, chỉ có quan hệ huyết thống mới bền chắc. Uống mấy chén, Túc Nhất Tiêu nhìn Tề Thiên và Lô Vĩ cười nói. Diệp Phàm, Phó Bí Thư Hạ thì không cần nói, chúng ta đều biết, nhưng hai cậu này không biết là. Đó là vì Túc Nhất Tiêu thấy quan hệ giữa Diệp Phàm và Lô Vĩ, Tề Thiên khá thân thiết. Hơn nữa Lô Vĩ, Tề Thiên, cùng cả Phương Viên hình như có chút tôn kính Diệp Phàm, cho nên Túc Nhất Tiêu tò mò, muốn hỏi thăm về hai người Lô Vĩ và Tề Thiên. Chương 1048, cảm giác hơn người. Ha ha, tôi tên là Tề Thiên, anh ấy tên là Lô Vĩ. Tôi gọi anh ấy là nhị ca, Diệp Phàm là đại ca của chúng tôi. Tề Thiên đương nhiên nói năng rất trơn tru. Ha ha, vậy tôi cũng cậy già vậy, chú Diệp gọi tôi là anh Túc. Túc Nhất Tiêu mỉm cười không nói gì thêm nữa, kỳ thực là có vẻ đang muốn Lô Vĩ và Tề Thiên gọi anh ta một câu anh Túc. Nào ngờ Tề Thiên đột nhiên nghiêm mặt, hừ nói. Bí thư Túc, cái này không giống nhau. Không giống,
cái này. Túc Nhất Tiêu vẻ mặt rất khó coi. Đương nhiên không giống nhau, chúng tôi gọi Diệp Phàm là đại ca là xuất phát từ trong lòng, không phải anh em ruột thịt mà còn thân hơn anh em ruột thịt. Dùng câu tục ngữ của giang hồ thì cho dù bây giờ anh Diệp có bảo tôi rút dao chém ông một nhát, tôi cũng không nói gì mà lập tức ra tay. Ha ha, bí thư Túc cũng đừng tức giận, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Lô Vĩ không chút khách khí, cái ví dụ này khiến Túc Nhất Tiêu không khỏi dựng tóc gáy. Tôi cũng thế. Phương Viên ở bên cạnh cũng đột nhiên lạnh lùng chêm vào một câu. Diệp huynh đệ tuy gọi tôi là anh Hạ, nhưng việc lớn tôi nghe Diệp huynh đệ, ai mà dám động vào Diệp huynh đệ, Hạ Hải Vĩ tôi không tiếc cả mạng sống, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ liếc Túc Nhất Tiêu một cái, Túc Nhất Tiêu sau khi chấn kinh thì vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng tay này cũng rất giảo hoạt, lập tức nói. Không ngờ chú Diệp còn có mấy anh em thân thiết như vậy, thật là đáng mừng, ha ha, tôi kính mấy anh em một ly. Câu này được đấy, cùng cạn nào. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Nhưng vị Tề huynh đệ và Lô huynh đệ này không biết công tác ở đâu. Cảm giác hơn người của Túc Nhất Tiêu lại nổi lên, cảm thấy Tề Thiên và Lô Vĩ nhiều nhất là 25-26 tuổi, so cấp bậc chức vị thì nhất định không thể cao hơn mình được. Có lẽ mấy người này đều từng là cấp dưới của Diệp Phàm, hơn nữa bây giờ có lẽ cũng chỉ là một trưởng phòng phó phòng còn con gì đó. Vừa rồi luận về tình cảm huynh đệ Túc Nhất Tiêu cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ lại muốn lấy lại chút thể diện ở mặt công việc. Nói thật, Túc Nhất Tiêu cảm thấy có chút không phục, Diệp Phàm dựa vào cái gì mà có nhân duyên tốt như vậy. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng của Diệp Thần Tây, cha của Diệp Phàm từ bên ngoài truyền vào. Diệp Phàm, bí thư Lưu đến rồi. Bí thư Lưu mà Diệp Thần Tây nói đương nhiên chính là bí thư huyện ủy Cổ Xuyên Lưu Nhất Vĩ vừa lên nhậm chức năm ngoái. Người này dáng vẻ tinh nhanh, cao hơn 1m70, dáng vẻ tinh nhanh. Cũng không biết từ đầu mà biết được năng lượng của Diệp Phàm, lại còn biết quan hệ với Tề Thiên và Lô Vĩ nên vừa đến Cổ Xuyên không lâu đã lập tức đề bạt Diệp Thần Tây làm Cục trưởng Cục Lao động huyện Cổ Xuyên. Đương nhiên đây là để thể hiện thái độ với Diệp Phàm. Sau khi tới thăm Diệp gia vài lần, quan hệ với Diệp gia cũng không tồi. Diệp Phàm cũng biết là anh ta có ý đồ khác. Chủ yếu là muốn đến để xem người đứng phía sau mình. Bí thư Lưu, xin chào, ha ha, thật khéo quá, uống mấy chén có được không? Diệp Phàm bước ra cửa đón, nếu Lưu Nhất Vĩ đã để bạt bố mình lên thì người ta cũng có ý tốt. Hơn nữa Diệp Phàm mơ hồ cảm nhận được thân thế của người này cũng không tầm thường, có lẽ sau lưng cũng có chỗ dựa vững chắc, bởi Lưu Nhất Vĩ trực tiếp do tỉnh điều xuống làm bí thư huyện ủy Cổ Xuyên. Quan hệ trên tỉnh chắc chắn không tầm thường. Vừa xuống đã có được chức bí thư huyện ủy, chắc chắn là cũng có chút năng lượng. Người thế này kết giao cũng không có hại gì, hơn nữa nhà mình lại ở Cổ Xuyên, có quan hệ tốt với quan chức địa phương cũng không tồi. Bàn ăn cơm lớn của nhà Diệp Phàm bày giữa phòng khách, một cái bàn rất rộng, phải rộng tới 1m8. Cái bàn này bình thường đều thu lại không dùng, có khách đến thì mới bày ra. Cái bàn này do giám đốc Trịnh của Lâm Trường Cảnh Dương sai người mang đến. Bình thường người nhà đều ăn cơm ở cái bàn nhỏ ở phòng bếp. Vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Lưu Nhất Vĩ giả bộ khách khí một chút rồi bước vào. Sau khi liếc thấy Tề Thiên và Lô Vĩ liền bước nhanh đến, cười nói. Không ngờ Tề Thiếu Gia và Lô Thiếu Gia cũng ở đây, hôm nay nhà của Cục trưởng Diệp đúng là lắm khách quý, ha ha. Tề Thiếu Gia Lô Thiếu Gia, Túc Nhất Tiêu trong lòng thầm giật mình, thân phận của Lưu Nhất Vĩ thì vừa rồi cũng đã biết. Là bí thư huyện ủy Cổ Xuyên, cùng cấp với mình. Người như vậy mà còn phải gọi hai người bạn của Diệp Phàm là Tề Thiếu Gia Lô Thiếu Gia, vậy lai lịch của Tề Thiên và Lô Vĩ nhất định không tầm thường. Có lẽ là công tử thiếu gia của gia tộc nổi tiếng nào trên tỉnh. Nụ cười của Lưu Nhất Vĩ có nét nịnh nọt, vậy chẳng phải lai lịch của Tề Thiên và Lô Vĩ còn ghê gớm hơn cả Lưu Nhất Vĩ hay sao? Ha ha! Lô Vĩ và Tề Thiên cùng mỉm cười, coi như đã chào hỏi. Thực ra hai tên này cũng đã đoán ra tâm tư của Lưu Nhất Vĩ. Tề Thiếu Gia, Lô Thiếu Gia, Bí Thư Tề và trưởng ban Lô vẫn khỏe chứ, ha ha. Lưu Nhất Vĩ nhiệt tình tìm cách bắt chuyện. Gã này vừa nói ra, Túc Nhất Tiêu lại càng nghi hoặc, ngay cả Hạ Hải Vĩ và Phương Viên cũng không biết được thân thế của Lô Vĩ nên cũng có chút tò mò nhìn ba người bọn Diệp Phàm. Sức khỏe rất tốt, có lẽ sức khỏe của dì Lô cũng không tệ. Tề Thiên Tranh nói trước. Ha ha, Bí Thư Tề còn là lãnh đạo trực tiếp của tôi, sức khỏe không chê vào đâu được,
nhất định là ở nhà vẫn thường xuyên tập luyện có phải không Tề thiếu gia? Hạ Hải Vĩ đã đoán và thân phận của Tề Thiên, bởi có lúc Diệp Phàm cũng nói ra mấy câu, còn về phần Lô Vĩ thì ông ta vẫn chưa biết rõ lắm. Lãnh đạo trực tiếp của anh, cái này, Phó Bí Thư Hạ, sao lại nói thế? Tôi nhớ là Phó Bí Thư Hạ hiện nay là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lãnh đạo của anh phải là Chủ nhiệm Thiết Thác hoặc Bí Thư Trang ở Đức Bình mới đúng chứ? Túc Nhất Tiêu vẫn chưa nghĩ tới Tề Chấn Đào, nhưng tay này vẫn lão luyện, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên là muốn tìm hiểu gốc gác. Anh Túc, anh Hạ chẳng phải là tổ phó thường trực tổ thu hồi đất của ban điều hành dự án quốc lộ Thiên Tường hay sao? Bí thư Tề là tổng chỉ huy, đương nhiên là lãnh đạo trực tiếp của anh ấy rồi, ha ha ha. Diệp Phàm giải thích, ôi trời, không ngờ bố của Tề thiếu gia là bí thư Tề, thất lễ, tôi xin kính Tề thiếu gia một ly. Cảm giác hơn người trong lòng Túc Nhất Tiêu biến mất sạch sẽ. Ngẫm lại, mình đúng là cháu ngoại của Kiều Chí Hòa thật nhưng sao có thể so sánh với quan hệ của Tề Thiên và Tề Chấn Đào được, người ta là cha con. Ha ha, bí thư Túc, nói ra thì Lô gia của Lô Vĩ và cậu anh cũng có chút. Tề Thiên cười chạm ly với Túc Nhất Tiêu, chỉ nói nửa câu, Túc Nhất Tiêu và Hạ Hải Vĩ đều sốt ruột, đưa má nhìn Diệp Phàm, không rõ Tề Thiên có ý gì. Nói cũng phải, anh Túc. Cậu anh hiện nay không phải là trưởng ban thư ký tỉnh ủy sao? Tiền nhiệm của ông ấy chẳng phải là họ Lô hay sao? Ha ha ha! Diệp Phàm đột nhiên cười lớn, nâng ly lên, nói. Nào, cùng cạn ly, hiếm khi ngồi cùng nhau, mọi người đều bận cả. Hóa ra là trưởng ban Lô, cùng cạn. Chút tự tin cuối cùng của Túc Nhất Tiêu cũng hoàn toàn tan biến, không ngờ Lô công tử này lai lịch cũng ghê gớm như vậy, không có ai chức vị thấp hơn cậu mình cả. Hạ Hải Vĩ và Phương Viên đương nhiên thầm vui mừng, bởi bọn họ biết Diệp Phàm không chỉ gọi Tề Chấn Đào là chú, mà Thiết Thác cũng là anh trai của Thiết Chiêm Hùng, vậy quan hệ của Diệp Phàm và Bí Thư Thiết đương nhiên không cần phải nói nữa. Bây giờ còn thêm vào trưởng ban tổ chức cán bộ Lô Minh Châu nữa, vậy chỗ dựa cả Diệp Phàm chẳng phải càng vững chắc hay sao, thực sự đã chiếm ba phần cả thường vụ tỉnh ủy rồi. Nếu Hạ Hải Vĩ và Phương Viên mà biết Diệp Phàm còn có quan hệ với Bí Thư Thành ủy Thủy Châu Đoàn Hải Thiên nữa thì có lẽ sẽ còn há hốc mồm ra nữa. Còn Lưu Nhất Vĩ lại càng chấn kinh, không ngờ ba người ngồi đây đều có quan hệ với thường vụ tỉnh ủy, cậu của tay họ Túc này không ngờ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Càng kỳ lạ là ba người này đều có quan hệ mật thiết với Diệp Phàm, ngay cả Phó Bí Thư Hạ thì cũng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trọng lượng cũng không hề nhẹ. Vậy năng lượng của Diệp Phàm chẳng phải là... Lưu Nhất Vĩ đương nhiên khiêm tốn hơn nhiều, nâng ly kính rượu mọi người trên bàn. Túc Nhất Tiêu cũng không ngốc, có thể kết giao với những người này tuyệt đối không thua thiệt. Lập tức tiếng chạm ly chạm cốc vang lên liên tục. Đương nhiên Diệp Phàm vẫn là nhân vật trung tâm. Túc Nhất Tiêu và Lưu Nhất Vĩ đều hiểu trung tâm của những quan hệ này đều là Diệp Phàm, hắn mới chính là chủ nhân ở đây. Có lẽ bọn họ đã hình thành một vòng tròn riêng. Mà nhân vật trung tâm của vòng tròn này chính là Diệp Phàm. Hơn nữa, từ thái độ cung kính của Lô Vĩ và Tề Thiên đối với Diệp Phàm thì chỉ cần quan hệ chặt chẽ với Diệp Phàm là có thể kết giao được với hai vị đại công tử này. Lưu Nhất Vĩ đang xem xét sang năm nhất định phải tìm cách nâng bố của Diệp Phàm lên thêm một bậc nữa, phải lên làm phó chủ tịch mới được. Uống thêm một lúc nữa, Lưu Nhất Vĩ biết điều cáo từ về trước, Diệp Phàm tiễn ra tới tận cổng, Lưu Nhất Vĩ đương nhiên rất khiêm tốn. Còn nhiệt tình mời Diệp Phàm đến nhà chơi, Diệp Phàm đương nhiên cũng gật đầu. Túc Nhất Tiêu lại uống thêm mấy chén, còn lại Phương Viên, Hạ Hải Vĩ, Tề Thiên và Lô Vĩ cùng ngồi uống với Diệp Phàm. Tề Thiên, lúc nào đưa bạn gái đến để đại ca xem mặt? Diệp Phàm trêu. Đại ca, còn cô Hoa hậu Kiều Long của anh đến đâu rồi? Hình như mấy năm trước đều đến mà, năm nay làm sao vậy, có phải là đại ca ức hiếp nên cô ấy không đến nữa không? Tử Y, em nói xem có đúng không? Tề Thiên cười khanh khách phản kích lại. Đừng nói bậy, cô ta và tôi chẳng có quan hệ gì cả. Diệp Phàm đáp. Không có quan hệ gì, hai người chẳng phải sắp đính hôn rồi, còn giả bộ. Lô Vĩ cũng góp vui, đương nhiên là liên kết với Tề Thiên đàn áp Diệp Phàm. Anh thật vô tâm với chị dâu, hừ. Diệp Tử Y bĩu môi, lập tức lên tiếng chê trách anh hai. Kiều Long tốt thế. Nghe nói còn là hoa khôi ở trường của Tử Y. Diệp Phàm, đừng có lăng nhăng mà có lỗi với Tử Y, nếu không. Mẹ Diệp Phàm, Lâm Tú Chi cũng lên tiếng phê phán hắn.
Bố thấy năm nay quyết định việc này đi, không để cho thằng nhóc này suốt ngày lăng nhăng nữa. Tết nào cũng vậy, không ở nhà với vợ, toàn lêu lổng ở bên ngoài, mồng một mồng hai cũng không thấy bóng dáng đâu cả, đến tận rằm mới thấy mặt, hừ. Diệp Thần Tây mặt trầm xuống, bây giờ cũng đã trở thành cục trưởng cục lao động rồi, đập tay đập chân cũng đã bắt đầu quen rồi. Tề Thiên và Lô Vĩ đương nhiên là cười thầm, Hạ Hải Vĩ và Phương Viên không dám cười, vẻ mặt nghiêm túc, nhịn đến khó chịu. Chương 1049, cục diện của Thủy Châu rất phức tạp. Diệp Phàm thực sự là có điều khó nói, mỗi năm Tết đến là lại có chuyện lớn xảy ra, không được thanh nhàn. Ví dụ như năm kia là trận chiến trong Ma Cung ở Nhật Bản, năm ngoái thì là trận chiến ở đảo rắn Glasgow, còn năm nay thì lại chuẩn bị đi Thái Lan một chuyến, toàn là những chuyến đi mạo hiểm cả tính mạng, mà lại chẳng thể nói với ai được cả, đành tự buồn phiền một mình. Diệp Phàm vội cãi lại. Bố, mẹ, giữ chút thể diện cho con, mọi người xem, còn có mấy anh em của con ở đây, ha ha, con thật sự không có quan hệ với Kiều Long. Giữ cái cứt, mấy cậu này đều là anh em thân thiết cả, cũng không cần phải giấu giếm gì hết. Diệp Thần Tây nói tục, liếc Diệp Phàm một cái, nói. Mày còn nói không có quan hệ gì với Kiều Long, chẳng nhẽ con gái nhà người ta, lại còn là hoa khôi ở trường không còn ai theo đuổi nữa sao? Nghe Tử Y nói. Người theo đuổi Kiều Long ở trường dài như đoàn xe lửa, lại còn cả thiếu gia nhà giàu từ Hong Kong, con cháu quan chức lớn ở tỉnh, thậm chí nghe nói còn có cả con quan ở Bắc Kinh cũng tới. Mày xem, mày chẳng qua chỉ là một cục trưởng còn con, tinh tướng cái gì hả? Nếu ngày nào mà Kiều Long bỏ đi thật thì cho mày hối hận. Anh xác định sớm đi, nếu không. Diệp Tử Y vừa nói đến đây đã bị Diệp Phàm ngăn lại. Không cần nói nữa. Việc này con không nói rõ được. Diệp Phàm, có gì mà không nói rõ được. Không thích Kiều Long thì dứt khoát cho xong, khỏi phải phiền toái. Lúc này, anh cả Diệp Cường từ ngoài cửa bước vào, vừa vào đã mở mồm, không ngờ lại còn ủng hộ Diệp Phàm. Thằng khốn mày nói cái con khỉ gì thế, cút ra xa cho tao. Suốt ngày chỉ đi Hải Nam, Thâm Quyến, cũng chẳng thấy mày mang được đồng nào về, có phải là mang hết cho gái rồi không? Diệp Thần Tây tức giận mắng. Bố, đó gọi là đầu tư, bây giờ đều thành tài sản cố định rồi, đương nhiên tiền mặt chẳng còn bao nhiêu, hì hì. Diệp Cường lập tức nhũn ra. Tiền mặt cái con khỉ, Tết nhất mà mày đưa cho mẹ mày được bao nhiêu, chắc mấy trăm nghìn Diệp Phàm đưa cho mày, mày cũng cho trôi sông hết rồi phải không? Diệp Thần Tây tức giận. Ha ha. Diệp Cường không dám lên tiếng nữa, đưa mắt liếc Diệp Phàm một cái. Nhưng về phương diện yêu đương nam nữ con thấy Diệp Phàm vẫn còn trẻ, để mấy năm nữa cũng không sao. Mọi người cũng không cần phải lo lắng linh tinh, rồi lại gây ra phiền toái cho Diệp Phàm. Diệp Cường vốn tính tình bướng bỉnh, Diệp Phàm biết, ông anh cả này chắc lại đem mấy trăm nghìn mình đưa cho đi nộp học phí ngu ở Thâm Quyến rồi, bây giờ ngả về phía mình, có lẽ đợi lúc không có người lại giơ tay đòi tiền. Có gì phiền toái, Kiều Long tốt như vậy, hừ. Diệp Thần Tây hừ nói. Kiều Long, Diệp Phàm, Kiều Long là ai thế, vợ chưa cưới à, hừ. Đột nhiên, một tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền tới, mang đầy vẻ ghen tuông giận hờn, Diệp Phàm chợt dùng mình, quay đầu nhìn lại, ôi trời, chẳng phải là Phượng Khuynh Thành của Phượng gia ở Bắc Kinh hay sao? Cô ta tới đây làm gì, chết cha, xem ra Tết năm nay lại có phiền phức rồi. Cô gái, cô tên là gì? Có phải đến tìm Diệp Phàm nhà tôi hay không? Mẹ Diệp Phàm mắt chợt sáng ngời, tươi cười chào đón, thầm nghĩ cô gái này xinh thật, khó trách Diệp Phàm chẳng thèm để ý gì đến hoa khôi Kiều Long, thì ra còn có người đẹp hơn. Đám người Diệp gia và bọn người Hạ Hải Vĩ đều nghĩ như vậy, thầm đưa mắt liếc Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành một cái. Cháu chào hai bác, cháu là Phượng Khuynh Thành, Diệp Phàm ước hiếp cháu đến tìm anh ta tính sổ. Phượng Khuynh Thành đột nhiên nhoẻn miệng cười. Một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Ngay cả Lô Vĩ và Tề Thiên cũng đều thầm run trong lòng, thầm nói đại ca thật là có phúc, tuyệt thế mỹ nhân như vậy mà tự tìm đến nhà, mình đợi mãi mà vẫn chưa có vận may này. Là Khuynh Thành à, nào, ngồi xuống đây, nói xem Diệp Phàm ức hiếp cháu thế nào, để bác xử lý nó. Lâm Tú Chi mỉm cười tiến lên lôi Phượng Khuynh Thành ngồi xuống ghế. Diệp Tử Y ở bên cạnh vội vàng lấy thêm bát đĩa. Nhưng thái độ thù địch chợt lóe lên rồi biến mất. Dù sao thì Ngọc Kiều Long cũng có quan hệ rất thân thiết với cô bé này, hơn nữa còn ở cùng một trường,
Diệp Tử Y đương nhiên phải nghiêng về phía Kiều Long rồi. Cô gái họ Phượng này tuy xinh hơn Kiều Long vài phần, nhưng dường như trong người có vẻ đầy kiêu ngạo, có lẽ không phải là con gái nhà tầm thường. Ngọc Kiều Long tuy cũng kiêu ngạo, nhưng đó là do tính cách phóng khoáng, còn cô này, rõ ràng là thái độ kiêu ngạo nảy sinh ra trong một gia đình quyền quý. Cô đến làm gì? Diệp Phàm khó chịu nhìn Phượng Khuynh Thành, hừ nói. Thực ra, hắn trong lòng cũng thầm bất an, không biết việc hôm đó với Mai Phán Nhi Phượng Khuynh Thành có biết hay không, thực sự là có chút chột dạ. Bác gái, bác không biết đâu, con trai bác rất lăng nhăng. Phượng Khuynh Thành bắt đầu kể tội. Lăng nhăng, nói bác nghe xem nào, nó lăng nhăng thế nào, để bác mắng nó. Lâm Tú Chi đột nhiên sầm mặt lại, liếc Diệp Phàm một cái, hừ nói. Diệp Phàm chỉ còn cách cười nói. Mẹ, đừng nghe cô ấy nói bậy, con không phải người như vậy. Em nói bậy sao, em từ Bắc Kinh đến Ma Xuyên thăm anh lại đối xử vậy sao, hừ. Phượng Khuynh Thành hơi đỏ mặt, không nói tiếp được nữa. Hôm đó bị Mai Phán Nhi chơi khăm một vố, cô đang thân mật với Diệp Phàm ở trên cây thì đột nhiên có một cô gái chạy đến, việc này đương nhiên là không thể nói ra được. Tôi làm sao, chẳng phải đã đưa cô đi loanh quanh khắp nơi ở trung tâm điện ảnh truyền hình Bàn Đào rồi hay sao? Tôi là một chủ tịch huyện, hơn nữa còn là phó trưởng ban điều hành dự án quốc lộ Thiên Tường, có thể bớt chút thời gian là đã tốt lắm rồi, sao có thể ngày ngày ở với cô? Mấy trăm nghìn người dân của huyện đang nhìn vào tôi đây. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, Khuynh Thành, Diệp Phàm thực sự cũng rất bận, chủ tịch một huyện cũng không dễ dàng gì. Diệp Thần Tây không ngờ cũng lên tiếng nói đỡ, với cô gái này, Diệp Thần Tây cũng rất hài lòng. Mọi người đều bị anh ấy lừa rồi. Phượng Khuynh Thành có chút nóng nảy. Đại ca tôi chưa bao giờ lừa ai cả, cô Phượng, đừng giở tính trẻ con ra, muốn nói chuyện tình cảm với anh tôi thì phải dịu dàng một chút, đại ca không thích những cô gái đanh đá đâu. Tề Thiên và Lô Vi ở bên cạnh cũng chêm vào. Cô thấy không, tôi luôn rất thật thà mà, hà hà. Diệp Phàm cười, nói. Ông Phượng vẫn khỏe chứ? Anh. Phượng Khuynh Thành thiếu chút nữa thì tức nghẹn, nhưng hỏi đến ông cụ thì vẫn gật đầu. Chị Phượng, em đưa chị đi chơi nhé, Cổ Xuyên cũng không tồi, có rất nhiều nơi hay ho đấy. Ăn khá nhiều rồi, Tử Y liền nhiệt tình mời mọc. Cũng tốt, tôi cũng muốn ngắm Cổ Xuyên một chút. Phượng Khuynh Thành liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thấy tên này không có chút động tĩnh gì, biết là hắn sẽ không đưa mình đi, liền gật đầu đi theo Tử Y. Diệp Phàm kín đáo liếc ra ngoài cửa, phát hiện cách đó không xa có một cô gái khỏe khoắn nhanh nhẹn đi theo Phượng Khuynh Thành từ xa, xem ra ông cụ Phượng rất yêu quý cô cháu gái này, đi chơi cũng sai người bảo vệ. Đại ca, ngày mai cất lưới. Lô Vĩ mặt nghiêm lại nói. Bố của Nhược Mộng có phải là bị hại hay không? Diệp Phàm cảm thấy trong lòng như bị kim đâm, liếc mắt nhìn Lô Vĩ hỏi. Giám đốc Trịnh có tham gia vào không? Đúng là bị hại, 2 năm trước bố của Nhược Mộng làm ở nhà máy đổ gỗ, ngẫu nhiên phát hiện ra bọn người ăn cắp vật liệu gỗ quý của quốc gia do Mã Chiếm Khôi cầm đầu. Đám người này có quan hệ với Cục trưởng Cục Lâm nghiệp thành phố Mạc Hương, Công an bảo vệ rừng và một phó chủ tịch thành phố phụ trách lâm nghiệp, còn có phó chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật. Còn có mấy người ở Thủy Châu phụ trách thương mại xuất khẩu. Mã Đại Khôi trước tiên chuyển Diệp Thủy Căn ra trong rừng, thấy Diệp Thủy Căn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lén lút tới khu rừng Hồng Đậu Sam ở gần Lang Đang Cốc. Điều này khiến đám người do Mã Đại Khôi cầm đầu quyết định khử Diệp Thủy Căn. Không lâu sau Diệp Thủy Căn bị ngã chết ở Lang Đang Cốc, cái bẫy này là do Mã Đại Khôi bố trí. Lô Vĩ nói ra khiến Tề Thiên ở bên cạnh cũng có chút chấn kinh. Anh Vĩ! Lần này mà bắt thì phải đến nửa trung đội. Nửa trung đội là thế nào, lớn bé đủ cả, từ cấp sở cho đến nhân viên bình thường, công nhân ở lâm trường, có lẽ không dưới một trung đội. Ôi, tiền bạc làm mù mắt, không chuyện gì là không dám làm cả. Hơn nữa đám người này kỷ luật rất chặt chẽ, Mã Đại Khôi từng là trung đoàn trưởng trung đoàn trinh sát nên cũng tổ chức kỷ luật như bộ đội ngày trước. Bao nhiêu năm như vậy mà giám đốc Trịnh Khinh Vượng cũng không phát hiện ra. Đương nhiên việc này cũng có sự bao che của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp. Mã Đại Khôi đã hình thành được một hệ thống cho mình ở lâm trường Cảnh Dương, mà có kết quả như vậy là do sự bao che của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp thành phố Mạc Hương Lưu Nhất Quần và Phó Chủ tịch thành phố phụ trách lâm nghiệp. Trịnh Khinh Vượng thực ra chỉ là cái vỏ ngụy trang của bọn chúng là thôi, bày ra cho người khác nhìn,
còn mục tiêu chính của bọn chúng là công ty đồ gỗ của Lâm Trường Cảnh Dương. Lưu Nhất Quần đã tuyên bố rõ trong cuộc họp đảng ủy cục là công ty đồ gỗ do phó giám đốc thứ nhất Mã Chiếm Khôi trực tiếp quản lý. Cho nên Trịnh Khinh Vượng đã bị gạt ra bên ngoài. Lô Vĩ tức giận. Anh Vĩ, tôi giúp anh một tay, chúng ta cũng bắt lũ khốn này. Tề Thiên chợt có hứng thú. Không cần, sếp Phu chẳng phải đã là phó giám đốc sở công an tỉnh rồi sao, nhân sự do anh ấy sắp xếp, hơn nữa Phạm Cương cũng mượn người của bên sở an ninh quốc gia nữa. Việc lần này tuyệt đối không có chút sơ hở, đảm bảo bắt trọn cả đám. Lô Vĩ sát khí bừng bừng. Lô Vĩ, tôi có ý này, nếu việc lần này có thể tóm gọn thì cũng là một thành tích lớn của cậu. Cậu bây giờ cũng là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Mạc Hương rồi, lẽ nào không muốn ngồi lên ghế cục trưởng hay sao? Dù sao phó cục trưởng thường trực cũng chỉ là người số 2, so với người số 1 thì quyền lực còn kém xa. Diệp Phàm nói, việc này không thể nào. Cục trưởng của chúng tôi vừa chuyển đến, trong thời gian ngắn không thể chuyển đi được. Lô Vĩ lắc đầu. Chúng ta buộc hắn phải chuyển đi là xong, nếu không thì hạ bệ hắn. Tôi không tin hắn không có khuyết điểm gì. Tề Thiên Tinh tướng hừ nói. Thằng nhóc nhà cậu, tôi phải nói với cậu thế nào đây, lẽ nào cậu định hạ bệ tất cả lãnh đạo trên đầu cậu sao? Quan trường có quy tắc của quan trường, không thể làm rối loạn được, sẽ bị người khác vây đánh ngay. Diệp Phàm giáo huấn xong liếc Lô Vĩ, cười nói. Nhưng chúng ta cũng không cầm chỉ chăm chăm vào thành phố Mạc Hương mà thôi, tỉnh Nam Phúc lớn như vậy vị trí thích hợp cho chúng ta vẫn còn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1050, phân tách chức vị. Đại ca chắc là có chủ ý rồi. Tề Thiên cười gượng nói. Ha ha. Gần đây nghe nói chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Thủy Châu Lý Sương Hải sắp lên làm phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh, Thủy Châu chẳng phải sẽ chống một vị trí hay sao? Diệp Phàm cười nói. Cái đó có quan hệ quái gì với anh Vĩ? Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật là thường vụ đảng ủy Thủy Châu, tương đương phó giám đốc sở. Anh Vĩ vừa lên cục trưởng được một năm, sao có thể lên tiếp được, huống hồ đó là Thủy Châu, càng không thể nào. Cho dù trưởng ban Lô có toàn lực giúp đỡ thì cũng không thể có chuyện động trời như vậy. Tề Thiên lắc đầu, cười nó. Đương nhiên, đại ca là ngoại lệ. Vị trí của Lý Sương Hải tôi nào dám nghĩ tới, có lẽ qua 10 năm nữa mới leo được lên vị trí đó. Nghe nói bí thư thành ủy Thủy Châu Đoàn Hải Thiên mới tới cũng rất cứng rắn, hơn nữa, người này nghe nói lai lịch cũng rất phức tạp. Nếu không vị trí đó cũng không thể nào đến lượt ông ta. Phải biết rằng có bao nhiêu người thèm muốn cái ghế Hứa Vạn Sơn để lại. Lô Vĩ tự diễu, lắc đầu, cũng không cảm thấy khó chịu gì, bởi cái ghế Lý Sương Hải để lại không thể nào đến lượt hắn. Ừ, nghe nói Đoàn Hải Thiên vừa tới đã đấu 2 lần với Chủ tịch Cao Hoài Minh, mỗi người thắng 1 lần. Tề Thiên cười nói, tình hình Thủy Châu rất phức tạp, ở ngay dưới mắt tỉnh ủy, gần như tất cả thường vụ thành ủy đều có chỗ dựa rất vững chắc ở trên tỉnh. Cho nên bí thư thành ủy tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cấp bậc so với chủ tịch thành phố và các ủy viên thường vụ khác cao hơn nhiều, nhưng cũng không dễ làm. Hơn nữa quan hệ cũng rất phức tạp, 2 người một hội, 3 người một nhóm, lại còn có người đơn lẻ, thái độ không rõ ràng. Lô Vĩ nói, vốn dĩ chú tôi định đến làm phó bí thư ở Thủy Châu, nhưng sau đó cô tôi suy xét thấy Thủy Châu quá phức tạp, nên chuyển đến Đức Bình, nhưng cấp bậc cũng vẫn tương đương giám đốc sở. Coi như được đề bạt. Ừ, bí thư đoàn gặp chút phiền toái đây. Hứa Vạn Sơn ở Thủy Châu nhiều năm, hơn nữa lúc đó còn được chủ tịch tỉnh Chu hết sức ủng hộ nên Thủy Châu suýt thì bị ông ta biến thành sân sau của mình. Sau đó bí thư Quách đến liền muốn phá vỡ cục diện này, sau đó cũng thực sự đã làm được rồi, coi như là đã làm đảo lộn cục diện. Bây giờ chủ tịch tỉnh Chu đã phải lui lại tuyến sau rồi, Hứa Vạn Sơn cũng bị giáng chức, cho dù cố thế nào cũng không thể bằng trước được nữa. Hơn nữa bí thư đoàn có thể từ Việt Đông chạy về Thủy Châu thì cũng là người có khí phách, tin rằng không lâu sau có thể khống chế được cục diện Thủy Châu. Tôi đoán bí thư đoàn nhất định sẽ nhân cơ hội Lý Sương Hải đi để chỉnh đốn lại ủy ban chính trị pháp luật. Nếu mà không đấu lại được thì ông ấy sẽ tìm cách phân chia chức vị để chống lại áp lực trên tỉnh. Diệp Phàm cười nói. Phân chia chức vị, là có ý gì? Tề Thiên không hiểu. Rất đơn giản. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Lý Sương Hải vốn kiêm cục trưởng cục công an Thủy Châu, quyền lực rất ghê gớm. Diệp Phàm vừa nói đến đây,
Tề Thiên đã hiểu ra, nói. Ý đại ca là đợi Lý Dương Hải đi, trên tỉnh điều xuống một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thì đoàn Hải Thiên sẽ cô lập quyền lực của người này. Đầu tiên là chia chức cục trưởng cục công an ra, sau này cho dù có người ngồi lên ghế chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật mà không có chỗ dựa vững chắc là cục trưởng công an thì uy quyền cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thông minh thật, làm như vậy tỉnh ủy cũng chẳng làm gì được đoàn Hải Thiên, hơn nữa chức cục trưởng công an do thành ủy Thủy Châu biểu quyết thông qua, sở công an tỉnh đồng ý là được. Có lẽ một vài lãnh đạo trong tỉnh ủy sẽ có chỉ đạo với sở công an tỉnh, dù sao cơ quan công an cũng rất đặc biệt, chịu sự chỉ đạo của cả chính quyền địa phương và cơ quan công an cấp trên, cả hai gật đầu mới được. Như vậy thì người đoàn Hải Thiên vừa ý thì mấy vị trên tỉnh chưa chắc đã đồng ý. Nhưng Lô Vĩ đi tranh giành cái vị trí này rất có ưu thế. Dù sao trưởng ban Lô cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cho dù có người phản đối thì cũng phải nể mặt cô ấy. Lô Vĩ liền có cơ hội rồi, ha ha. Diệp Phàm cười thần bí. Khiến Lô Vĩ cũng không khỏi động lòng. Nhưng rất nhanh Lô Vĩ lại trở nên ủ rũ, cười khổ nói. Đại ca, anh nói cũng như không. Muốn giành được ghế cục trưởng công an Thủy Châu thì trước hết phải qua cửa đoàn Hải Thiên. Chỉ có cô tôi thì người ta chưa chắc đã nể mặt. Bọn họ đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu cô tôi là phó bí thư tỉnh ủy thì đoàn Hải Thiên có lẽ sẽ xem xét, nhưng thân phận hiện tại thì có lẽ đoàn Hải Thiên sẽ chẳng thèm xem xét gì. Cho nên, vẫn chẳng có hy vọng. Ha ha, Lô Vĩ, lấy khí khái đàn ông ra chứ. Cấp trên sắp xếp thì mời trưởng ban Lô ra mặt. Còn bên sở thì có thể tranh thủ anh Vu giúp đỡ. Đương nhiên, năng lượng của anh ta cũng không lớn lắm, dù sao cũng mới vào sở công an tỉnh chưa lâu. Còn về phần bí thư đoàn thì tôi có thể nghĩ cách. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt bình thản. Đại ca quen bí thư đoàn. Lô Vĩ có chút kinh ngạc. Ha ha. Diệp Phàm cười không nói gì, Lô Vĩ cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật, hỏi kỹ quá lại khiến người khác bực mình. Vậy tôi sẽ đi nói với cô tôi, cấp trên để cô ấy lo. Lô Vĩ có chút kích động. Đi đi, dốc toàn lực ra, cố gắng giành lấy ghế cục trưởng công an Thủy Châu. Cô Phượng, nhà cô ở Bắc Kinh à? Diệp Tử Y hỏi. Ừ. Phượng Khuynh Thành gật đầu, thái độ bình thản, tùy ý đi thăm quan thành cổ Cổ Xuyên. Cô thích anh hai tôi. Diệp Tử Y bộ dạng không thèm để ý. Thích hay không thích thì sao, ý cô là sao? Phượng Khuynh Thành hỏi lại, hình như cũng đã cảm nhận được ý gì đó. Không có ý gì, tôi muốn nói với cô là, thích anh hai tôi cũng vô ích. Diệp Tử Y rốt cuộc đã lộ ý đồ của mình ra. Vì sao? Phượng Khuynh Thành giơ tay vuốt mấy sợi tóc trên đầu, vẻ mặt không chút kinh ngạc. Bởi vì anh tôi đã có vợ chưa cưới. Diệp Tử Y nhìn chằm chằm vào Phượng Khuynh Thành, nói. Em gái, gạt người mà cũng không biết gạt. Anh trai cô bao nhiêu tuổi rồi, năm nay mới 21 mà đã có vợ chưa cưới rồi, lẽ nào là con dâu nuôi từ bé? Tôi chưa từng nghe anh ấy nói về chuyện ấy, bây giờ là thời đại nào rồi? Phượng Khuynh Thành vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Tử Y vốn nghĩ Phượng Khuynh Thành sẽ rất kinh hãi, trong lòng có chút thất vọng, nói. Đây là sự thật, đương nhiên không phải là vợ nuôi từ bé, nhà tôi không phong kiến như vậy. Vậy cô ấy là ai? Giọng điệu của Phượng Khuynh Thành rốt cuộc đã nặng hơn một chút, thực ra trong lòng đã có chút rối loạn. Ngọc Kiều Long, chúng tôi cùng học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, cô ấy năm nay sẽ tốt nghiệp, hơn nữa, chị dâu tôi cũng rất đẹp, cô ấy là hoa khôi ở trường tôi. Ngay cả công tử con quan nhà giàu ở tỉnh, lại còn công tử từ Hong Kong cũng đến theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ thích anh tôi, cô ấy rất trung tình. Diệp Tử Y vẻ mặt nghiêm túc nói. Mục đích không cần nói thì Phượng Khuynh Thành cũng đã sớm biết. Thì ra cùng trường với cô, ha ha, đợi lát nữa tôi về hỏi Diệp Phàm, sao anh ta lại gạt tôi, có vợ sắp cưới rồi còn gạt tôi. Phượng Khuynh Thành cười khẽ, cũng không buồn bực. Tôi thấy thôi đi vậy, cô Phượng, nhà cô ở Bắc Kinh, là nhà quyền thế, sao lại phải bám lấy anh tôi. Dựa vào dung mạo thân phận của cô, công tử nào mà chẳng tìm được. Anh tôi thực ra cũng không ra gì cả. Người chẳng đẹp trai, lại còn rất lười, vừa về nhà là như ông lớn chẳng làm gì cả, hơn nữa nhà tôi cũng chưa có ai làm quan to, muốn theo anh ấy để làm bà lớn là rất khó, suốt đời làm đến bí thư huyện ủy là không tồi rồi. Cô nên đi đi, đừng để chị dâu tôi nhìn thấy thì lại phiền phức.
Diệp Tử Y nói đầy ẩn ý. Tôi sẽ không đi đâu, tôi bây giờ sẽ quay về hỏi Diệp Phàm rốt cuộc là thế nào. Cho dù cái cô Ngọc Kiều Long là vợ chưa cưới của Diệp Phàm thì đã sao, chẳng phải vẫn chưa cưới hay sao, pháp luật vẫn chưa công nhận. Hơn nữa, anh cô rất chiều tôi, còn cô Ngọc Kiều Long kia nhất định không sinh bằng tôi. Cô vừa nói cô ấy là hoa khôi của Học viện Âm nhạc Thủy Châu, nhưng cô không biết tôi là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh, hừ. Phượng Khuynh Thành toát ra ngạo khí của Phượng gia. Sự bình tĩnh và thông minh của Phượng Khuynh Thành khiến Diệp Tử Y có chút bất lực. Đang định gọi Phượng Khuynh Thành lại, không ngờ cô ấy đã quay về phía Diệp gia rồi. Diệp Tử Y đành chạy theo sau, thầm nghĩ vừa rồi mình nói linh tinh, có lẽ lại bị anh Diệp Phàm mắng rồi. Diệp Phàm đang cùng Tề Thiên và Lô Vĩ Bầy mưu tóm gọn đám người Mã Chiếm Khôi, Phượng Khuynh Thành vừa vào ba người đã im bặt, Diệp Phàm đang định lên tiếng Phượng Khuynh Thành đã hử nói. Diệp Phàm, anh toàn lừa tôi, phí công tôi từ Bắc Kinh xuống đây, anh đối xử với tôi thế sao? Lừa cô, là ý gì? Diệp Phàm nhíu mày, thoáng nhìn thấy em gái đang nhăn nhó ở phía sau, thầm nghĩ có lẽ cô em gái này lại gây ra tai họa gì rồi. Anh đã đính hôn rồi nhưng lại chưa từng nói, lại còn là hoa khôi của Học viện Âm nhạc Thủy Châu nữa, hừ. Phượng Khuynh Thành nghiêm mặt. Lô Vĩ và Tề Thiên cũng đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ đại ca đính hôn từ lúc nào, sao không mời hai anh em mình, lẽ nào đại ca đã gạt hai anh em mình ra ngoài. Diệp Phàm liếc hai tên này một cái, biết bọn chúng trong lòng đang nghĩ gì, nói. Không có chuyện đó, hai người đừng nghĩ linh tinh. Không có chuyện đó. Vậy lẽ nào em gái anh nói bậy? Phượng Khuynh Thành không chịu thua. Tỷ y, em đã nói gì? Diệp Phàm trừng mắt nhìn Diệp Tử Y một cái. Anh, em. Diệp Tử Y vẻ mặt khó coi, đột nhiên nghiến răng, hừ nói. Chị Kiều Long tốt với anh như vậy, ngày nào cũng như người hầu hạ anh. Còn anh thì thay lòng đổi dạ ngay được, nếu chị ấy biết được, không biết sẽ đau lòng thế nào. Cô Phượng này nhà ở Bắc Kinh, em biết. Cô ấy gia thế cao quý, nhưng anh cũng không phải hạng người như vậy, lẽ nào cũng đã học cách bám theo quyền quý rồi sao? Hơn nữa, cô Phượng thực sự đẹp như tiên nữ hạ phàm, em không dám nói gì, nhưng chúng ta là người thường, phải ăn cơm. Em thấy cô ấy sẽ không thể hầu hạ anh như chị Kiều Long được, sau này anh đừng hối hận, hừ. Chương 1051, báo ứng. Diệp Phàm, xem ra cuộc sống của anh cũng chẳng khác ông vua đâu nhỉ. Mỗi ngày đều có nữ tỷ xinh đẹp hầu hạ, hơn nữa, hừ, có phải còn muốn tìm hai nữ tỷ cùng lúc hầu hạ để thực sự sống như ông vua không? Có phải muốn tôi bưng nước rửa chân hầu hạ anh nữa không? Phượng Khuynh Thành tuy ăn nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng khiến Diệp Phàm giật mình thon thót. Tề Thiên và Lô Vĩ vội vàng rụt đầu rụt cổ không dám nói gì, cười cũng phải nhịn. Hai người đều chẳng hiểu gì cả, tham gia vào nhất định bị xui xẻo. Muốn bê thì cứ bê. Tôi đang muốn ngâm chân đây, hừ. Diệp Phàm trong lòng bực bội, đang buồn phiền vì việc của bố Diệp Nhược Mộng, đột nhiên bị Phượng Khuynh Thành và em gái Diệp Tử Y châm ngòi, đã tới mức bùng nổ. Nhà vệ sinh có chậu rửa chân. Diệp Tử Y lập tức chen vào một câu, đương nhiên là muốn chọc giận Phượng Khuynh Thành để cô thấy khó mà rút lui. Được lắm, tôi đi bê nước. Phượng Khuynh Thành không ngờ lại cười khanh khách, xoay người đi vào nhà vệ sinh, bộ dáng đó. Giống như thực sự đi bê nước rửa chân vậy. Nhưng Tề Thiên và Lô Vĩ không khỏi co giật khóe miệng, vội vàng dịch người ra xa khỏi Diệp Phàm để tránh bị vạ lây. Diệp Phàm trừng mắt nhìn hai tên này một cái, hai tên này còn nháy mắt với Diệp Phàm, biểu thị xin lỗi. Diệp Tử Y vẻ mặt bình thản đợi ngồi xem kịch, chỉ cần có thể phá hỏng việc này là được. Không lâu sau, Phượng Khuynh Thành bê chậu nước ra, bộ dạng rất khó nhọc. Bởi chậu rửa chân của nhà Diệp Phàm làm bằng gỗ tự nhiên, sau khi đổ nước vào thì phải tới 20 cân. Anh Diệp, để tôi rửa chân cho anh. Phượng Khuynh Thành ngồi xổm xuống, Tề Thiên và Lô Vĩ vội vàng quay đầu đi không dám nhìn tình trạng thê thảm của Diệp Phàm, có lẽ cái chân đó sẽ là công cụ chịu hình phạt. Cảm ơn cô. Diệp Phàm bình thản tươi cười đưa chân ra, hắn thực ra đã sớm vận khí bao bọc lấy chân, có lẽ lát nữa cũng giảm đau được một chút. Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp chân, nước cũng được nhẹ nhàng múc lên, Diệp Phàm thậm chí có cảm giác đang được ngâm chân thật. Nhưng hắn vẫn không dám mất cảnh giác, lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của Phượng Khuynh Thành, chờ đợi cảm giác đau đớn từ chân truyền tới. 10 phút đã trôi qua.
Nhấc chân. Phượng Khuynh Thành nói. Diệp Phàm nhấc chân lên, thầm nghĩ có phải hình phạt đã tới rồi không? Lô Vĩ và Tề Thiên đều nhíu mày lại, Diệp Tử Y lại trừng mắt nhìn. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng đặt chân Diệp Phàm trên đùi mình, giống như các cô gái massage chân thực thụ xoa bóp nhẹ nhàng, một lát sau mới lấy khăn lau khô nước đi. Hơn nữa trong lúc xoa bóp Phượng Khuynh Thành cũng không hề trốn tránh, tùy ý để chân của Diệp Phàm cọ sát vào ngực mình. Tề Thiên và Lô Vĩ thèm thuồng tới mức suýt chút nữa thì đã chảy nước miếng. Thế nào, tài nghệ của tôi cũng không tồi chứ? Phượng Khuynh Thành cười nói, đầu khẽ nghiêng, nói thêm. Cả đời này tôi mới chỉ rửa chân cho ông nội mấy lần mà thôi. Cũng được, rất thoải mái, vậy tôi có phúc rồi. Diệp Phàm cười nói. Có phải còn tốt hơn cả Ngọc Kiều Long hay không? Phượng Khuynh Thành dịu dàng hỏi. Hình như cô ấy chưa từng rửa chân cho tôi. Diệp Phàm lắc đầu. Hừ, để tôi rửa cho anh chẳng phải là ông lớn sao, đừng có nhíu mày, để tôi rửa cho anh. Phượng Khuynh Thành đột nhiên nổi giận, giơ chân lên đạp mạnh, vừa đạp vừa nói. Đạp liên tiếp 5-6 cái, sau khi đạp xong liền quay người đi thẳng ra ngoài. Hừ, báo ứng. Diệp Tử Y mặt lạnh lùng, hừ nói rồi xoay người lên trên tầng trên. Cái này, là thế nào chứ, chả hiểu gì cả. Diệp Phàm không kìm nổi, tức giận nói. Đại ca, có sưng không, có cần lấy thuốc xoa bóp không? Tề Thiên và Lô Vĩ sau một hồi ngây ngốc mới tỉnh ra, giọng nói có chút lắp bắp. Sưng, còn không sưng được sao? Xoa thuốc, xoa cái con khỉ. Diệp Phàm nhíu mày, hai tên kia vội vàng trở nên bận rộn. Tề Thiên đi lấy thuốc, Lô Vĩ tạm thời trở thành người bóp chân. Ghê gớm thật, mấy chân này, may mà mình có chuẩn bị, nếu không đã thành chân lợn rồi. Diệp Phàm tức giận nói. Đại ca, cô Phượng này xem ra không dễ đối phó, có lúc dịu dàng như nước, có lúc lại hung hãn hơn cả đàn ông. Tề Thiên nói. Đại ca phải suy nghĩ kỹ. Lô Vĩ cũng lên tiếng cảnh báo. Suy nghĩ cái con khỉ, ông đây sợ gì? Ông đây là quốc thuật đại sư, lại đi sợ một cô gái, đúng là buồn cười, ha ha ha. Diệp Phàm cười vang, khiến lũ chim trên mái nhà cũng vội vàng bay đi, sợ bị hắn làm thịt mất. Một lúc sau, mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, một tia hung quang chợt lóe lên, hừ nói. Chúng ta lập tức xuất phát, đi thành phố Mặc Hương, tôi muốn đích thân bóp nát quả cà của Mã Đại Khôi, dám hại bố Diệp Nhược Mộng, hừ, mẹ nuôi thật vất vả. Buổi tối ba người lái xe đến thành phố Mặc Hương. Đúng lúc này, điện thoại của Lô Vĩ vang lên, sau khi nghe xong mặt liền trầm xuống. Có chuyện gì thế? Tề Thiên không kìm được hỏi. Mã Chiếm Khôi đã cảm nhận thấy cái gì đó, không ngờ trốn vào trong doanh trại quân đội. Lô Vĩ nói. Có phải đã để lộ tin tức ra không? Diệp Phàm hỏi, vẻ mặt khó coi. Thù của bố nuôi đã 2 năm rồi mà chưa giải quyết được, trong lòng thấy hổ thẹn với Nhược Mộng. Việc này trước mắt ở phía thành phố Mặc Hương chỉ có cục trưởng Chu biết, ông ấy chắc không làm rồi. Ở trên sở thì do sếp Phu phụ trách, đám thuộc hạ tôi chọn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, số lượng cũng không nhiều lắm, thuộc hạ của Phạm Cương làm bên an ninh quốc gia, có lẽ không thể liên quan tới việc này được. Lô Vĩ phân tích, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu, không biết chỗ nào đã xảy ra sai sót. Mã Chiếm Khôi trốn vào doanh trại nào? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mặc Hương. Lô Vĩ nói. Sư đoàn dã chiến số 1 chẳng phải do tướng quân Triệu Côn của Triệu gia chỉ huy hay sao? Diệp Phàm cảm thấy nhẹ cả lòng, nếu thực là Triệu Côn thì dễ xử lý rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại là có lẽ Mã Chiếm Khôi sẽ bị tống ra ngoài, dù sao cũng là doanh trại quân đội, cảnh sát không vào được. Đại ca, hiện nay đã đổi rồi. Triệu Côn đã được đề bạt làm phó quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 2 rồi, bây giờ thay ông ấy là Tào Quân Nghĩa, là một đại tá, nghe nói có quan hệ xa với Tào gia ở Bắc Kinh. Lần này Tào Quân Nghĩa có thể thay thế vị trí của Triệu Côn có lẽ cũng nhờ sự sắp xếp của Tào gia. Tề Thiên nói, Tào gia, đúng là âm hồn không tiêu tan. Diệp Phàm hừ nói, việc này có chút phiền toái, nếu Tào Quân Nghĩa mà bao che cho Mã Chiếm Khôi, chúng ta căn bản không vào được. Lô Vĩ nhíu mày. Tề Thiên, cậu chẳng phải là trung đoàn trưởng trung đoàn báo săn số 2 hay sao? Lấy danh nghĩa báo săn, lẽ nào còn không vào được trong sư đoàn dã chiến số 1 hay sao?
Diệp Phàm hỏi. Đi vào chơi thì được, nhưng muốn điều tra hay đưa người ra thì e là khó, nếu việc của Mã Chiếm Khôi mà liên quan đến an ninh quốc gia, tôi đương nhiên có thể lợi dụng quyền lợi của báo săn trực tiếp bắt giữ. Nhưng bắt giữ cũng phải có lệnh bắt của báo săn mới được, việc này nếu không có lệnh của cấp trên, những việc ở địa phương chúng ta cũng không tiện can thiệp. Dù sao hệ thống quân đội cũng tương đối độc lập, mỗi đơn vị đều là một khối riêng biệt, phía sau đều có nhân vật quan trọng trong quân ủy chống đỡ cho, rút dây động rừng, không dễ làm. Nếu bọn chúng mà giấu kỹ, chúng ta tìm không ra, thì báo săn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, còn có Tào gia đang nhìn chằm chằm vào. Tề Thiên cũng lộ ra bộ dạng bất lực. Lô Vĩ, các cậu có lệnh bắt của viện kiểm sát hay không? Diệp Phàm hỏi. Không có, để bảo mật tôi và sếp Phu cũng liều một phen, nếu theo trình tự bình thường, đi qua viện kiểm sát, có lẽ việc này sẽ bị người ta biết ngay, còn bắt gì chứ? Lô Vĩ nói xong, liếc Diệp Phàm. Nhưng việc này chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, bố của Hoa Tiêu Diêu là Hoa Bạch Thạch hiện là viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, có ông ấy giúp đỡ, chúng ta lại có chứng cứ, cũng không sợ gì cả. Lô Vĩ rất quyết tâm. Kệ mẹ nó, nhưng Lô Vĩ, cậu làm như vậy có lẽ bí thư thành ủy chỗ cậu sẽ có ý kiến, cậu bắt phó chủ tịch thành phố mà không được ông ta đồng ý, sau này sẽ có rắc rối. Tề Thiên nói, sợ cái gì, sếp Phu đại diện cho sở, có sở che cho dù Chu Triều Dương có ý kiến thì đã sao? Đây là việc của đại ca, tôi có phải cởi bộ cảnh phục này thì đã sao? Lô Vĩ dáng vẻ bình tĩnh. Cảm ơn, Lô Vĩ, cậu cứ yên tâm làm. Cùng lắm đắc tội với Chu Triều Dương thì chúng ta đổi đi chỗ khác, sang làm cục trưởng ở Thủy Châu, việc này cậu sớm nhờ cô cậu làm đi, chạy xong ở trên tỉnh, còn chỗ Đoàn Hải Thiên thì để tôi lo. Diệp Phàm vô cùng tự tin, khiến Tề Thiên và Lô Vĩ đều thầm nghi hoặc. Thầm nghĩ lẽ nào đại ca thực sự có quan hệ với Đoàn Hải Thiên, cái này có lẽ là không thể nào. Đoàn Hải Thiên trước kia làm chủ tịch thành phố Ngư Đồng ở tỉnh Việt Đông, hai bên cách nhau mấy nghìn cây em. Sao có thể quen biết được? Nhưng doanh trại quân đội không thể vào được, Mã Chiếm Khôi là một trong những hung thủ trực tiếp, ai cũng chạy được nhưng hắn thì không. Lô Vĩ nhíu mày. Mặc kệ, chúng ta đi đàm phán xem thế nào, để Tề Thiên ra mặt xem có được không, không được thì lại nghĩ cách. Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Việc này đương nhiên Diệp Phàm có cách, một là trực tiếp gọi điện cho quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 2 Cố Thiên Kỳ, nhưng suốt ngày đi làm phiền người ta cũng ngại. Lần trước đã làm phiền rồi, Diệp Phàm không muốn nợ người ta quá nhiều. Cách thứ hai là dơ ra giấy chứng nhận phó trưởng ban quân vụ do Bộ Tổng tham mưu cấp, nhưng việc này Diệp Phàm lại càng không muốn làm. Được, vậy để tôi thử xem, việc bên ngoài anh Lô cho người chú ý chặt, tôi không tin Mã Chiếm Khôi có thể biến thành chim bay đi được. Tề Thiên vỗ ngực nói. Không thể sơ suất, có lẽ Mã Chiếm Khôi sẽ trà trộn vào trong xe quân sự trốn đi cũng nên. Lô Vĩ nhất định phải phái người chú ý. Xe quân sự chúng ta lại chẳng thể tra xét được, Mã Chiếm Khôi mà trốn đi, có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể tìm ra nổi. Diệp Phàm nói. Chương 1052, sư đoàn trưởng Tào làm khó. Đại ca, việc này có khó khăn, trước mắt người tôi có thể tin tưởng chỉ có vài người, thêm vào mấy người sếp Phu và Phạm Cương mang đến, tất cả chưa tới 20 người. Lâm Trường Cảnh Dương phải theo dõi chặt. Đó là hiện trường chủ yếu của vụ án, chứng cứ ở hết bên đó, nên 20 người này chủ yếu tập trung ở Lâm Trường Cảnh Dương. Còn ở thành phố mỗi một nghi phạm có một người theo dõi là đã không tồi rồi, ví dụ như Mã Chiếm Khôi, hắn là một trong những nghi phạm quan trọng nhất. Cho nên tôi sai hai người theo dõi, nhưng hai người chia nhau 24 tiếng đồng hồ, thành ra thực tế chỉ có một người theo dõi mà thôi. Cảnh sát cũng mệt hết hơi rồi, tất cả đều để bảo mật. Nên việc này phải tăng cường thêm nhân sự. Chỉ sợ để lọt phong thanh ra thì Mã Chiếm Khôi chạy mất. Lô Vĩ dáng vẻ ưu tư. Người của báo săn không thể nào mượn được nữa, dù sao họ cũng phụ trách những việc liên quan tới an ninh quốc gia, người của quốc gia mượn mãi cũng không được. Bên công an thì cũng không còn ai nữa, sếp Phu lên sở công an chưa lâu, lại không quản lý mảng hình sự, có thể bố trí mấy người là đã giỏi lắm rồi. Đáng tiếc chúng ta không có người ở viện kiểm sát, nếu không thì có thể mượn người. Nếu không tôi thấy thế này, mượn người ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy vậy, bí thư Thiết có lẽ có người giỏi. Diệp Phàm suy nghĩ một lát. Gọi điện thoại cho Hạ Hải Vĩ, anh ta không nói thêm gì, lập tức đích thân đưa mười mấy người từ Thủy Châu xuống.
thực ra việc này cũng liên quan tới tham ô chiếm đoạt tài sản quốc gia, cho nên cũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban kỷ luật. Bởi vì lần này công đầu phải dành cho Lô Vĩ nên ngay cả Vu Kiến Thần cũng không ra mặt quá nhiều, để gây dựng thanh thế cho Lô Vĩ, đợi qua Tết Lý Sương Hải đi thì cố gắng tranh chức Cục trưởng Công an Thủy Châu. Từ nửa đêm đến chiều hôm sau tiến hành răng lưới, phần lớn quan chức xa lưới. Bí thư Thành ủy Mạc Hương Chu Càn Dương và Chủ tịch thành phố Tạ Quốc Trung cũng bị chấn kinh, gọi điện thoại đến mắng mỏ Cục trưởng Công an Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa thực ra cũng chỉ biết chút ít, đành đẩy hết lên người Phó Cục trưởng Thường trực Lô Vĩ. Đồng chí Lô Vĩ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chu Càn Dương tức giận, Lô Vĩ vừa chạy vào trong văn phòng của ông ta đã quát. Bí thư Chu, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ đang thực hiện chức trách của mình. Việc này hình như không có gì sai cả. Lô Vĩ đứng thẳng người như một cây cột. Cục Công an lẽ nào không dưới sự lãnh đạo của đảng nữa sao? Chu Càn Dương liếc Lô Vĩ, hừ nói. Biết cô của tên này là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, phải nể mặt một chút, cho nên vẫn còn khách khí một chút, nếu không đã sớm đập bàn quát tháo rồi. Cái này tôi không phản đối, lúc đó tình hình gấp gáp, cho nên đành làm như vậy, bây giờ tôi xin báo cáo tình hình cụ thể. Lô Vĩ giải thích, anh bắt hai phó chủ tịch thành phố, họ đều là cán bộ cấp sở anh có biết không? Chu Càn Dương nhấn mạnh cấp bậc của hai người này. Cán bộ cấp bậc như vậy, Cục Công an thành phố muốn bắt cũng phải báo cáo cho Bí thư Thành ủy trước mới được. Cục Công an phá án độc lập, nhưng vẫn phải dưới sự lãnh đạo của đảng. Thực ra, Chu Càn Dương cũng không phải là muốn ngăn cản Lô Vĩ phá án, chủ yếu là cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Anh bắt một đống người mà vừa rồi tôi mới từ chỗ cục trưởng Chu biết tin, việc này ngay cả Chu Thiên Hoa cũng chỉ biết một chút, cho nên Chu Càn Dương cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa bắt bao nhiêu người như vậy, trên tỉnh đã có người ra mặt xin xỏ rồi, Chu Càn Dương lại còn chưa biết gì, trở nên rất bị động, cho nên không thể không tức giận. Tôi biết tôi đã sai, việc này lúc đó quá cấp bách, tôi xin kiểm điểm. Lô Vĩ thấp giọng nói, lén lút liếc Chu Càn Dương một cái, lại nói. Nhưng tuy bọn họ có chức vụ đến cấp sở nhưng việc trộm tài sản quốc gia lần này chứng cứ đầy đủ, hơn nữa có việc này tôi không biết có nên nói ra hay không, ôi! Lô Vĩ vẻ mặt khó xử, đương nhiên là đang giả bộ. Hừ, không tiện nói thì đừng nói nữa. Chu Càn Dương ra vẻ tức giận, trong lòng lại chấn kinh, thầm nghĩ phải chăng việc này do bên trên trao quyền tra xét. Không có gì không tiện cả, Bí thư Chu là nhân vật số một ở thành phố Mạc Hương này. Tôi báo cáo với ông cũng không có gì sai, tuy việc này hiện tại Ủy ban kỷ luật tỉnh có yêu cầu không được nói rộng ra. Lô Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm tiết lộ việc này dường như do Ủy ban kỷ luật tỉnh chỉ đạo. Chu Càn Dương vừa nghe xong, lập tức xua tay, nói. Đồng chí Lô Vĩ, chúng ta đều là cán bộ của quốc gia, nhất định phải tuân theo quy định của quốc gia, việc bảo mật phải cẩn thận, nếu việc này Ủy ban kỷ luật tỉnh đã có dặn dò thì không cần nói nữa. Thực ra Chu Càn Dương rất muốn biết vị nào ở Ủy ban kỷ luật tỉnh chỉ đạo vụ này. Việc này Chu Càn Dương cũng lo lắng, chỉ sợ ảnh hưởng rộng lớn, tới lúc đó cán bộ của cả Mạc Hương đều lo lắng thì nguy to. Là nhân vật số một, đương nhiên hy vọng nội bộ đoàn kết, cán bộ ổn định, kinh tế phát triển vững chắc, đời sống nhân dân ổn định, cho dù là tham quan thì cũng có suy nghĩ như vậy. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ đã xuống thành phố Mạc Hương. Lô Vĩ đứng nghiêm. Biết rằng sau khi nói ra tên Hạ Hải Vĩ thì Chu Càn Dương có lẽ sẽ không ép mình phải báo cáo gì nữa. Hạ Hải Vĩ tuy cũng chỉ cấp phó sở, cấp bậc còn thấp hơn Chu Càn Dương, nhưng người ta có cái mác là phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, quan chức đều phải e ngại. Chu Càn Dương tuyệt đối không vô cớ dây dưa vào, trừ khi Chu Càn Dương cũng tham gia vào vụ chiếm đoạt tài sản quốc gia lần này. Ừ, anh về xử lý tình hình đi, nhưng cần chú ý đoàn kết mọi người. Chu Càn Dương hừ nhẹ một cái, đuổi Lô Vĩ ra khỏi văn phòng. Lô Vĩ lại sang văn phòng của Chủ tịch Tạ, lại diễn vở kịch đó, Tạ Quốc Trung thậm chí vừa nghe Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ ra mặt thì không nói gì nữa. Xem ra, cái danh Ủy ban kỷ luật tỉnh quả thực rất ghê gớm, thực ra bọn họ không sợ Hạ Hải Vĩ mà sợ động chạm đến Thiết Thác. Đó là thanh thiên đại nhân có thể lột mũ quan của bọn họ. Nhưng khi Lô Vĩ đưa Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm đến sư đoàn dã chiến số 1 đóng ở thành phố Mạc Hương thì sư đoàn trưởng Tào Quân Nghĩa rất tinh tướng. Sau khi Hạ Hải Vĩ và Lô Vĩ nói rõ lý do đến,
Tào Quân Nghĩa liếc mấy người một cái, hừ nói. Đây là doanh trại quân đội, nghi phạm có thể lọt vào được sao? Mấy người đang nói đùa đấy à? Sư đoàn trưởng Tào, chúng tôi có nguồn tin đáng tin cậy, phó giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Mã Chiếm Khôi trước đây từng đi lính, từng là trung đoàn trưởng rồi mới chuyển ngành, có lẽ đồng chí nào đó ở sư đoàn dã chiến số 1 là chiến hữu với anh ta. Do không biết tình hình nên để anh ta đến chơi cũng là bình thường. Chúng tôi hy vọng sư đoàn dã chiến số 1 có thể giúp tra xét một chút. Lô Vĩ chậm rãi nói, Diệp Phàm và Lô Vĩ đứng bên cạnh xem trò vui. Tra xét, đây là chỗ nào anh có biết không? Tào Quân Nghĩa mặt biến sắc, lời nói cũng không còn khách sáo nữa. Doanh trại quân đội, cái này chúng tôi biết, cho nên mới hy vọng các ông có thể giúp đỡ tra xét. Lô Vĩ nói, cũng được, xin mời các anh xuất trình giấy khám xét do quân ủy cấp. Tào Quân Nghĩa giơ tay lên, bộ dạng rất coi thường liếc Lô Vĩ một cái, nói. Đương nhiên, có lệnh khám xét do cơ quan quân vụ của quân khu lĩnh Nam cấp cũng được, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Sư đoàn trưởng Tào, chúng tôi chỉ xin ông giúp đỡ, không có ý gì khác. Hạ Hải Vĩ liếc gã Tào Quân Nghĩa có bộ dạng lùn béo này một cái, lời nói rất chân thành. Giúp đỡ, ha ha, tôi không còn việc gì nữa hay sao? Cả ngày chỉ đi tra xét thuộc hạ của mình chơi hay sao? Đồng chí Hạ Hải Vĩ, đây là doanh trại quân đội. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là khu quân sự của quốc gia, không phải tùy tiện nói một hai câu là có thể tra xét được. Mấy người coi đây là chỗ nào? Nếu khiến quan binh lo lắng hay xảy ra tình hình bất ngờ gì thì sẽ là việc vô cùng lớn, các người có thể chịu trách nhiệm được không? Việc này không cần nói nữa, không thể nào. Sư đoàn dã chiến số 1 là bộ đội kiểu mẫu của quân khu lĩnh Nam, xưa nay kỷ luật nghiêm minh, không thể nào có chuyện vi phạm pháp luật kỷ luật được. Cho dù có thì cũng có cơ quan quân đội xử lý, có những việc vẫn không đến lượt cơ quan địa phương các anh khoa chân múa tay. Các anh hôm nay đến làm loạn là đã ngang nhiên bôi nhọ sư đoàn dã chiến số 1 của chúng tôi. Các anh đi đi, việc này coi như bỏ qua, không có lần sau nữa. Tào Quân Nghĩa xua tay như thể đang đuổi ruồi muỗi. Ngang nhiên bôi nhọ, sư đoàn trưởng Tào, anh có ý gì? Tin tưởng thấy Diệp Phàm nháy mắt. Biết Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ đều không dọa được Tào Quân Nghĩa, nên bước lên một bước, khí thế ngang ngạnh hỏi. Anh là ai? Cút ra, phó chủ nhiệm Hạ, tôi không hy vọng có ai làm loạn ở sư đoàn dã chiến số 1 của tôi, đây là doanh trại quân đội, không phải là cái chợ. Tào Quân Nghĩa tức giận quát Tề Thiên. Trung đoàn trưởng trung đoàn số 1 của báo săn, trung tá Tề Thiên. Có tư cách đến chỗ các anh không? Tề Thiên đứng nghiêm, nói. Tào Quân Nghĩa khẽ run lên một cái, dù sao uy doanh của báo săn cũng rất lớn. Mà Tề Thiên giới thiệu là trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 ở báo săn, một trung đoàn trưởng ở báo săn không tầm thường, điều này tuy Tào Quân Nghĩa không rõ lắm, nhưng cũng đã từng nghe qua. Trung đoàn trưởng Tề, tuy chúng ta đều là quân nhân, nhưng nếu anh có lệnh khám xét của báo săn thì tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp. Thái độ của Tào Quân Nghĩa tốt hơn không ít, khẩu khí cũng ôn tồn hơn nhiều. Nhưng thái độ vẫn khá cứng rắn, không cho khám xét. Tên này rất thông minh, biết Tề Thiên không có giấy khám xét gì cả, nếu có thì đã sớm đưa ra rồi, sao còn phải phiền phức như vậy? Nghĩ đến Tào gia ở Bắc Kinh phía sau mình, hơn nữa Cố gia ở Bắc Kinh và Tào gia coi như một nhà, trong giới quân sự Tào Cố hai nhà cũng vẫn còn rất mạnh, cho nên tên này lập tức lại trở nên cứng rắn. Đương nhiên, Tào Quân Nghĩa không biết người thực sự chỉ huy báo săn là tổ nòng cốt số 8 thuộc tổ đặc nhiệm A. Nếu không thì cũng không dám cứng rắn như vậy nữa. Lúc này, Diệp Phàm có điện thoại. Sếp Diệp, theo điều tra thì Tào Quân Nghĩa ở sư đoàn dã chiến số 1 chính là chiến hữu của Mã Chiếm Khôi, trước đây là thượng cấp của hắn. Khi Mã Chiếm Khôi là tiểu đoàn trưởng thì Tào Quân Nghĩa là trung đoàn trưởng, khi Mã Chiếm Khôi là trung đoàn trưởng thì Tào Quân Nghĩa đã là phó sư đoàn trưởng rồi. Hơn nữa tôi còn nghe nói, hồi đó khi hai người huấn luyện, Tào Quân Nghĩa có để xảy ra sự cố, chính là Mã Chiếm Khôi đỡ cho anh ta. Quan hệ của hai người không tồi. Tào Quân Nghĩa có lẽ là đang báo ơn. Trương Cường báo cáo. Chương 1053, giả danh chặn đầu xe quân sự. Thảo nào. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi gác máy, liếc mắt nhìn Tào Quân Nghĩa một cái, biết hôm nay khó mà bắt gã giao người được. Vì thế hắn mang vẻ mặt nặng trịch hừ một tiếng rồi nói. Đi. Ba người Hạ Hải Vĩ, Lô Vĩ và Tề Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái,
mở miệng phỏng chừng muốn hỏi. Tuy nhiên thấy Diệp Phàm có vẻ như không muốn giải thích nên cũng không hỏi, liền buồn rầu theo Diệp Phàm rời khỏi doanh trại. Tào Quân Nghĩa có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm hồi lâu theo bóng Diệp Phàm, gã cũng không hiểu người thanh niên này là thần thánh phương nào. Dường như ngay cả Hạ Hải Vĩ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng phải nghe theo lời người này. Chắc không phải là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống rồi, hẳn là không thể có chuyện đó. Chỉ một vụ án nhỏ thì sao Ủy ban Kỷ luật Trung ương phải ra tay? Trong lòng Tào Quân Nghĩa tất nhiên cũng so đo tính toán, phỏng đoán xem Diệp Phàm đích thực là ai. Chiếm Khôi, tôi thấy rằng cậu không thể ở lại doanh trại này được nữa, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu xuất ngoại. Tào Quân Nghĩa chau mày, gã cũng cảm giác được sự phiền toái. Cảm ơn anh Tào, chỉ cần ra được nước ngoài, tốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại cho anh Tào. Mã Chiếm Khôi gật đầu, y biết doanh trại của sư đoàn dã chiến số 1 đã thành nơi bị nhòm ngó rồi. Tào Quân Nghĩa tạm thời có thể bao che nhưng tuyệt đối không thể bao che cho y cả đời được. Hôm nay ngay cả phó bí thư hạ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng đã đánh độc, nếu thực sự gặp phải Thiết Thác Nghiêm như Bao Công thì phỏng chừng cho dù Tào Quân Nghĩa có bao che đến mấy cũng bị lộ tẩy. Dù sao, uy phong của Thiết Thác khiến người khác rất sợ hãi, Tào Quân Nghĩa khó mà có khả năng tránh được. Ừ, tối nay đi, vừa vạn sư đoàn chúng ta có một đội chuẩn bị xuống phía nam huấn luyện dã ngoại. Cậu trà trộn vào bên trong thì chắc là người của Hạ Hải Vĩ dù có là trời cũng không thể đón xe kiểm tra được. Tào Quân Nghĩa tâm tình cũng không thoải mái, gã hơi nhăn mặt. Chủ yếu là gã còn có chút lo lắng về Tề Thiên. Chỉ sợ thằng nhãi này thật sự về báo săn điều tra chứng cứ thì phiền toái lắm. Mặc dù là sư đoàn dã chiến số 1, cùng cấp bậc giống nhau trong báo săn, đều là cấp sư đoàn. Nhưng báo săn có đặc quyền. Đối với chuyện có liên quan đến an toàn quốc gia thì bọn họ có quyền điều tra những đơn vị đồng cấp khác mà không cần đến thượng cấp của sư đoàn dã chiến số 1, cũng chính là đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ của tập đoàn quân thứ 2 căn cứ Vịnh Lam Nguyệt cho phép. Đương nhiên, nếu phải điều tra thì phải có chỉ thị điều tra của cấp trên. Anh Tào, đường đường là sư trưởng. Doanh trại quân đội không giống như ở địa phương, bí mật quân sự so với những cái khác đều quan trọng hơn. Ngay cả mấy người ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh có năng lực gì chứ? Mã Chiếm Khôi đột nhiên củng cố thêm sự can đảm của Tào Quân Nghĩa khiến gã cảm thấy trong lòng khá thoải mái. Ừ, phỏng chừng là cái tên Lô Vĩ ở Cục Công an ở bên ngoài doanh trại có bố trí cơ sở ngầm. Tuy nhiên, mỗi ngày xe quân đội của chúng tôi vào ra rất nhiều, mấy cơ sở ngầm làm sao có thể kiểm soát hết được. Tào Quân Nghĩa nhấp ngụm trà, ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa. Anh Diệp, vì sao rút vậy? Tề Thiên không nén nổi liền hỏi. Chúng ta đạt được mục đích là được, không nhất thiết cứ phải rằng co mới được, ha ha. Diệp Phàm cười thoải mái. Chúng ta hình như vẫn chưa đạt được mục đích mà. Lô Vĩ cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, chuyện gì cũng chưa làm được thì sao lại nói là đạt được mục đích chứ? Ha ha, Tào Quân Nghĩa phỏng chừng là đứng ngồi không yên, nhất định ngày mai sẽ tống khứ Mã Chiếm Khôi khỏi doanh trại. Diệp Phàm cười nói. Ông anh à! Mặc dù là tống khứ khỏi doanh trại thì chúng ta cũng không thể điều tra. Hơn nữa mỗi ngày xe quân đội vào ra cũng không ít, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Sao có thể biết được Mã Chiếm Khôi trốn ở xe nào chứ? Tề Thiên hừ một tiếng rồi nói. Không vội đâu, Mã Chiếm Khôi không chạy được đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, liếc nhìn Tề Thiên một cái. Tôi chúng ta đóng giả quân sĩ bắt kẻ trộm nhé. Có ý gì vậy? Hạ Hải Vĩ cũng không kìm nổi. Ha ha, Tề Thiên không phải là trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 binh đoàn báo săn sao? Chúng ta mang theo vài người mặc quân trang vào rồi có muốn kiểm tra thì không thành vấn đề gì. Diệp Phàm cười nói. Quân trang của báo săn không giống như áo quần quân đội bình thường mà. Lô Vĩ lắc đầu. Cậu ngốc quá, cứ nói là báo săn hành động bí mật không được sao? Tề Thiên cũng không phải là giả mà. Diệp Phàm cười mắng. Hay, ha ha. Lô Vĩ sờ sờ đầu, cười với vẻ mặt ngây ngô. Anh à, chỉ sợ lục soát không được. Tuy nói em ở binh đoàn báo săn nhưng cũng không thể vô cớ điều tra được. Hơn nữa, chuyện này còn giống như giả mạo để điều tra vậy. Nếu để huyên náo quá mức thì phát hỏa, giúp cho Tào Quân Nghĩa báo cáo với Cố Thiên Kỳ, em khi đó không phải cứt cũng thành phân. Vẻ mặt Tề Thiên buồn bực. Thằng nhóc này, quan càng làm càng lớn. Nhưng lá gan thì thật ra càng ngày càng nhỏ. Không dám làm thật thì để tôi gọi cho cậu Trương Cường xem.
Diệp Phàm hừ một tiếng, nói. Ai bảo, Tào Quân Nghĩa chỉ là cháu em không phải là đồ ẻo là đâu. Tề Thiên lập tức khoe khoang. Trong sự che chắn của màn đêm, từ trong doanh trại của sư đoàn dã chiến số 1, một đoàn xe quân sự hơn 10 chiếc tiến ra hướng lên đường quốc lộ. Anh Diệp, rắn đã lộ diện, ngay ở bên trong chiếc xe giống như chiếc xe chỉ huy kia. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Trần Quân, con của Trần Khiếu Thiên. Tào Quân Nghĩa có ở nhà không hay ở trong xe chỉ huy? Diệp Phàm hỏi. Có, chẳng những có Tào Quân Nghĩa mà hình như còn có một thiếu tướng nữa cũng ngồi trong xe chỉ huy. Trần Quân báo cáo. Thiếu tướng ư, sao lại có thể như thế được? Triệu Côn đảm nhiệm chức sư trưởng sư đoàn dã chiến số 1 nhưng thật ra chỉ có một thiếu tướng như anh ta thôi. Hình như khi anh ta đi rồi thì trong sư đoàn dã chiến số 1 không có ai là thiếu tướng cả mà. Diệp Phàm nhanh chóng quay đầu sang hỏi Tề Thiên bên cạnh. Vâng, sư đoàn dã chiến số 1 không có biên chế thiếu tướng, sư trưởng và chính ủy đều có cấp bậc đại tá. Tề Thiên khẳng định chắc chắn, y đã sớm điều tra rõ ràng. Sao lạ vậy, thiếu tướng đó tên là gì, cậu có nghe nói không? Diệp Phàm hỏi Trần Quân. Yến Thành. Trần Quân nói. Yến Thành là ai? Diệp Phàm quay đầu hỏi Tề Thiên. Không rõ lắm. Tề Thiên lắc lắc đầu. Diệp Phàm đành phải lập tức gọi điện tới chỗ Trương Cường, bảo y lập tức kiểm chứng một chút. Mới từ quân khu Bắc Kinh điều về, đảm nhiệm chức thiếu tướng, phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 2 căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Nguyên bản chính là sư trưởng sư đoàn chủ lực thứ 2 quân khu Bắc Kinh, nghe nói người này là người nhà họ Yến ở Bắc Kinh. Trong chốc lát, Trương Cường gọi điện thoại trả lời. Nhà họ Yến ở Bắc Kinh ư? Diệp Phàm thầm nói một câu. Thật sự không hiểu được tí chút nào lai lịch của nhà họ Yến ở Bắc Kinh. Việc này em cũng không biết rõ thế nào cả. Anh Diệp nếu muốn hỏi thì có thể hỏi cô bé Mai Diệp Thu xem, nhà lão Mai bọn họ ở thủ đô cũng có chút lai lịch, cũng khá quen thuộc đối với giới quân sự. Hoặc là có thể hỏi Triệu Tứ người nhà họ Triệu cũng được, phỏng chừng cũng biết được một chút. Trương Cường nói, Diệp Thu, lai lịch của Yến Thành như thế nào? Diệp Phàm hỏi thẳng, Yến Thành. Có phải là Yến Thành ở tập đoàn quân thứ 2 ở Thủy Châu không? Mai Diệp Thu hỏi. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng. Người nhà họ Yến ở Bắc Kinh, người cầm lái chính là Phó Thủ tướng đương nhiệm Yến Vân. Nghe nói Yến Thành từ quân khu Bắc Kinh điều về, mục tiêu chính là vị trí của Cố Thiên Kỳ. Phỏng chừng Cố Thiên Kỳ không lâu nữa sẽ thăng chức thành Phó Tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Chức quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ 2 của quân khu lĩnh Nam thuộc về Yến Thành. Anh Diệp à, nhà họ Yến không hề đơn giản chút nào. Tuy nói rằng trước mắt Yến Vân chỉ là phó thủ tướng thứ nhất nhưng quyền lực của ông ta dưới chức phó thủ tướng cũng khá cao. Hơn nữa, nhà họ Yến và vị lãnh đạo Kiều Viễn Sơn nhà họ Kiều ở ban tổ chức trung ương có quan hệ khá thân thiết. Mai Diệp Thu là một cô gái khá thông minh, Diệp Phàm vừa hỏi thì phỏng chừng cô đoán được Diệp Phàm đang có suy tính gì đó với Yến Thành. Chỉ sợ Diệp Phàm không cẩn thận lại bị thiệt hại. Tuy nói rằng Diệp Phàm đã lăn lộn nhiều ở chốn quan trường trong chính phủ nhưng Kiều Viễn Sơn lại là trưởng ban tổ chức trung ương, lực sát thương đối với cán bộ chính phủ không thua gì bão cấp 17. Ừ, Diệp Phàm buông điện thoại, vẫn không sao hiểu được sao Yến Thành lại ngồi với Tào Quân Nghĩa trong xe chỉ huy. Có lẽ là sư đoàn dã chiến số 2 lần này đi dã ngoại huấn luyện dã chiến, mà Yến Thành rất có khả năng chính là vị chỉ huy của đợt huấn luyện dã ngoại lần này. Tào Quân Nghĩa thật là lợi hại. Không ngờ đưa một nhân vật lợi hại đến như vậy để giữ thể, tính toán thật chu toàn. Tề Thiên rụt cổ, có chút khó chịu. Hừ, Cố Thiên Kỳ có đến đây cũng không làm gì được. Diệp Phàm đột nhiên hừ một tiếng lạnh như băng. Bảo mọi người chuẩn bị thật tốt, hôm nay không thể nào không ngăn Mã Chiếm Khôi lại được. Báo cáo, phía trước có người chặn xe, không cho chúng ta đi tiếp. Tào Quân Nghĩa đang nói chuyện phiếm thoải mái với Yến Thành thì xe bất ngờ dừng lại. Một tên lính chạy bộ lên báo cáo. Chặn xe ư, ha ha, thật là nực cười, chúng ta là xe quân đội. Hơn nữa lại đi dã ngoại huấn luyện dã chiến, người nào ăn no không có chuyện gì lại đi chặn xe quân sự chơi vậy. Chẳng lẽ không biết hành động như thế này là muốn rơi đầu ư? Tào Quân Nghĩa hừ một tiếng, thật ra trong lòng gã đang lo lắng. Tuy nhiên gã lại liếc mắt nhìn Yến Thành một cái, suy nghĩ lại trở nên linh hoạt. Người dẫn đầu nói tên là Tề Thiên, anh ta nói là trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 sư đoàn báo săn.
anh ta nói là nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, đang lùng bắt một tên đặc vụ của địch. Quân lính báo cáo, bảo anh ta tới đây. Yến Thành nhíu mày, đột nhiên hừ một tiếng. Trong lòng gã tất nhiên là không thoải mái rồi. Tuy nói báo săn là xếp hàng đầu nhưng không thể quản được tập đoàn quân thứ hai. Hơn nữa, Yến Thành còn có chút tâm lý bài xích đối với báo săn nên cũng không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Tề Thiên và Diệp Phàm tới trước xe chỉ huy. Tề Thiên đầu tiên đứng chào theo nghi thức quân đội, dù sao thì Yến Thành cũng là thiếu tướng. Báo săn các anh thật đúng là hay kiếm chuyện, phải điều tra phần tử đặc vụ của địch tôi cũng không phản đối. Tuy nhiên, đây là đơn vị của sư đoàn dã chiến số 2, đang tiến hành đợt huấn luyện dã ngoại. Phần tử đặc vụ của địch có ngu dốt mấy cũng không dại gì chui đầu vô lưới. Hơn nữa lần này thiếu tướng Yến tự mình đưa quân đi, liệu có phải anh nghi ngờ năng lực cầm quân của thiếu tướng Yến không đây? Tào Quân Nghĩa nương vào thế của Yến Thành, không ngờ đẩy Tề Thiên vào chỗ mờ mịt. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp, không hề có ý bất kính với thiếu tướng Yến. Tề Thiên đứng nghiêm, tư thế rất nghiêm túc, thái độ cũng nhún nhường. Tuy nhiên, Tào Quân Nghĩa không hề cảm kích mà hừ một tiếng, nói. Mệnh lệnh thượng cấp ư, người nào là thượng cấp, tên người đó là gì? Ha ha, đoàn trưởng Tề, anh hẳn phải được lệnh chỉ thị của thượng cấp. Nếu phải điều tra thì xin đưa ra chỉ thị của thủ trưởng báo săn làm căn cứ xác minh. Yến Thành bên cạnh không ngờ mỉm cười, lời nói của gã khá khách khí. Tuy nhiên, ý này của gã cũng khá đanh đá chua ngoa. Việc này, thủ trưởng của chúng tôi chỉ có chỉ thị miệng thôi. Tề Thiên đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thấy hắn không tỏ vẻ gì đành phải kiên trì chống chọi. Tư thế đó chính là để phù hợp với lời nói dối. Chỉ thị miệng ư, thủ trưởng nào chỉ thị miệng? Ha ha, tôi không ngại tốn chút thời gian gọi điện thoại hỏi thăm vị thủ trưởng chỉ thị miệng của báo săn đâu. Yến Thành không chút khách khí, từng bước ép sát. Trong lòng gã cũng biết là phỏng chừng Tề Thiên đang nói sảng, liền bứt lên nói lung tung thôi. Chương 1054, lửa giận ngút trời của Yến tướng quân. Xin lỗi, đây là bí mật quân sự, tôi không thể lộ bí mật, dù ngài là Yến tướng quân cũng không được. Tề Thiên hơi giận, giọng nói cũng cao hơn một chút. Đúng không vậy, đồng chí Tề Thiên, tôi nghi ngờ anh không chấp hành mệnh lệnh cấp trên truyền đạt. Yến Thành liếc nhìn, kiên quyết ép xuống. Yến tướng quân, ông nói vậy là có ý gì? Tề Thiên tôi có gan trời hay sao, lẽ nào lại dám làm trái chỉ thị cấp trên? Cái này có thể phải lên tòa án quân sự đó. Tề Thiên kiên trì, giờ đã đâm lao phải theo lao, bất kể giá nào. Tòa án quân sự, vừa hay, cách vách báo săn các anh. Để tôi gọi điện hỏi một chút. Tào Quân Nghĩa nói xong thì gọi điện. Mẹ nó, gọi điện thoại cái quái gì, cái rắm. Một tiếng thình thịch vang lên. Bóng người thoáng qua, tên này hình như bị ai đá đụng vào bàn. Chuyện rối loạn này, chắc chắn là kiệt tác của Diệp Phàm. Thấy Tào Quân Nghĩa năm lần bảy lượt ỷ thế ép người, Diệp Phàm sớm đã tức giận rồi. Vì Mã Chiếm Khôi là hung nguyên hại chết cha Diệp Nhược Mộng, là một trong những hung thủ quan trọng nhất. Diệp Nhược Mộng, đó chính là vảy ngược của Diệp Phàm, rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận ai đụng vào coi như chắc chắn kẻ đó xui xẻo. Diệp Phàm thẳng thế tiến lên. Đấm chân lên đầu Tào Quân Nghĩa, hung hăng đè xuống, đầu Tào Quân Nghĩa kia dường như sắp dẹp mất rồi, thằng nhãi này đau đến nỗi nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, há mồm định nói nhưng căn bản Diệp Phàm không cho y cơ hội. Còn Tề Thiên, sớm đã tròn mắt, trong lòng sớm giơ ngón cái thầm nói, đại ca đúng là cường nhân, đường đường là một sư trưởng thực chức, nói đá là đá, nói dẫm là dẫm, khi nào ông đây mới có được phong cách như vậy. Xung quanh vài tiếng súng vang lên. Một số quan quân đổ ra cổng hét lớn. Dừng tay, to gan lớn mật, dám công kích Tào sư trưởng. Anh muốn làm gì? Yến Thành đứng lên, đập bàn hét lớn. Ông ta đương nhiên không sợ, vì Tề Thiên là hàng thật giá thật, chẳng có ai mà dám đi giả mạo bộ đội báo săn. Những người khác đi ra hết, Yến tướng quân ở lại, hai đại tá kia cũng ở lại, bằng không đầu Tào sư trưởng này sẽ thành quả dưa bể đó. Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng. Dùng thêm sức ở chân, Tào Quân Nghĩa đau đến nỗi hừ hừ mãi. Tề Thiên cũng bước lên trước, cầm súng chỉ vào đồ chơi phía dưới đúng quần Tào Quân Nghĩa, nói. Nếu không lui ra ông đây thiến y trước, đến lúc đó Tào sư trưởng là Tào công công đấy. Yến Thành nhìn một cái, hai đại tá ở lại, các quan quân binh lính khác đều rời khỏi xe chỉ huy.
Tề Thiên tiến lên một bước, đóng cửa xe lại. Nói, Mã Chiếm Khôi giấu ở đâu? Chân Diệp Phàm dùng thêm chút sức, Tào Quân Nghĩa nhăn mặt không hé răng. Không nói đúng không, Tề Thiên, bẻ ngón tay trước. Diệp Phàm hừ giọng nói, sắc mặt tối lại. Em đến đây. Tề Thiên cười bước lên giẫm nát đầu ngón tay tan, 10 ngón tay liền với tim, đau đớn đó, không phải người thường có thể chịu được. Nhưng, tan là sư trưởng sư đoàn giã chiến số 2, trong máu dù có phát hỏa rồi, nhưng vẫn không hé răng. Khóe miệng hai đại tá kia co giật vài cái không dám có hành động gì, bọn họ hiểu, trong tay giờ không có súng, muốn đấu võ với báo săn thì chẳng khác nào làm bao cát. Huống chi Tề Thiên còn là trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 báo săn, thân thủ đó, chắc chắn có thể đấu được với đại sư của Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa, còn đáng sợ hơn là thanh niên trẻ đang dẫm chân lên đầu Tào sư trưởng kia, nhìn qua mới khoảng 20 tuổi, trên mặt còn cười tủm tỉm, về bản chất, hình như còn ác hơn Tề Thiên nhiều, hơn nữa quá to gan lớn mật. Nhìn tư thế, Tề Thiên có vẻ phải nghe theo lời chỉ huy của hắn. Chẳng lẽ lại là lãnh đạo của Tề Thiên? Thủ trưởng thân phận cao hơn Tề Thiên trong báo săn, không phải là người hai phó sư trưởng sư đoàn giã chiến số 2 bình thường có thể chọc vào. Hay là đặc công bí mật của cục tình báo, loại người này, thủ đoạn phi thường, nếu thực sự chọc giận hắn mất mũ quan là chuyện nhỏ, chạm đến vấn đề an toàn quân sự quốc gia thì có thể còn phải rơi cả đầu. Hơn nữa, còn có thể bí mật xử bắn người trong nhà ngay cả xác cũng chẳng tìm thấy. Yến Thành bị chọc giận, trợn to mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Tề Thiên, giống như muốn cắn người. Quát! Buông Tào sư trưởng ra, bằng không, cho dù anh có là lãnh đạo báo săn, Yến Thành tôi cũng phải kháng án lên tòa án quân sự. Yến Thành căn bản không sợ thủ trưởng báo săn, dù là thủ trưởng số 1 của báo săn cũng chỉ là cấp sư trưởng, so với cấp bậc phó quân đoàn trưởng như y thì vẫn thấp hơn. Cái này, dĩ nhiên là do Yến Thành không hiểu được chỗ lợi hại đích thực của báo săn. Nên biết! Yến Thành muốn ngồi lên vị trí quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai của Vịnh Lam Nguyệt, cũng chính là vị trí của Cố Thiên Kỳ kia, sau hậu trường thủ trưởng cũng phải trưng cầu ý kiến của báo săn, đại soái tổ thứ 8 tổ đặc nhiệm A gật đầu mới được. Vì, quân đoàn hai đại khu lĩnh Nam, đóng quân ở Vịnh Lam Nguyệt, kỳ thực là phối hợp với báo săn, nói trắng ra là, quân đà ẩn thứ hai chính là đội dự bị chạy việc vặt cho tổ nòng cốt thứ 8. Có chuyện gì khẩn cấp yêu cầu bọn họ phối hợp thì quân đoàn 2 mới xuất động. Nhưng, loại cơ hội này tỷ lệ xuất hiện bằng không. Nên, bối cảnh sau lưng báo săn đích thực rất đáng sợ. Nếu không, trước kia thiếu tướng quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ gặp đại tá Thiết Chiêm Hùng sao cũng phải hơi nhượng bộ. Đó là vì Cố Thiên Kỳ hiểu rõ sứ mệnh của mình. Trong hình huống khẩn cấp, đại soái tổ nòng cốt thứ 8 có quyền chỉ huy quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 2. Câm miệng ngay cho ông đây, còn giống lên thì cẩn thận cái ánh trăng trên vai ông đấy. Diệp Phàm hét lên với Yến Thành, vô cùng ngang ngược. Đương nhiên, đã làm hai đại tá hoàn toàn bị chấn rất trong mắt. Chính Tề Thiên trong lòng cũng thầm chửi thề. Yến Thành tướng quân dáng người tương đối cao lớn, môi run rẩy, giận đến nỗi suýt chút nữa nói không ra tiếng, chỉ vào Diệp Phàm nói. Được, được, tên nhóc mày, mày là bộ đội ở đâu, xưng tên ra đi, ngay cả ánh trăng cũng dám nói ra à. Ánh trăng dĩ nhiên là chỉ thiếu tướng Lãm Chi Liễu cấp trên của Yến Thành. Diệp Phàm, cục xây dựng địa khu Đức Bình. Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn Yến Thành, rồi nói với Tề Thiên. Còn chưa động thủ. Vâng, động thủ ngay đây. Tề Thiên nói, hung hăng đưa chân giẫm nát ngón tay của Tào Quân Nghĩa, tiếng răng rắc nhỏ phát ra. Nhưng, Tào Quân Nghĩa thực sự cứng đầu, không chịu nói. Thằng nhãi này đã quyết tâm rồi. Hoàn toàn trong tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Nói ra chắc chắn xong đời, không nói chắc chắn không việc gì, chỉ cần qua được, chắc chắn Tào gia đã nghe được tin tức. Gọi Lô Vĩ vào. Diệp Phàm hừ giọng nói, một lúc sau Lô Vĩ bước vào. Lục soát đi, xe chỉ huy to vậy, có thể để người ta trốn không? Diệp Phàm vì ánh mắt của Trần Quân, đã biết Mã Chiếm Khôi chắc chắn được giấu trong xe, nên mới chắc chắn như thế. Lô Vĩ là cao thủ trong việc soát người, tuy nói xe chỉ huy rất to, cuối cùng cũng đã tìm được Mã Chiếm Khôi dưới gầm giường ngủ của Tào Quân Nghĩa. Mặt Tào Quân Nghĩa lập tức trắng bệch. Yến tướng quân, đây là Tào sư trưởng đang chứa chấp tội phạm giết người Mã Chiếm Khôi do Cục Công an địa khu đang bắt giữ. Nghe nói trước khi Mã Chiếm Khôi chuyển nghề là cấp đũa của Tào Quân Nghĩa, quan hệ hai người tốt lắm. Cùng Mã Chiếm Khôi.
Diệp Phàm bình tĩnh đem chuyện Lâm Trường Cảnh Dương kể cho Yến Thành nghe. Mặt Yến Thành, tự nhiên trương lên như màu gan lợn. Yến tướng quân, chúng tôi dẫn người đi, ông đồng ý không? Diệp Phàm hỏi. Cái rắm, tôi là người của quân đội, cục công an thành phố Mạc Hương còn quản không được ông đây. Tào Quân Nghĩa hổn hển. Nếu thực sự để Diệp Phàm đưa về cục công an, ắt hẳn mình xong đời. Nếu để quân vụ đến xử trí, Tào gia còn có không gian hoạt động. Hoàn toàn có thể dàn dựng một chút, chẳng hạn lấy cớ không biết gì làm lấy lệ cho qua. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Tào Quân Nghĩa là sư trưởng sư đoàn dã chiến số 1, muốn hỏi gì thì phải do đồng chí phòng quân vụ quân đoàn thứ 2 hỏi. Chỗ các anh, không có quyền đưa anh ta đi. Yến Thành nhíu mày, dù nói vô cùng tức giận vì những chuyện Tào Quân Nghĩa đã làm, nhưng vẫn phải tranh giành lại thể diện. Yến tướng quân, Tào Quân Nghĩa có liên quan đến việc chứa chấp tội phạm giết người, hơn nữa, Mã Chiếm Khôi còn trộm cây tùng đỏ dại của quốc gia đem ra nước ngoài, lại còn giết người. Đã tạo nên nguy hại đối với quốc gia, Tào Quân Nghĩa một khi đã bảo vệ anh ta như vậy, đã biết Mã Chiếm Khôi phạm tội mà còn lợi dụng xe chỉ huy quân đội lén đưa anh ta ra ngoài, chứng tỏ hai người sớm đã cấu kết với nhau. Tôi rất nghi ngờ động cơ của Tào Quân Nghĩa. Chuyện này, bộ đội báo săn chúng tôi có quyền hỏi. Hôm nay, tôi đại diện bộ đội báo săn, chính thức đề xuất quân đoàn 2 đồng ý cho giải Tào Quân Nghĩa đi. Nếu Yến tướng quân nhất định không đồng ý, Tề Thiên tôi đây sẽ xin chỉ thị của Phó Sư trưởng Mã, lãnh đạo tối cao của báo săn, để ông ấy cùng quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ can thiệp. Tề Thiên ưỡn ngực, đưa báo săn ra. Lý do cậu ta nói ra có chút gượng ép. Nhưng, trong đầu Yến Thành đang suy nghĩ. Một lát sau, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu anh đã đại diện bộ đội báo săn hỏi đến việc này, Yến Thành tôi chẳng có gì để ngăn cản. Nhưng, tôi yêu cầu anh đem thủ tục dẫn người chính thức. Bằng không, khi quân đoàn trưởng Cố hỏi tôi chẳng biết giải thích thế nào. Dù sao, đồng chí Tào Quân Nghĩa cũng chỉ mới bị nghi, chưa định án. Tôi sẽ xin chỉ thị của Phó Sư trưởng Trương Cường. Tề Thiên thấy Diệp Phàm liếc mắt nhìn, lập tức nói. Nếu xin chỉ thị Mã Thượng Chí thằng nhãi này nhất định sẽ gây khó dễ, có lẽ còn trách mình bắt chó đi cầy, xen vào chuyện người khác. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến một vị sư trưởng Tào Quân Nghĩa, hơn nữa, Tào Quân Nghĩa là người Tào gia Bắc Kinh, điểm này mọi người đều biết. Mã Thượng Chí chắc chắn không muốn vì một chuyện nhỏ bé ở địa phương rắm đó mà đắc tội với đại gia tộc Tào gia Bắc Kinh. Cho nên, chỉ bằng xin chỉ thị của Trương Cường, tuy phân lượng nhẹ một chút, nhưng phù hợp trình tự thủ tục công việc của báo săn. Tề Thiên đem chuyện này kể lại rõ ràng, Trương Cường chẳng nói câu nào, lập tức đồng ý, hơn nữa, còn truyền đạt tin tức cho Yến Thành qua điện thoại, Yến Thành không phản đối nữa, trơ mắt nhìn Tào Quân Nghĩa và Mã Chiếm Khôi bị Tề Thiên, Lô Vĩ áp giải đi. Cửa xe chỉ huy đóng thịch một cái. Bên trong còn lại một mình Yến Thành. Quân đoàn trưởng Cố, báo săn kiêu ngạo tôi không nói, Tào Quân Nghĩa đúng là đã làm sai. Nhưng, vị cục trưởng cục xây dựng địa khu Đức Bình tên Diệp Phàm có lý do gì mà lại phối hợp cục công an thành phố Mạc Hương tới bắt người, hơn nữa còn đả thương Tào sư trưởng. Cái này quả là coi quân đoàn thứ hai chúng ta như đất cát rồi, hơn nữa, còn kêu gào đòi hái sao kim tướng quân trên vai tôi nữa. Tên nhãi này ngay cả cảm lãm chi cũng dám gọi ra, còn gọi là Nguyệt Nga nữa. Ai cho hắn ta có quyền phỉ bang tôi? Tôi xin đồng chí phòng quân vụ quân đoàn thứ hai đến Đức Bình can thiệp một chút, bảo bí thư, chủ tịch địa khu Đức Bình nhắc nhở. Ngông cuồng quá rồi. Yến Thành thực sự có chút không phục, đem chuyện này nói lại. Dĩ nhiên, đề xuất nhắc nhở là nói nhẹ đi, kỳ thực vấn đề tương đối lớn. Trong lời nói có ý cáo trạng rồi. Chương 1055, trên tỉnh có người nhúng tay vào. Ừ, tôi biết rồi. Cố Thiên Kỳ trong lòng chấn động, ngừng lại hồi lâu, thở dài. Tôi thấy được rồi, đồng chí Diệp Phàm có chút quá đáng. Nhưng Tào Quân Nghĩa đúng là đáng chết, một tên khốn kiếp, giấu tội phạm giết người trong xe chỉ huy, mất hết thể diện của quân đoàn thứ hai chúng ta. Nếu có ông đây ở đó, bắn chết hắn tại chỗ là còn nhẹ đó. Được rồi, thế thì được rồi. Quân đoàn trưởng Cố, chuyện này sao có thể được rồi, quân đoàn thứ hai chúng ta lẽ nào có thể nuốt giận tên nhãi này. Nếu quân đoàn trưởng Cố không can thiệp, thế thì Yến Thành tôi sẽ đích thân phái người đến Đức Bình can thiệp. Yến Thành ỷ vào Phó Thủ tướng Yến Vân đứng sau chống lưng, cho nên, cũng chẳng sợ quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ này. Rất có tư thế bức cung,
kỳ thực đã có khẩu khí hỏi tội Diệp Phàm rồi. Can thiệp, được, chuyện đi nước mình can thiệp tôi không quản nữa, tự anh sắp xếp đi. Nhưng, tôi phải nhắc nhở anh một chút, đừng có tự đốt mình. Đến lúc đó, Cố Thiên Kỳ cũng hơi giận, giọng điệu tương đối không khách khí. Thầm nghĩ, anh quả là đi tìm cái chết. Diệp Phàm, phó soái tổ nòng cốt thứ 8, nghe chú Cố Toàn nói là thượng trướng trấn Đông Hải cố ý, tổ nòng cốt thứ 8 hiện nay chưa có chính soái, các hẳn vị trí chính soái này là để lại cho Diệp Phàm. Đừng nói Yến Thành Anh, ngay cả ông đây cũng chẳng dám chọc vào sát tinh này. Triệu Bảo Cương là ai chứ, đường đường là phó chủ tịch quân ủy, ngay cả cái khuôn mặt già nua ấy còn có thiện ý với Diệp Phàm. Người ta đồn là tương lai Diệp Phàm sau này rất có tiền đồ. Người này, tự đốt mình, lời này là có ý gì? Hình như Cố Thiên Kỳ có ám chỉ điều gì đó, lẽ nào lai lịch của Diệp Phàm rất lớn? Từ tư thế vừa rồi, một cục trưởng nhỏ mà dám cản rỡ như vậy, không phải là con cháu cách mạng đời thứ ba chứ? Vừa gác máy Yến Thành liền suy nghĩ, miệng thì thầm. Vì anh ta chẳng hề ngốc, bằng không, sao có thể được đeo quân hàm tướng quân chứ? Ngẫm nghĩ một chút, bèn gọi điện đến chỗ thủ trưởng tối cao hiện nay của báo săn, phó sư trưởng Mã Thượng Chí. Nói, lão Mã, cục xây dựng Đức Bình có một cục trưởng tên Diệp Phàm, anh có thể tra giúp tôi, rốt cuộc lai lịch người này như thế nào? Lai lịch cái gì, là con nghé con đang tranh đoạt ấn soái với ông đây này. Mã Thượng Chí trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nói. Được, tôi tra giúp anh. Thầm nhủ, Yến Thành có phó thủ tướng Yến Vân làm chỗ dựa. Yến gia ở Bắc Kinh Cung là một đại gia, vừa hay có thể làm được chút chuyện gì đó. Trong chốc lát, Mã Thượng Chí đã gọi đến, nói. Diệp Phàm, xuất thân từ huyện Cổ Xuyên, thành phố Mặc Hương, gia đình cán bộ bình thường. Dĩ nhiên, Mã Thượng Chí tương đối thâm độc, chỉ cung cấp cho Yến Thành lai tịch bên ngoài của Diệp Phàm. Còn các mối quan hệ phức tạp của Diệp Phàm, cùng với thân phận phó soái thì chẳng hề lộ ra. Yến Thành vừa nghe, thở nhẹ. Mã Thượng Chí bên kia dĩ nhiên đang mỉm cười. Thằng nhãi này cũng tương đối thủ đoạn, chỉ lộ ra chút quan hệ của Diệp Phàm với Tề Chấn Đào. Tạo cho Yến Thành ảo giác, là Diệp Phàm đang ỷ vào mối quan hệ với Tề Chấn Đào, chứ bản thân chẳng có lai lịch gì. Đối với ấn soái tổ nòng cốt thứ 8 Thiết Chiêm Hùng lưu lại, Mã Thượng Chí đã mong ngóng từ lâu, Diệp Phàm kỳ thực sớm là cái đinh trong mắt ông ta. Sau khi đến thành phố Mặc Hương, Diệp Phàm đưa tất cả mọi người vào Cục An ninh Quốc gia. Chủ yếu là suy xét ở địa bàn thành phố Mặc Hương, quan chức phạm tội có năng lực không nhỏ. Nếu để thẩm tra xử lý án ở Cục Công an, rất có khả năng xảy ra chuyện kỳ lạ. Dù sao, Cục Công an thành phố Mặc Hương hiện tại không phải Lô Vĩ chủ trì, người crew chỉ chân chính là Cục trưởng Chu Thiên Hoa, Lô Vĩ cũng chỉ là Phó Cục trưởng Thường trực. Vụ án như thế này tốt nhất là thẩm tra xử lý ở nơi khác. Cục An ninh Quốc gia là cửa đặc biệt, dù nói những người ở thành phố Mặc Hương quyền lực có lớn đến đâu, muốn đánh vào Cục An ninh Quốc gia cũng tương đối khó. Mà Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia thành phố Mặc Hương là Phạm Hoành Cương, em vợ của Vu Kiến Thần. Vị trí Cục trưởng của anh ta cũng là do Diệp Phàm nói một câu với Thiết Chiêm Hùng mới kiếm về được. Huống chi, Diệp Phàm còn là phó soái tổ nòng cốt thứ 8, kể ra Cục trưởng Phạm Hoành Cương này vẫn là thuộc cấp trực tiếp của hắn. Cho nên Phạm Hoành Cương toàn lực phối hợp với Diệp Phàm, tội phạm đều được đặc vụ thẩm tra xử lý. Bên trong mật thất rộng tương đối thoải mái, Cục An ninh Quốc gia đưa Diệp Phàm vào có toàn bộ đám người Diệp Phàm, Lô Vĩ, Tề Thiên, Hạ Hải Vĩ, vì phải thẩm vấn Mã Chiếm Khôi, một tên vô cùng cứng đầu. Mã Chiếm Khôi, hãy kể lại chi tiết các người trộm cây tùng đỏ quốc gia ở lâm trường Cảnh Dương và chuyện sát hại Diệp Thủy Căn. Diệp Phàm đột nhiên nói, đương nhiên là sử dụng thuật hóa âm. Mã Chiếm Khôi vẻ mặt ngây ngốc, nói. Đúng, nhưng... Trong nháy mắt tên nhãi này đã khôi phục tinh thần, lập tức cãi lại. Cái rắm, các người ngậm máu phun người. Mã Chiếm Khôi tôi là cán bộ đảng, là quân nhân máu sắt được huấn luyện từ quân đội ra, làm sao có thể làm những nguyện hạ lưu này chứ? Còn chuyện sát hại Diệp Thủy Căn chỉ là hư ảo thôi, các người để rõ, Diệp Thủy Căn đi tuần núi vô tình ngã xuống từ đỉnh Lang Khải mà. Lúc đó Mã Chiếm Khôi tôi còn đang họp ở lâm trường, nghe tin tức này bèn chạy đến hiện trường cứu người, nhưng, đáng tiếc, thương tích Diệp Thủy Căn quá nặng đã chết rồi. Lúc đó tất cả các cán bộ lâm trường Cảnh Dương có mặt ở đó đều thấy rõ. Chúng tôi cũng lập tức cứu giúp, chúng tôi chẳng có sai lầm nào cả.
Mã Chiếm Khôi đanh đá chua ngoa, chết cũng không chịu nhận. Cái này cũng có nguyên do, y biết rõ nếu nhận thì sẽ phạm tử tội, chẳng ai chịu đi tìm cái chết cả. Hừ, xem ra miệng của mày dùng sắt tưới lên rồi, để ông đây và miệng nào. Diệp Phàm lạnh giọng nói, hơi tức giận. Tề Thiên nghe thấy, chạy lên phía trước chát, chát, chát. Mấy cái tát liên tiếp, mặt Mã Chiếm Khôi lập tức sưng máu sắp thành đầu heo. Hơn nữa, một cái răng cũng bay ra khỏi miệng y. Nói mau, tránh đau đớn xác thịt. Diệp Phàm hừ lạnh. Các người dùng cực hình, Mã Chiếm Khôi tôi muốn tố cáo. Miệng Mã Chiếm Khôi còn cứng hơn tảng đá, miệng phun máu, trợn mắt liếc Diệp Phàm. Vậy sao, đồng chí Lão Mã, có biết đây là đâu không? Lúc này, đồng chí Lô Vĩ đứng bên cười nói. Ở đâu, cục công an ông đây sợ à? Cục công an cũng phải chú trọng đến nề nếp phá án. Mã Chiếm Khôi dũng cảm, giọng cao hơn. Ha ha, đồng chí Mã Chiếm Khôi, đây không phải cục công an. Có nghe nói cục an ninh quốc gia chưa? Đây chính là cục an ninh quốc gia thành phố Mặc Hương. Chắc anh cũng nghe nói rồi, muốn vào thì dễ muốn ra thì ha ha ha. Hạ Hải Vĩ đứng bên hắn giọng cười nói, khinh miệt liếc nhìn Mã Chiếm Khôi. Thằng nhãi này trong lòng run lên, ngoài mặt có vẻ hoảng sợ, xoay người hét lên. Không thể nào, muốn chơi trò tâm lý với tao à, các người đừng dọa. Cục an ninh quốc gia, người ta quản lý toàn cục an toàn quốc gia, sao có thể? Hơn nữa, lòng Mã Chiếm Khôi tao có trời chứng giám, có gì phải sợ? Ha ha, rất không may, đồng chí Mã Chiếm Khôi, nói thật cho anh, đây đúng là cục an ninh quốc gia thành phố Mặc Hương. Tôi là Phạm Hoành Cương. Có lẽ anh chưa từng nghe nói. Nhưng, tôi chính là người chủ trì Cục An ninh Quốc gia. Phạm Hoành Cương vừa nói một câu, khóe miệng Mã Chiếm Khôi không khỏi co giật, thần bí và hung danh Cục An ninh Quốc gia trước đây ở quân đội y cũng có từng nghe nói. Vào nơi này, dù chẳng có chuyện gì nhưng muốn làm cho ra tội khá dễ dàng. Chẳng hạn cứ gán lên đầu anh tội tình báo quốc gia gì đó. Cho dù là chuyện giả dối, nhưng lại có thể đứng ra kêu oan cho anh. Các quan viên vừa nghe nói chuyện an toàn quốc gia, phần lớn đều lập tức ngậm miệng, sợ tự rước họa vào thân. Thấy phòng tuyến tâm lý thứ nhất của Mã Chiếm Khôi đã thả lỏng, Lô Vĩ lập tức thi triển công phu mồm mép của phòng điều tra Bộ Công an, cùng với Hạ Hải Vĩ, thay nhau triển khai thẩm vấn Mã Chiếm Khôi không chút gián đoạn. Đúng lúc này, yêu côn Phạm Cương mới nhậm chức ở Sở An ninh Quốc gia đến bên tai Diệp Phàm nói vài câu. Đại ca, vừa rồi Phó Chủ tịch thành phố Trương cung khai. Nói gì? Hai người đi ra ngoài, Diệp Phàm hỏi. Nói là ông ta cùng với một phó chủ tịch thành phố khác cùng nhau lén trộm cây tùng đỏ dại quốc gia. Còn nói ra những chuyện khác, nói giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng có nhân tình bên ngoài là Phương Lan Hinh, kỳ thực người phụ nữ này sớm đã thông đồng với Mã Chiếm Khôi. Hơn nữa hai người còn sinh một đứa con, tên Mã Băng. Gửi nuôi chỗ chú thím của Mã Chiếm Khôi. Phạm Cương nói. Hai. Diệp Phàm thở dài, không thể ngờ được chuyện này còn liên quan đến Phương Lan Hinh, dù sao cô em Phương Nghê Muội với mình cũng từng có giao tình. Tấm thân trinh nữ của Phương Nghê Muội cũng bị mình phá ba lượt. Phương Lan Hinh có tham gia chuyện sát hại Diệp Thủy Căn không? Diệp Phàm hỏi. Cái này không có, sau khi Mã Chiếm Khôi câu kết với Phương Lan Hinh, mục đích chủ yếu là để sắp đặt tai mắt bên cạnh Trịnh Khinh Vượng. Yểm trợ cho chuyện xấu của mình, theo Trương Chỉ nói. Tình cảm của Phương Lan Hinh và Mã Chiếm Khôi tương đối tốt. Phần lớn số tiền phi pháp Mã Chiếm Khôi kiếm được đều cho Phương Lan Hinh, ắt hẳn là cả nhà Phương Lan Hinh, Mã Băng và Mã Chiếm Khôi chuẩn bị di dân. Mã Chiếm Khôi sớm đã nghĩ đường lui, nhưng, số tiền lớn mấy triệu không thể nào tra được giấu ở đâu. Đồng chí sở tỉnh đề nghị bắt Phương Lan Hinh, tránh để cô ta chạy trốn. Phạm Cương nói, để xem đã, cứ ổn định họ trước. Diệp Phàm nói, gọi đám Lô Vĩ ra, kể lại chuyện Phương Lan Hinh. Đại ca, không tấn công được Mã Chiếm Khôi, chỉ bằng ta đem Mã Băng ra. Lô Vĩ đưa ra chủ ý, muốn dùng Mã Băng để công phá phòng tuyến tâm lý của Mã Chiếm Khôi. Làm đi. Diệp Phàm hạ quyết tâm cho Diệp Nhược Mộng một lời giải thích, tạm thời không quan tâm đến cảm nhận của Phương Nghê Muội. Sau khi Mã Băng xuất hiện, phòng tuyến tâm lý của Mã Chiếm Khôi hoàn toàn vỡ tan. Diệp Phàm lấy điều kiện đảm bảo an toàn cho Phương Lan Hinh, Mã Chiếm Khôi mới chịu nhận. Kỳ thực, không cần Mã Chiếm Khôi đưa điều kiện,
Diệp Phàm cũng cố gắng giữ mạng cho Phương Lan Hinh. Phương Lan Hinh không quá ác, chỉ là một phụ nữ đáng thương. Tận đáy lòng mà nói, Diệp Phàm còn hơi áy náy đối với Phương Nghiêm muội, cái này, coi như là bồi thường đi. Nhưng, sáng hôm sau này sinh chuyện không ngờ. Một đêm không ngủ, Diệp Phàm vừa mới chợp mắt nửa tiếng thì bị Lô Vĩ đánh thức. Đại ca, có phiền phức. Chuyện gì? Diệp Phàm day day đôi mắt sưng húp hỏi. Tên Tiếu Duệ Phong nhúng tay vào, tối qua, chúng ta đưa Mã Băng đi, không biết sao lại lộ ra, sáng nay, Phương Lan Hinh đã bị Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Tiếu cho người bắt đi. Lô Vĩ hơi tức giận. Chương 1056, Thủy có thể khắc cương. Người hái đào chỗ nào cũng có. Trinh sát phá án giờ tí không thấy bóng dáng Tiếu Duệ Phong đâu, khi vụ án thẩm tra cũng gần xong rồi thì y nhảy ra ngoài. Xem ra, người anh vu điều từ sở tỉnh xuống cũng không đáng tin. Diệp Phàm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cái này là bình thường, lòng người khó đoán. Tiếu Duệ Phong làm phó giám đốc sở từ xưa đến nay, trong sở công an tỉnh chắc chắn có uy quyền nhất định. Nghe nói gần đây bí thư đảng ủy công an thành phố Thủy Châu Lý Sương Hải sẽ trở lại đảm nhiệm phó giám đốc thường vụ sở tỉnh, đây là vị trí Tiếu Duệ Phong trông ngóng lâu nay. Y đương nhiên là không muốn bỏ cơ hội này. Nhúng tay vào vụ án chúng ta, huống như tên vô lại đến hái đào, đơn giản là muốn được chia chút canh trong đó, vì bản thân cũng muốn thêm chút pháp mã để tranh thủ vị trí phó giám đốc thường vụ sở tỉnh. Lô Vĩ giận dữ nói. Nên biết lần này đại án Lâm Trường Cảnh Dương là một chiến tích khó lường, cái này Diệp Phàm đã hứa dành cho Lô Vĩ, ngay cả Vu Kiến Thần Diệp Phàm cũng không cho anh ta nhúng tay quá nhiều. Ngay cả Hạ Hải Vĩ ủy ban kỷ luật tỉnh hiện nay cũng phối hợp với Lô Vĩ phá án. Cho nên, vụ án này nhân vật chính là Lô Vĩ. Mục đích là tranh thủ vị trí cục trưởng công an tỉnh thành Thủy Châu Lý Sương Hải bỏ trống sau khi rời đi kia. Đoàn Hải Thiên chủ trì công tác tỉnh thành Thủy Châu. Chỉ cần Lô Vĩ thông qua cô mình trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu khai thông mối quan hệ với giám đốc sở Mã Quốc Chính. Còn Đoàn Hải Thiên sẽ do Diệp Phàm thuyết phục, ắt hẳn chuyện ngồi lên ngai vàng trưởng cục công an Thủy Châu của Lô Vĩ đã sắp đến. Đối với chuyện này, Diệp Phàm nắm chắc 8 phần. Không thể ngờ tự nhiên lại bị đâm ngang, Tiếu Duệ Phong muốn tranh thủ vị trí phó giám đốc thường vụ sở tỉnh nên đã nhúng tay vào vụ án Lâm Trường Cảnh Dương. Hiện Phương Lan Hinh đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Viện phó viện kiểm sát thành phố Trịnh Minh Phi là bạn học cũ của Tiếu Duệ Phong, nên đã cho y mượn địa bàn thẩm tra xử lý vụ án. Lô Vĩ nhíu mày nói. Chọn địa bàn hay lắm, viện kiểm sát thành phố, lẽ nào chúng ta không đánh vào được? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Muốn gỡ cửa Trịnh Minh Phi cũng dễ thôi, cha của Hoa Tiêu Diêu Hoa Bạch Thạch là viện trưởng viện kiểm sát. Chỉ cần ông ta chịu ra mặt nói một câu. Chắc hẳn Trịnh Minh Phi sẽ không to gan chống lại ông ấy. Nên biết, hệ thống quản lý của Viện Kiểm sát rất thẳng, cấp trên còn có quyền uy hơn so với lãnh đạo địa phương. Không giống chúng ta, cấp trên và địa phương cùng nhau ép xuống, làm khó. Vấn đề mấu chốt hiện nay là dù có được Tiếu Duệ Phong ra khỏi Viện Kiểm sát thành phố, chúng ta cũng không làm gì được y, cũng chẳng thể nào ra mặt cướp người. Huống chi Tiếu Duệ Phong phó giám đốc sở phân công quản lý hình sự ở sở tỉnh. Phân lượng ở sở tỉnh cũng không nhỏ. Vẻ mặt Lô Vĩ ngưng trọng, phân tích. Mặc kệ, chuyện bên này làm xong trước, nhưng, chuyện liên quan đến Phương Lan Hinh phải tận lực yểm hộ. Còn có Mã Băng, phải bảo vệ kỹ, đừng để Tiếu Duệ Phong hạ thủ. Dĩ nhiên, nếu không được thì đành bỏ qua Phương Lan Hinh. Diệp Phàm nói. Dưới thẩm tra xử lý liên tục không gián đoạn, vụ án Lâm Trường Cảnh Dương trên cơ bản đã được vạch trần. Kết quả tình tiết vụ án không khác những gì Lô Vĩ dự đoán là bao, Phó Chủ tịch thành phố Trương Trì là lãnh đạo chính, trong đám người đó có bao gồm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp địa khu Lưu và hai cán bộ cấp Phó Giám đốc Sở, ba cái cán bộ cấp trưởng phòng, phó phòng cũng có 6 người. Còn bên Lâm Trường Cảnh Dương thì Mã Chiếm Khôi chấp hành lãnh đạo, bao gồm công việc Giám đốc công ty đồ gỗ Lâm Trường Trần Nhị Thuận, cùng với đám người Vi Hổ phân Cục Lâm Trường cũng xa lưới. Ngay cả Hải quan Thủy Châu cũng có một phó phòng dính vào. Bằng không, tấm màn đen của nhà máy đồ gỗ Lâm Trường không dễ dàng xuất quan như vậy. Sự tình căn bản sau khi báo cáo lên, Ủy ban kỷ luật tỉnh cùng với Viện Kiểm sát tỉnh hợp thành một tổ điều tra tiến vào chiếm giữ thành phố Mạc Hương. Trưa ngày thứ ba, điện thoại Diệp Phàm vang lên, bên trong là giọng của Phương Nghiêm Muội. Anh Phàm, nhờ anh giúp một chuyện. Giúp chuyện gì?
Diệp Phàm biết rõ nhưng cố ý hỏi dĩ nhiên là đang giả ngu. Phương Nghê muội chắc chắn tìm đến cửa vì chuyện của Phương Lan Hinh chị cô, cũng chẳng biết Phương Nghê muội nghe tin từ đâu, biết được trong chuyện này cũng có phần của mình. Em, chị của em bị Viện Kiểm sát thành phố bắt, nghe nói chuyện này trưởng phòng Lô Công an thành phố Thủy Châu phụ trách, trưởng phòng Lô trước kia là trưởng phòng công an huyện chúng ta, từng đến Lâm Trường Cảnh Dương, hình như còn gọi anh là đại ca, có lẽ quan hệ giữa các anh không tệ. Phương Nghê muội khóc lóc cầu xin. Diệp Phàm trong lòng chua xót, tương đối khổ sở, trầm mặc một hồi, nói: "Em đang ở đâu?" "Nhà khách Mạc Hương, phòng 508, em chờ anh." Phương Nghê muội nói. Lúc sau, Diệp Phàm vào phòng 508. Phương Nghê muội toàn thân mặc áo ngủ hồng phấn, ba chiếc nút trên áo ngủ đều không cài. Bộ ngực trắng nõn lộ cả ra ngoài, tóc mây hơi rối lòa xòa trước trán, phần thân dưới đong đưa, khuôn ngực như ẩn như hiện. "Nghê muội!" Diệp Phàm chợt bạo phát, ôm lấy Phương Nghê muội, quăng cô lên giường, toàn thân ép lên trên. Sau khi Phương Nghê muội kết hôn, Diệp Phàm chưa từng thân mật với cô. Nói như lời của Phương Nghê muội thì thân cô đã ộ uế, không muốn để Diệp Phàm dùng nữa. "Đừng, đừng, anh Diệp, thân em bẩn lắm, không thể." Phương Nghê muội vẫn hồn nhiên như vậy, xoay người muốn tránh đi, nói: "Tạ Đoan đã đụng qua rồi." "Nghê muội, trên đời này em là người sạch sẽ nhất." Diệp Phàm hừ giọng, tay không chậm chút nào. Xoẹt một cái, áo ngủ hoàn toàn rời khỏi tấm thân, tay của tên này lại lần mò, đưa xuống quần lót của Phương Nghê muội, chiếc quần lót chạm rỗng màu hồng phấn lộ ra làm người lóa mắt người, đám cây cỏ cũng chẳng chịu cô đơn, lén nhô đầu ra thông qua những lỗ nhỏ trên quần lót chạm rỗng. Trên người Phương Nghê muội phát ra mùi hương tinh khiết, Diệp Phàm cảm thấy khá thoải mái. Mặt dán vào rốn, mũi ngửi hương thơm tuyệt vời của cơ thể, giống như chìm trong mây mù vậy. Ban đầu, cô nàng vẫn xoay người né tránh, nhưng sau thấy thái độ kiên quyết của Diệp Phàm, chẳng hề chê cô, thì cũng không tránh nữa, mà còn phối hợp với Diệp Phàm cởi khỏi bộ đồ ngủ. Phương Nghê muội đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Diệp Phàm. "Anh Diệp, hôm nay em sẽ hầu hạ anh một lần. Vừa nãy em đã tắm rất kỹ, chắc là cũng được coi như sạch sẽ." Diệp Phàm nhẹ nhàng tiến vào không gian mềm mại, ấm áp, cảm giác tương đối chặt, các nếp nhăn co giãn bó chặt Diệp Phàm nhỏ, tầng tầng lớp lớp ngăn cản. "Nghê muội, chỗ này của em rất chặt, có phải rất hít cùng với Tạ Đoan?" Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. "Không phải em đã sinh con rồi sao?" "Vẫn chưa sinh, sang năm em chuẩn bị phải có con rồi. Còn Tạ Đoan, một tháng em chỉ cho anh ta 4 lần. Phương Nghê muội nhỏ giọng. Hai người dính chặt vào nhau, sóng mông quay cuồng, đỉnh sóng run rẩy. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc nhỏ của Phương Nghê muội, đây không phải là khóc, mà là sự kích thích. "Thật lâu sau, anh Phàm, anh thật dũng mãnh." Phương Nghê muội vô cùng thỏa mãn, mặt đỏ thở dài. Đứng dậy giúp Diệp Phàm thu dọn, nhưng Diệp Phàm ngồi dậy, ôm lấy cô vào phòng, sau một trận tắm uyên ương, hai người lại về giường. "Chị em phải làm sao đây? Mã Băng còn nhỏ, nó không thể không có mẹ. Mã Chiếm Khôi em nghe nói phải bắn chết có đúng không? Nếu chuyện này rơi vào tai giám đốc Lâm Trường Trịnh, chắc chắn là sẽ hận chị em. Từ nhỏ, chị em rất thương em, cái gì ngon, cái gì đẹp cũng giữ lại cho em. Cả đời chị ấy đều quan tâm đến em. Hôm qua Mã Băng bị người ta đưa đi, chị ấy đã nói cho em biết chỗ giấu 500 ngàn tiền mặt, nói là cho em. Đời này, người thân nhất của em là chị. Em không thể mất chị ấy." Phương Nghê muội thở dài, bộ dạng khổ sở, thực sự khiến người ta phải yêu thương. "Đừng sợ, có anh ở đây, đảm bảo chị em không sao." Diệp Phàm đưa tay vỗ nhẹ, an ủi, thực sự trong lòng cũng không tự tin cho lắm. "Lô Vĩ, cậu Seto cách gì để cướp lại Phương Lan Hinh trong tay Tiếu Duệ Phong không?" Diệp Phàm hỏi. "Cách, khó lắm, Tiếu Duệ Phong đang kiếm thành tích, chắc chắn không chịu thả người. Chắc hẳn là muốn tìm chút gì từ miệng Phương Lan Hinh. Nhưng, nếu chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiết Thác ra mặt, giao chuyện này cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm chủ, thì chắc Tiếu Duệ Phong không thể không giao người ra." Lô Vĩ nói ra chủ ý. "Chỉ bằng anh Hạ ra mặt can thiệp." Diệp Phàm nói, thoáng suy nghĩ. "Hạ Hải Vĩ, anh ấy tuy nói là cấp phó giám đốc sở, hai người cấp bậc như nhau. Vì tranh thủ chức phó giám đốc thường vụ sở tỉnh, Tiếu Duệ Phong chắc chắn không nhường bước.
Lô Vĩ nhíu mày, nói. Chuyện này đúng là hơi khó làm, kéo dài, có khả năng Phương Lan Hinh không trụ được. Kỳ thực người phụ nữ này cũng tương đối đáng thương, cũng không quá độc ác, trước kia em gái cô ta có cùng làm việc với tôi, lúc đó còn tương đối ủng hộ tôi. Giờ, tuy tôi rời khỏi Ngư Dương, nhưng cũng không thể quá vô tình. Diệp Phàm thở dài, nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Phương Nghê muội nhẹ nhàng bước đến, giúp hắn xoa bóp toàn thân. Anh Phàm, anh nói chị em sẽ bị xử không? Vẻ mặt Phương Nghê muội hoảng sợ. Yên tâm, có anh ở đây. Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ Phương Nghê muội, đột nhiên nghiến răng, trên mắt lộ hung quang, lấy điện thoại gọi cho Lô Vĩ. Vĩ tử, cho mượn vài người của cậu. Mượn người thì dễ, không biết đại ca bảo họ làm gì. Em cũng nên sắp xếp một chút đúng không? Lô Vĩ không dài dòng. Không phải Thiếu Duệ Phong còn kiêm chức vụ phó chỉ huy ban điều hành quốc lộ Thiên Tường sao? Anh ta phụ trách khối an toàn cả con đường. Tuy nói tết nhất, nhưng quốc lộ Thiên Tường cũng không dừng thi công. Diệp Phàm cười nói. Đại ca định thi triển kế sách chuyển ngụy cứu Triệu, điệu hổ ly sơn, cho vài người đến gây phiền phức ở quốc lộ Thiên Tường, chọc cho Thiếu Duệ Phong không thể không đến đó xử lý. Ở thành phố Mạc Hương dĩ nhiên không thể nào để ý kịp. Chúng ta mượn cơ hội cho Hạ Hải Vĩ ra mặt đòi người, chắc hẳn có thể đòi được người về. Lô Vĩ cười nói, khen diệu kế. Nhưng, cậu phải chú ý, nên giữ chừng mực, đừng náo động quá, hơn nữa, phải chú ý, không thể nào gây tổn hại thực sự đến tiến trình quốc lộ Thiên Tường, đây là cái cớ, chỉ cần bước được Tiếu Duệ Phong rời đi thôi. Diệp Phàm thận trọng căn dặn. Không thành vấn đề, em gọi Lô Đinh đích thân đi xử lý. Đảm bảo huyên náo mà không gây trở ngại lớn. Lô Vĩ hắng giọng cười nói. Không lâu sau Phương Viên đến thành phố Mạc Hương. Phương Viên, anh chuẩn bị đi, chắc hai ngày nữa, chúng ta xuất phát đi Thái Lan, xem có thể tìm được nguyên nhân trị hết căn bệnh của anh không. Diệp Phàm nói. Chương 1057, khẩu dụ của Phó Soái Diệp. Tôi sớm đã chuẩn bị cả rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Phương Viên có chút kích đột, chứng bệnh không lên được lúc nào cũng dày vò anh ta, giờ muốn kiếm một bạn gái thực sự để kết hôn cũng hơi lo lắng, dù nói hiện nay cũng có thể kéo dài được mười mấy giây, nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của phụ nữ. Đại ca, Tào Quân Nghĩa gặp xui xẻo rồi, ha ha ha. Tề Thiên cười đến rạng rỡ. Y sớm nên gặp xui xẻo rồi, khốn kiếp. Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng nói. Đúng vậy. Mã Chiếm Khôi nhận tội rồi, để được y bảo hộ, phải đặc biệt chuyển ngân hàng vào tài khoản vợ y 500 ngàn. Hơn nữa, lúc đó Mã Chiếm Khôi còn nói, nếu có thể an toàn ra nước ngoài, sẽ đưa thêm cho y 1 triệu. 1 triệu này chưa đến tay thì khỏi không cần bàn đến, chỉ cần 500 ngàn kia cũng đủ kéo Tào Quân Nghĩa xuống nước. Tề Thiên nói, thằng nhãi cậu đừng vội mừng sớm, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có người đến cầu xin cậu thương tình. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Sợ cái quái gì, ai tới cầu xin ông đây đều chẳng thèm quan tâm, xem thử họ làm thế nào. Lần này nhất định phải để cho tên nhãi họ Tào ngồi tù, lợi hại cũng chẳng được, sư trưởng thì sao chứ, tiểu đoàn trưởng ông đây thu phục y này. Vẫn là Tề Thiên Đại Thánh này lợi hại. Tề Thiên đắc ý. Hai, cậu cẩn thận chút, có chuyện gì trực tiếp tìm tôi. Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng không lạc quan lắm. Tào Quân Nghĩa là người của Tào gia ở Bắc Kinh, Tào gia thấy y xui xẻo sao có thể mặc kệ y được. Nên biết, bồi dưỡng được một sư trưởng thực chức cũng chẳng dễ dàng gì. Cho nên, chắc chắn sẽ không thể mặc kệ được. Huống chi, quan hệ hai nhà Tào Cố tương đối tốt. Chắc hẳn không lâu sau Tào gia sẽ cho người đến nói giúp. Ân tình này, ở đâu cũng có. Trên đời này chẳng có gì là công bằng và vô tư tuyệt đối, chuyện gì cũng chỉ là tương đối. Thuyết tương đối rất có lý. Diệp Phàm đã nói đúng. Sau 2 giờ qua đi, Tề Thiên giống lên trong điện thoại, mắng. Mẹ kiếp, tên Mã Thượng Chí khốn kiếp, không ngờ lại đích thân nhúng tay vào. Thế nào, có phải tôi nói đúng rồi đúng không? Đã sớm nói với cậu rồi, đừng lạc quan quá, đây chính là đạo lý vui quá hóa buồn. Diệp Phàm cười nói, chẳng chút gấp gáp, chẳng qua chỉ là đến lúc bị ép phải gấp rồi. Đích thân gọi điện cho Phó Sư trưởng Mã Thượng Chí. Tin là Mã Thượng Chí sẽ không dám không nể mặt mình. Tiểu Mã Tử nói Tào Quân Nghĩa là một sư trưởng, cấp bậc quá cao, ý nói cấp bậc của em quá thấp, anh nói là có tức không? Cho nên,
án này sẽ do phó sư trưởng Mã đích thân thẩm tra xử lý. Ắt hẳn Tào Quân Nghĩa vừa vào tay Mã Thượng Chí, có chuyện rắm cũng thành không có chuyện. Em đã im lặng thăm dò phó sư trưởng Trương Cường, nghe nói là Tào gia đã có người lên tiếng rồi. Đưa ra ý kiến, nói là báo săn chúng ta xem bộ đội bình thường như đồ ăn. Một tiểu đoàn trưởng có thể xử lý một sư trưởng, chẳng lẽ bộ đội bình thường chúng ta là đất cát sao? Cuối cùng, nói là sau khi thương lượng với vài vị thủ trưởng thì đã quyết định để phó sư trưởng tự mình xử lý chuyện này. Tề Thiên vẻ mặt buồn bực, nói. Ha ha ha, như vậy đi, cậu nói với phó sư trưởng Mã một câu, cứ nói là tôi nói, phụ Tào Quân Nghĩa cứ để cho Tề Thiên cậu tự mình thẩm tra xử lý. Tôi thực sự muốn xem lời của tôi trong báo săn có là cái rắm gì không? Phó soái này có phải là phó soái thực sự không, hay chỉ là vật trang trí? Chắc hẳn lão Mã biết thân phận của tôi, ở trong báo săn, Trương Cường và Mã Thượng Chí chắc chắn biết thân phận của tôi. Còn những phó sư trưởng khác, còn khó nói. Tiểu tử cậu giữ miệng một chút, đừng có làm ồn ào lên. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Lão đại, em là loại đó sao? Cái miệng của em, còn kín hơn đúc sắt, cái này, báo săn có kỷ luật. Lão đại anh không nói, em sao dám đi ồn ào khắp nơi? Chính anh Vĩ còn chẳng biết thân phận thật sự của anh, cả cha em, cũng chẳng biết được. Tề Thiên lập tức vui mừng. Gác máy kích động chạy thẳng tới văn phòng phó sư trưởng Mã. Anh lại tới đây làm gì? Không phải tôi đã nói với anh rồi à? Vụ án Tào Quân Nghĩa tổ chức quyết định để tôi tự thẩm tra xử lý. Đã chuyển giao xong, sau này không có chuyện gì đừng có chạy đến chỗ tôi, tiếp cận lung tung, phiền phức. Mã Thượng Chí phất tay như đuổi ruồi, muốn đuổi Tề Thiên ra khỏi phòng. Sư đoàn trưởng Mã, tôi có chuyện cơ mật muốn báo cáo với anh. Tề Thiên liếc mắt nhìn Mã Thượng Chí đang ngồi nói chuyện phiếm uống trà với một thượng tá, nói. Thượng tá kia rất hiểu biết, nhìn Tề Thiên một cái, lập tức đứng lên nói. Tôi có việc đi trước, các anh cứ nói chuyện đi. Có chuyện gì nói mau đi, tôi không rảnh lòng vòng vớ vẩn với anh. Mặt Mã Thượng Chí nghiêm lại, đối với loại thanh niên chẳng biết nghe lời ba gai như Tề Thiên, trong lòng tương đối tức giận. Nhưng, Mã Thượng Chí cũng hiểu. Tề Thiên và Diệp Phàm là anh em kết nghĩa, không xem mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng chẳng thể làm gì Tề Thiên được. Báo cáo thủ trưởng, nhận được khẩu dụ chỉ thị của phó soái Diệp, vụ án Tào Quân Nghĩa do đồng chí Tề Thiên toàn quyền phụ trách, không kẻ nào được can thiệp lung tung. Tề Thiên đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội, thằng nhãi này ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Kỳ thực trong đó có phần khoe khoang, Mã Thượng Chí sao không thấy được, chỉ nhướn mày, hừ giọng nói. Chỉ thị của phó soái Diệp, sao tôi có thể tin tưởng anh? Anh có thể không tin, hoặc anh có thể gọi điện xin chỉ thị của phó soái Diệp. Kỷ luật báo săn Tề Thiên tôi chẳng lẽ không hiểu. Tề Thiên tôi có gan trời cũng chẳng dám giả truyền chỉ thị thủ trưởng, cái này có thể đưa lên tòa án quân sự. Tề Thiên bình tĩnh nói. Giả truyền mệnh lệnh, đồng chí Tề Thiên hình như có làm qua. Khóe miệng Mã Thượng Chí co giật vài cái, lạnh lùng nói. Có chuyện này sao, sư đoàn trưởng Mã, dù anh là thủ trưởng của tôi, nhưng cũng không thể tùy tiện làm mất uy tín cấp dưới như thế. Tề Thiên cũng lạnh lùng trả lời, dù sao cũng chẳng tiểu cùng bô với đồng chí Mã Thượng Chí, cho nên, cũng chẳng dự định tạo mối quan hệ tốt với y làm gì. Mấu chốt nhất là đã có phó soái Diệp Phàm làm chỗ dựa vững chắc thì còn sợ gì Mã Thượng Chí. Làm mất uy tín, anh cũng dám nói làm mất uy tín. Chỉ dựa vào mấy chữ này tôi đã có thể nhốt anh một ngày đấy, hừ. Mã Thượng Chí tức giận, đập nhẹ tay lên bàn, giọng năng thêm không ít. Mời nói. Tề Thiên đưa cổ lên, ngẩng đầu. Mấy hôm trước khi các anh đưa Tào Quân Nghĩa đi không phải nói là thủ trưởng báo săn phê chuẩn các anh đi tuần tra phần tử đặc vụ địch. Tôi muốn hỏi đồng chí Tề Thiên, các anh đi tuần tra phần tử đặc vụ địch ở đâu? Còn nữa, chuyện hôm nay tôi cũng điều tra rồi. Hình như báo săn ngoài anh chẳng phái bất kỳ ai đi làm nhiệm vụ tuần tra ở thành phố Mạc Hương. Mã Thượng Chí thêm sức, đập mạnh tay xuống bàn, quyết định làm nhục Tề Thiên một chút, kỳ thực là thể hiện cho Diệp Phàm thấy. Tề Thiên, cậu biết tội chưa? Giả mạo chỉ lệnh thượng cấp, chỉ định vài công an giả mạo quân binh báo săn, hơn nữa còn công nhiên nói xấu một thiếu ta như Yến Thành, ai cho anh quyền đó? Hơn nữa, lúc đó Cục Công an thành phố Mạc Hương bắt giữ tội phạm. Cái này có liên quan gì đến báo săn? Chuyện gì anh cũng phải chặn ngang sao,
anh còn sợ chưa khiến toàn bộ quan binh báo săn mệt chết hay sao vậy? Nói giảm đi, là tư tưởng của anh không đúng đắn, lạm quyền quá mức. Còn nói cho lớn ra, anh đã phạm tội, thô bạo can thiệp vào công việc địa phương, không thể xử lý ở báo săn, cái này phải đưa lên tòa án. Tôi đã suy xét xem có nên đưa lên tòa án quân sự Vịnh Lam Nguyệt hay không đây. Mã Thượng Chí liếc nhìn khuôn mặt đỏ như gan lợn của Tề Thiên, trong lòng vô cùng sảng khoái. Sư đoàn trưởng Mã, lúc đó có Phó Soái Diệp ở đó, chẳng lẽ mệnh lệnh do Phó Soái Diệp truyền đạt còn phải xin chỉ thị của sư đoàn trưởng Mã sao? Có phải tôi nên hỏi Phó Soái Diệp xem tổ chức có đúng là quyết định vậy không? Có phải là ngay cả Phó Soái Diệp cũng bị đưa lên tòa án quân sự Vịnh Lam Nguyệt không? Báo săn phá án, chuyện gấp được toàn quyền, tạm thời nhờ các anh em bộ phận khác đến trợ giúp, cái này không phải chưa từng xảy ra. Trước kia tổ đặc nhiệm A gặp chuyện lớn khi xuất kích còn có thể mời một số cao thủ chuyên gia sao, cấp trên có thể làm như vậy tôi đây đã tính là gì? Huống chi, chuyện này do Phó Soái Diệp chỉ huy, tôi muốn hỏi sư đoàn trưởng Mã một chút, sao ngay tới lệnh của Phó Soái Diệp cũng cãi lại? Chẳng lẽ không phải hiện nay Phó Soái Diệp là chỉ huy cao nhất ở báo săn sao? Tề Thiên rất thông minh, tạm thời đem trách nhiệm cho đại thần Diệp Phàm gánh, hơn nữa, còn lờ mờ chỉ ra, Mã Thượng Chí chỉ đứng thứ hai. Trong lòng thằng nhãi này thầm lẩm nhẩm, lão đại, hết cách rồi, nếu không đem anh ra em phải ngồi tù mất. Đi ra ngoài. Mã Thượng Chí vừa nghe tên Diệp Phàm liền mẫn cảm, thô bạo muốn chửi má nó, mặt đen như bao công, vung tay lên trực tiếp đuổi người. Chuyện Tào Quân Nghĩa thì sao? Tề Thiên xoay người đi, đột nhiên hỏi. Cầm đi, cút xa ra cho ông đây. Mã Thượng Chí tùy tay cầm túi văn kiện trên bàn, đập về phía Tề Thiên. Con rùa này đang tức chết rồi. Tề Thiên trong lòng thầm nói, nhận lấy gói văn kiện muốn lập tức huýt sáo vui vẻ, nhưng, lại sợ Mã Thượng Chí đập dẹp anh ta. Hiệu suất làm việc của Lô Vĩ tương đối cao. Ngay hôm sau đã đưa đến tin tức tốt, có người gây rối. Đường quốc lộ Thiên Tường xã La Thủy đang ở giai đoạn không thể ngừng việc. Tiếu Duệ Phong kiên trì nửa ngày, nhưng, bên kia cứ thúc giục gấp, ngay cả Tề Chấn Đào cũng bị kinh động, gọi điện hỏi Tiếu Duệ Phong vì sao không nắm cho chắc công việc ở Đức Bình. Tiếu Duệ Phong thực sự đau lòng, không thể không chạy về. Trước khi đi, Hạ Hải Vĩ hỏi thăm y, đề xuất đem vụ án Lâm Trường Cảnh Dương cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh phụ trách, yêu cầu Tiếu Duệ Phong giao Phương Lan Hinh cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tiếu Duệ Phong bị hai bên tấn công, đành giao người rồi đi Đức Bình. Phương Nghê Muội sau khi thấy chị tâm tình tốt lên không ít. Sư đoàn trưởng Mã, sao lại thế này? Quân Nghĩa sao lại rơi vào tay Tề Thiên? Trong điện thoại là Bộ trưởng Bộ Tài chính đương nhiệm Đại công tử Tào Quốc Khánh Tào Gia gọi tới. Tào Quốc Khánh là cậu của Tống Trinh Giao, có vị trí rất cao ở Tào Gia, ngoại trừ chủ nhiệm Tổng Bộ Chính trị Tào Mộng Đức thì chính là nhân vật thứ hai của Tào Gia. Kỳ thực ông chính là người kế nhiệm của Tào Mộng Đức. Chỉ một thời gian nữa, Tào Mộng Đức và Cố Thiên Long Cố gia cùng với Triệu Bảo Cương và một số người từng trong quân giới Trung Quốc đều phải về hưu. Tào Mộng Đức lui, con lớn Tào Quốc Khánh chính là người cầm lái Tào gia. Cũng là một trong những người cầm lái hệ Nam Viên Kinh Phái. Tào Quốc Khánh ắt hẳn sẽ được điều đi làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh quan trọng, lúc này đã có truyền thông tin, có khả năng là tỉnh Việt Đông, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nếu có thể đi tỉnh Việt Đông, thì có thể vào danh sách ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Dù nói thế lực Tào gia đến thời Tào Mộng Đức nắm ấn soái cũng giảm đi ít nhiều. Nhưng đây cũng là thời khắc mấu chốt mới cũ luân phiên, thời khắc này là thời khắc tối nhược nhất của Tào gia. Có cơ hội có lẽ Tào gia sẽ lại huy hoàng, không nắm được cơ hội thì có lẽ Tào gia sẽ bị chìm xuống. Chương 1058, thủ đoạn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau khi ông cụ Tào gia về hưu, lại có cậu con thứ ba Tào Thiên Hạ là sư trưởng sư đoàn Vương Bài số 1 quân khu Nam Kinh, quân hàm thiếu tướng. Còn cậu con lớn Tào Quốc Khánh và con thứ hai Tào Canh Phóng đều là ở trong chốn quan trường chính phủ. Trong khối quân đội, thân thích trực hệ Tào gia thực sự còn lại không nhiều người nắm quyền. Cho nên, sư trưởng Tào Quân Nghĩa này có vẻ quan trọng. Tào Quân Nghĩa dù nói không phải là trực hệ thân nhất, nhưng đời tổ gia cũng là anh em với Tào Mộng Đức. Hơn nữa Tào Quân Nghĩa cũng cùng một thế hệ với Tào Quốc Khánh, có quan hệ anh em họ với Tào Quốc Khánh. Chuyện này, Bộ trưởng Tào, tôi cũng có chỗ khó, có một số chuyện trong bộ đội báo săn chúng tôi anh không hiểu được, có chút bí mật quân sự, không thể tiết lộ ra. Mã Thượng Chí đỏ mặt,
trong lòng cực kỳ giận dữ. Vốn Tào Mộng Đức có đồng ý với y là trước khi về hưu sẽ trợ giúp lão Mã một chút, hơn nữa Cố Thiên Long Cố gia cũng có ý này, hai tôn thần này đều đồng cấp với lão đại thủ trưởng thượng tướng tổ đặc nhiệm A Trấn Đông Hải, bọn họ liên hợp nâng lên, có lẽ lão Mã có thể ngồi lên vị trí sư trưởng báo săn trong mơ. Sư trưởng báo săn dù nói không thể làm đại soái của tổ nòng cốt thứ 8 tổ đặc nhiệm A, nhưng ít ra cũng phủ chính. Còn vị trí đại soái kia, ngay cả Tào Mộng Đức và Chu Thế Lâm hai người này đều chẳng thể nào đụng vào được. Vì chính soái tổ nòng cốt thứ 8 phải được hội nghị thường vụ cục chính trị thảo luận thông qua mới có thể quyết định được, mấu chốt vẫn ở Trấn Đông Hải. Người ông ta đề cử, ắt hẳn có thể qua được một cửa của chủ tịch Trấn Sơn Hà. Qua được một cửa của chủ tịch Trấn Sơn Hà, thì coi như nắm chắc 8 phần trong hội nghị thường vụ cục chính trị. Nhưng, dã tâm của Mã Thượng Chí đương nhiên không ngừng bành trường. Mục tiêu của y hẳn là chính soái tổ nòng cốt thứ 8, cũng chính là vị trí trước kia của Thiết Chiêm Hùng. Sư đoàn trưởng sư đoàn báo săn chỉ là giai đoạn quá độn của Mã Thượng Chí mà thôi. Gần đây, Mã Thượng Chí cũng nhờ một số lãnh đạo có quan hệ tương đối tốt với y trong tổ đặc nhiệm A thử thăm do Tổng thủ trưởng Trấn Đông Hải này. Nhưng, miệng Trấn Đông Hải thực sự rất kín, căn bản là giấu giếm chẳng lộ nửa điều. Mã Thượng Chí cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dĩ nhiên là đem hết khoản nợ này tính lên đầu Diệp Phàm. Vậy anh nói đi, rốt cuộc là phải làm thế nào mới có lợi cho quân nghĩa? Tào Quốc Khánh vẫn khách khí, nhưng, giọng điệu cũng đã nặng nề hơn. Tề Thiên này chắc không phải anh không biết, nếu có thể tạo áp lực cho Tề Chấn Đào, chắc có tác dụng. Mã Thượng Chí đưa ra chủ ý. Tuy nhiên, Tào Quốc Khánh chẳng thèm nghĩ ngợi đã trực tiếp phủ quyết. Tề Chấn Đào kia không thông được. Lẽ nào anh chưa nghe nói, Tề Chấn Đào qua lại rất gần với Phượng Thiên Diêu, chức phó bí thư tỉnh ủy của y là do Phượng gia đề xuất. Về chuyện này Tào Quốc Khánh còn có chút tức giận, vốn vị trí phó bí thư tỉnh ủy kia là của em rể ông, Tống Sơ Kiệt. Ban tổ chức trung ương đã đưa ra định luận ban đầu, không thể ngờ giữa đường xuất hiện con ngựa ô, đó là Tào Chính Đức. Sau khi nghe ngóng mới biết là do Phượng gia đề xử. Phượng gia rất biết cách làm việc, cắm cây gậy đúng chỗ. Tào gia, dĩ nhiên là bị đánh rất đau. Cửa Tề Chấn Đào kia không được, ai có thể trị Tề Thiên. Nhưng, có một người chắc là vẫn có cách. Mã Thượng Chí lại nghĩ đến Diệp Phàm. Là ai, anh nói thẳng đi. Tào Quốc Khánh hỏi sát. Diệp Phàm, cục trưởng cục xây dựng địa khu Đức Bình đương nhiệm, nghe nói là người huyện Cổ Xuyên thành phố Mạc Hương. Là anh em kết nghĩa với Tề Thiên, còn là anh em kết nghĩa của Thiết Chiêm Hùng. Tề Thiên tương đối nghe lời hắn. Có hắn ra mặt, có thể giải quyết được. Trong lòng Mã Thượng Chí thầm vui vẻ, với tính cách của Diệp Phàm, ắt hẳn 8 phần là không đồng ý. Đến lúc đó sẽ làm Tào gia phẫn nộ, không phải là cho Diệp Phàm thêm một kẻ thù. Mới đây Yến Thành đã bị mình thuyết phục thành công, chắc hẳn sớm đã so đo với Diệp Phàm. Giờ lại tìm cho Diệp Phàm thêm một đối thủ mạnh, trong lòng Mã Thượng Chí muốn không vui cũng không được. Đến lúc đó Tào gia, Yến gia, Cố gia đều phẫn nộ. Dù là Trấn Đông Hải và Trấn Sơn Hà thì cũng phải suy xét đến ảnh hưởng của ba nhà này, có đáng để bạt Diệp Phàm nữa hay không? Tôi hiểu rồi. Tào Quốc Khánh gác máy, gọi điện cho em gái Tào Mai Phương. Mai Phương, con bé Trinh Giao trước kia có người bạn tên Diệp Phàm ở huyện Cổ Xuyên đúng không? Vì chuyện của Tống Trinh Giao và Diệp Phàm lúc đó đã khiến Cố Tuấn Phi Cố ra ồn ào một trận, Tào Quốc Khánh nhớ kỹ cái tên Diệp Phàm này. Nhưng Tào Quốc Khánh không biết chính xác Diệp Phàm này có phải là Diệp Phàm kia hay không, nên mới hỏi em gái. Nhắc đến hắn làm gì, tên lưu mạnh khốn kiếp, không phải hắn thì còn ai. Lần trước Tào Mai Phương ở Phi Vân Các Thủy Châu đã bị Diệp Phàm chọc tức, đến giờ vẫn chưa nguôi giận, cho nên, hừ giọng tức giận nói. Cô bảo Trinh Giao liên lạc với Diệp Phàm, quân nghĩa hiện nằm trong tay Diệp Phàm, nghe nói Tề Thiên rất nghe lời Diệp Phàm. Tào Quốc Khánh yêu cầu ngắn gọn. Không được, anh, không phải anh đang đẩy Trinh Giao vào hố lửa sao? Trước kia Trinh Giao không hiểu chuyện, suýt nữa bị tên khốn kiếp đó dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt rồi. Đã hơn một năm, em vất vả lắm mới hóa giải bóng ma trong lòng nó, giờ kêu nó đi tìm Diệp Phàm, cái này, quá tàn khốc, tuyệt đối không được. Hơn nữa, gần đây Cố Tuấn Phi Cố gia rất để ý, nếu biết Trinh Giao đi tìm Diệp Phàm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng mối thâm giao giữa Cố gia và Tào gia chúng ta. Tào Mai Phương suýt chút nữa đã hét lên, người phụ nữ này tương đối thông minh, biết anh mình đã quyết định thì rất khó thay đổi,
nên, đã đem Cố Tuấn Phi làm bình phong. Cố Tuấn Phi, cái đó không sao. Thiên hạ rộng lớn như vậy, ai biết được ai. Hơn nữa, tôi kêu Trinh Giao đi tìm Diệp Phàm, chẳng có ý gì khác. Chẳng lẽ Cố Tuấn Phi làm bạn với Trinh Giao rồi thì không cho Trinh Giao kết bạn với những đàn ông khác? Huống chi tôi nghe nói Cố Tuấn Phi rất hài lòng về Trinh Giao nhà chúng ta, còn Trinh Giao chẳng để ý gì tới Cố Tuấn Phi. Chắc hẳn trong đầu còn nhớ đến Diệp Phàm. Dĩ nhiên, Diệp Phàm không thể được. Chỉ cần Trinh Giao xử lý thích đáng, chắc chắn cũng chẳng có chuyện gì phiền phức. Chỉ cần giải quyết chuyện quân nghĩa, sau này Trinh Giao không cần gặp Diệp Phàm nữa. Trong lời nói của Tào Quốc Khánh không có nhiều tình cảm, hoàn toàn giống một vụ giao dịch. Tào Mai Phương nghe mà trong lòng phát lạnh, giận đến mức run người. Nghe giọng điệu của anh trai, rõ ràng là muốn dâng Trinh Giao lên miệng hổ, nói thẳng ra, là kêu Trinh Giao dùng thân đi đổi tự do cho Tào Quân Nghĩa. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Tào Mai Phương rốt cuộc không kìm nổi, hét lên thành tiếng. Muốn Trinh Giao hiến thân cho Diệp Phàm, Tào Mai Phương ngàn lần không đồng ý. Không được phải không, cô suy nghĩ đi, tôi chỉ bảo Trinh Giao đi nhờ vả Diệp Phàm một chút, chả có ý gì khác. Đến lúc Quân Nghĩa thực sự bị đưa lên tòa án quân sự, ông nội Quân Nghĩa và ông nội chúng ta là anh em ruột, ông cụ rất trọng tình, lúc đó mà giận lên thì cô xem phải làm sao. Chuyện này tôi chỉ nói tới đây, Trinh Giao có đi hay không, do cô quyết định, hừ. Tào Quốc Khánh tức giận, hừ lạnh gác máy. Cái này. Trong lòng Tào Mai Phương chợt lanh, nước mắt cuối cùng đã chảy ra. Biết Tào gia căn bản chẳng để ý đến trinh tiết của con gái mình. Tất thảy đều vì lợi ích là đầu tiên. Tống Sơ Kiệt chồng mình còn phải dựa vào Tống gia, bằng không, trong chốn quan trường cạnh tranh khốc liệt không có người bảo hộ sau này có thể giữ được vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh hay không còn khó nói. Mùng 10. Diệp Phàm tới đập nước Thiên Thủy. Thăm mẹ nuôi Diệp Kim Liên, đi thăm mộ Diệp Nhược Mộng, cái chết cha cô đã điều tra xong. Diệp Phàm vừa khó chịu, tảng đá trong lòng coi như đã trút được, cuối cùng đã hoàn thành lời hứa với Diệp Nhược Mộng, bằng không, cả đời gánh nặng này trên lưng thì chẳng thể nào thoải mái được. Sau đó, cùng Lý Tuyên Thạch chè chén một phen. Đập nước Thiên Thủy trải qua 2 năm phát triển, thu nhập của dân chúng gấp 10 lần 2 năm trước. Nhìn thấy Diệp Phàm, mọi người đều tương đối thân thiết. Ai ai cũng gọi hắn là tổ trưởng Diệp. Nghe nói tổ trưởng Diệp trở về, nhiều người đem hoa quả khô, đặc sản núi đến cung cũ nơi Diệp Kim Liên ở, khi Diệp Phàm về cung cũ ngẩn cả người, thổ sản, hoa quả khô đầy cả một gian phòng nhỏ, quá lợi hại. Tề Thiên nói đùa là có thể mở được cửa hàng tạp hóa. Công ty Lý Tuyên Thạch phát triển khá nhanh, nghe nói tài sản đã hơn 8 triệu. Diệp Phàm đi qua đi lại huyện Ngư Dương, sang năm mới, bí thư vệ sở tỉnh không về nhà. Vẫn chủ trì công tác ở huyện Ngư Dương, dáng vẻ vẫn trang trọng cao nhã như vậy. Nghe nói giờ anh đảm nhiệm cục trưởng cục xây dựng Đức Bình. Vệ sở tịnh vẻ mặt thản nhiên, chẳng chút biểu hiện, hỏi. Ừ, lăn lộn được ngày nào hay ngày đó, hai. Diệp Phàm cố ý thở dài. Cười trên mặt vệ sở tịnh lộ ra vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hừ giọng nói. Anh tài lắm, đã là cục trưởng cục xây dựng lớn lắm. Ngay cả bí thư huyện ủy như tôi nếu lên thành phố, muốn mò được cục trưởng cục xây dựng cũng khó. Ồ, hóa ra cục trưởng cũng có chút giá trị, tôi không rõ lắm, còn nghĩ là mình bị giáng chức rồi. Diệp Phàm giả bộ bừng tỉnh ngộ, làm vệ sở tỉnh hận tới mức ngứa răng, biết là tên nhãi này đang làm trò. Sở tỉnh, trà lưng cho tôi, lâu rồi không được cô trà lưng đấy. Diệp Phàm cười một tiếng, đưa tay ra. Mơ đi. Vệ sở tịnh hừ lạnh, nhưng tay vẫn đưa ra. Diệp Phàm thuận thế, mỹ nhân lập tức đã ở trong lòng hắn, đi thẳng vào nhà giám, không lâu sau thành hai con sơn dương. Phàm tử, anh biết không, tôi ở Ngư Dương thực sự rất mệt. Vệ sở tịnh vừa giúp Diệp Phàm trà lưng, vừa giận dữ nói. Mệt, cái gọi là đau khổ và khoái lạc, cái nào chẳng mệt. Người sống đều mệt, nhưng, tình hình Ngư Dương đúng là phức tạp. Bón đại gia tộc dù nói đã bị tôi đâm một dao, nhưng cho tàn sẽ cháy lại. Một phụ nữ như cô, lại là người ngoài, đúng là khó làm. Có phải chủ tịch huyện Ngọc Nhã Chi làm khó cô không? Diệp Phàm đưa tay nhẹ vuốt lưng mỹ nhân, an ủi nói. Chẳng riêng gì Ngọc Nhã Chi, đám Phí Mặc khi nào cũng gây sự. Ngư Dương này, thực sự tôi không muốn ở nữa. Vệ sở tịnh vẻ mặt mệt mỏi, có ý lui.
Vậy cô định đi đâu? Diệp Phàm hỏi, thân hình cử động, Diệp Phàm nhỏ tiến vào trong vệ sở tịnh, cô nàng phát ra tiếng kêu nhẹ, không lâu sau toàn thân cuối cùng cũng tràn ngập cảm giác mãnh liệt, tương đối. Chương 1059, thủ đoạn của Tào gia. Muốn đi thành phố, tạm thời chưa có đường, nếu như đi làm lãnh đạo của một cục nào đó, thì còn có ý nghĩa gì? Vệ sở tịnh nhẹ nhàng run lên, phối hợp hành động với tên đàn ông này, miệng thở hồng hộc nói. Trong phòng tạm thời yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng nước ào ào, còn có chút âm thanh lạ. Đạn như huyệt động, người đó thở phào một tiếng. Còn đối thương, tự nhiên cả người run lên, khóc nỉ non như đứa trẻ. Có chút khó khăn, cô nhậm chức bí thư huyện ủy dù đã hơn một năm, muốn tranh thủ vị trí phó chủ tịch thành phố thì kinh nghiệm quá ít, chiến tích cũng chưa đủ. Diệp Phàm gật đầu, hai người nằm trên giường, bốn chân thay nhau giằng co. Ừ, chủ tịch thành phố Tạ nói với tôi, bảo tôi làm thêm 3 năm, ông ấy sẽ nghĩ cách. Nhưng tôi chờ không nổi. Ngư Dương này, tôi thực sự không ở được nữa. Vệ sở tịnh dùng chút sức ở chân, quấn chặt trên người Diệp Phàm, giống như một người cá đang muốn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Đợi một năm nữa đi, tôi nghĩ cách, nếu phó chủ tịch thành phố không có hy vọng, xem có thể tiến vào tỉnh không. Diệp Phàm nhẹ nhàng phẩy bộ ngực của mỹ nhân, nói. Anh chịu giúp tôi. Vệ sở tịnh vui vẻ, ngồi bật dậy, đôi mi dài nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi không giúp cô thì giúp ai? Tốt xấu gì chúng ta cũng có chút tình mong manh, đúng không nào? Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Anh, hừ. Vệ sở tịnh đột nhiên tức giận, quay mặt đi không thèm để ý. Được rồi, tôi nói sai rồi, cô là tình nhân mãi mãi của tôi. Diệp Phàm cười nói, hống hách xoay mặt vệ sở tịnh qua, nhẹ nhàng hôn một cái. Mỹ nhân cuối cùng đã mỉm cười, hơn nữa trên khuôn mặt dường như có từng giọt nước mắt tuôn rơi, lúc sau, nghẹn ngào, nói. Phàm tử, anh biết không, ở Ngư Dương, tôi cảm thấy cô đơn lắm. Sớm đã muốn lên thành phố hoặc tỉnh, nhưng, lãnh đạo trước đã về hưu. Ở tỉnh chẳng ai có thể giúp tôi cả. Sau này, chuyện của tôi dựa cả vào anh. Vệ sở tịnh bộ dạng khổ sở đáng thương. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng, cảm thấy trọng trách trên vai cũng không thoải mái lắm, giờ cấp bậc của mình rất thấp. Muốn quan hệ với người trên thành phố, cũng tương đối khó khăn. Trừ phi ông đây đi cầu xin Tề Chấn Đào. Cái này, do thực sự không muốn làm. Cả ngày cứ đi nhờ vả người ta cũng phiền, huống chi là đi nhờ vả vì một phụ nữ, cái đó, cũng hơi khó coi. Đại án lâm trường cảnh Dương thành phố Mặc Hương còn chưa kết thúc, vẫn đang kiểm chứng. Sau Tết muốn đi Thái Lan một chuyến, nhưng, lại bị làm lỡ rồi. Diệp Phàm trở lại Đức Bình, nắm chặt phương án quy hoạch bát quái thôn Đại Vũ, chuyện dọn dẹp thôn Đại Vũ sắp xếp tiến hành tương đối thuận lợi, công trình sườn núi Nguyệt Nga núi Thiên Sa cũng không kéo dài lâu. Tào chính Đức quân khu Đức Bình cảm thấy rất mất mặt, bị tư lệnh phân khu Trấn Thăng Thành kêu về dặn dò một hồi sau khi quay lại cũng đã thành thực hơn. Kỳ lạ là lão Triệu chẳng có động tĩnh gì, làm Diệp Phàm thấy rất mơ hồ. Nhưng, đối với căn cứ quân sự Vịnh Nguyệt Nga, vì có sư trưởng Vương Bài số 1 quân khu Lam Kinh Tào Thiên Hạ quân hàm thiếu tướng làm khó dễ. Bọn họ nói khu này trước là căn cứ bỏ hoang bọn họ luôn sử dụng, hơn nữa, gần đây sư đoàn chủ lực số 1 đặc biệt phái một đại đội đến triển núi Vịnh Nguyệt Nga, làm tư thế phải sử dụng lại sân huấn luyện. Trấn Thăng Thành cũng bất đắc dĩ, thực sự chẳng nể mặt Thiết Chiêm Hùng, đã nói với Tào Chính Đức một lần rồi, nhưng lão này chẳng chịu há mồm. Về phần Tào Chính Đức, Trấn Thăng Thành biết sức mình không đủ, Tào Thiên Hạ sẽ không để mình vào mắt. Đối với quân khu Lam Kinh, chính Cố Thiên Kỳ cũng bất lực. Còn về thẩm tra xử lý vụ án Tào Quân Nghĩa, Tề Thiên cũng bị cản trở. Tào gia ở Bắc Kinh liên hệ với Cố gia, hai nhà tạo áp lực với Tổng thủ trưởng Tổ đặc nhiệm A Trấn Đông Hải, yêu cầu giao Tào Quân Nghĩa cho Tòa án quân sự quân khu lĩnh Nam sự thẩm tra xử lý, Trấn Đông Hải thực sự đau đầu. Vì Tào Mộng Đức và Cố Thiên Long đều là đại lão thực quyền trong quân giới, cũng đều là ủy viên quân ủy. Tuy nói không lâu nữa hai người này sẽ về hưu, nhưng hiện nay cả hai ông lão đều đang tại vị. Hơn nữa, phải về hưu, nên điều hai lão e dè dường như càng giảm đi rất nhiều. Nhưng, Trấn Đông Hải biết đây là ý của Diệp Phàm, nên, vẫn cứng đầu, không đem Tào Quân Nghĩa ở báo săn đưa lên tòa án quân sự quân khu lĩnh Nam. Hai nhà Tào Cố thấy không thể dùng sức ép Trấn Đông Hải, bèn dùng thủ đoạn.
Trên mặt trận chính trị thì lại tạo áp lực hai anh em Tề Chấn Đào và Tề Phóng Hùng tỉnh Giang Đô. Thiên Hạ, Trinh Giao đi tìm Diệp Phàm chưa? Con trai cả Tào gia Tào Quốc Khánh nằm ở sofa hỏi cậu em thứ ba Tào Thiên Hạ. Mai Phương không mở miệng, em rể Sơ Kiệt cũng chẳng hé răng, ắt hẳn là không đi, hay là, trực tiếp nói tình hình cho Trinh Giao, chỉ ra chỗ lợi hại, tin rằng Trinh Giao là đưa biết điều. Tào Thiên Hạ nhấp một ngụm trà, nói. Quân nghĩa đối với Tào gia chúng ta quá quan trọng, chúng ta lại là thân thích, không thể để người ngoài chê cười Tào gia chúng ta. Nếu không, vừa mới lên vị trí sư trưởng đã bị người ta lột mũ quan mà được sao? Nếu không, em trực tiếp đến Thủy Châu tìm Tề Thiên, một tên thiểu tử giám cũng cứng miệng như thế, chẳng lẽ ăn gan hùm gan báo sao? Chẳng qua chỉ là một trung tá thôi mà. Đừng lỗ mãng, báo săn không cùng nhánh bộ đội với quân khu Lam Kinh các cậu. Cậu đi áp chế một thanh niên như Tề Thiên thì mất phong độ lắm. Hơn nữa, Kiều Hành Thiên đại quân khu lĩnh Nam sẽ thấy thế nào? Mà, nghe nói báo săn không những do đại quân khu lĩnh Nam quản, mà hình như còn có ông chủ khác, ông chủ này tương đối thần bí, cậu có nghe nói qua chưa? Mà, ông nội Tề Thiên Tề Bá Dân từng là ủy viên quân ủy, trong quân ủy còn có quan hệ tốt với mấy lão chưa chết. Tề Chấn Đào mới đầu quân cho Phượng gia. So sánh thế lực còn mạnh hơn nhà chúng ta một chút. Đừng vì chuyện quân nghĩa mà gây ra tranh đấu giữa hai phái, nếu như thế, ngàn vạn cặp mắt nhìn chằm chằm càng phiền phức. Tào gia chúng ta cũng là cây lớn đón gió, quân giới chính giới có bao nhiêu lão đại như những con hổ lớn nhìn chằm chằm vào nhà chúng ta, đặc biệt là hiện nay, thời kỳ đặc biệt, ông cụ chuẩn bị tháo giáp, tất thảy đều phải cẩn nhận mà làm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Tào Quốc Khánh uy danh vang xa, dù mới hơn 40 tuổi. Nhưng cũng là hạng đa mưu túc trí, mấy tháng sau Tào Mộng Đức về hưu thì sẽ trở thành tân trưởng môn của Tào gia rồi. Vâng, Kiều Hoành Thiên là tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam, ủy viên quân ủy. Kiều Viễn Sơn còn là trưởng ban tổ chức trung ương, nghe nói không lâu sau sẽ tiến vào ủy viên bộ chính trị. Hai anh em chúng ta một lăn lộn ở quân giới, một làm chính trị, hô ứng cho nhau. Thực lực hiện nay dường như càng lúc càng mạnh, từng có người đã dự đoán. Kiều gia sẽ là gia tộc hạng hai chen thân vào các gia tộc hạng nhất ở Bắc Kinh. Sau khi ông cụ về hưu, chẳng hẳn thực lực Kiều gia sẽ ép lên đầu chúng ta. Tào Thiên Hạ vẻ mặt bất đắc dĩ, không kìm nổi thở dài. Ừ, gần đây Kiều gia và Trấn gia qua lại tương đối gần, bọn họ đều là nội bộ hải phái. Trước mắt chính là đương quyền của hải phái, liên minh Tào Cố chúng ta kỳ thực không có thực lực hùng hậu bằng họ. Tào Quốc Khánh gật đầu. Cái đó là bình thường. Người ta là một hệ đương quyền. Nhưng nghe nói Yến gia với Phí gia gần đây có qua lại với nhau, lẽ nào cũng có xu hướng liên minh? Tào Thiên Hạ hỏi. Cái này cũng có khả năng, nhưng, còn khó nói. Qua lại giữa các nhà ở Bắc Kinh vô cùng bình thường, cho dù cả hai không hợp thành một phái. Ngoài mặt không phải cười ha hả qua lại với nhau, nhưng kỳ thực, quan hệ bên trong rất phức tạp. Lòng người cách lớp da bụng, chẳng ai mà đoán thấu được. Tào Quốc Khánh sờ râu dưới cằm, thoáng suy nghĩ. Y ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm. Yến gia gần đây có hành động lớn, bọn họ đang nhắm vào vị trí của Cố Thiên Kỳ ở quân đoàn thứ hai Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Cố Thiên Kỳ thăng chức phó tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt là kết cục đã định. Đáng tiếc quá thiên hạ, nếu như cậu tranh vị trí phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai trước một bước thì tốt rồi, nếu có thể nắm được quân đoàn thứ hai lĩnh Nam, Tào gia chúng ta trong quân đợi càng có tiếng nói. Cái này, phản ứng của ông cụ hơi chậm một chút. Yến gia có phó thủ tướng Yến Chống, bọn họ ra tay nhanh hơn, hình như chủ tịch Trấn cũng có chút bất công trong chuyện này, lần này, hai. Tào Thiên Hạ đặt mạnh chén trà, không ngừng ảo não. Được rồi, cứ lo bảo vệ quân nghĩa trước đã rồi tính sau, Tào gia chúng ta không thể để mất thêm sư trưởng quân nghĩa này. Ông cụ đã lên tiếng, giao việc này cho hai anh em chúng ta. Canh phóng lại ở thành phố Tân Môn. Ngoài tầm tay với, hơn nữa, sức cậu ấy cũng không đủ để thu xếp chuyện này. Tôi dù nói là ở Bộ Tài chính, nhưng không dễ xuống tay trong khối quân đội. Chỉ có thể trên mặt chính trị thuyết phục Tề Chấn Đào và Tề Phóng Hùng thôi. Tào Quốc Khánh không ngừng buồn rầu. Không phải ông cụ đã nói, Tề Chấn Đào và Tề Phóng Hùng đã hơi nhả ra sao, đã đồng ý đi nói chuyện với Tề Thiên rồi mà. Tào Thiên Hạ có chút buồn bực. Thì có chút nhả ra. Dù sao tôi cũng là Bộ trưởng Bộ Tài chính, còn có chút phân lượng. Tề Phóng Hùng ở tỉnh Giang Đô, có còn muốn phát triển kinh tế nữa không?
Tề Chấn Đào sau này chắc chắn muốn tranh vị trí chủ tịch tỉnh, cần tiền không, cho nên, họ nhả ra là bình thường. Nhưng, đáng tiếc, tên nhóc Tề Thiên kia quả chẳng có đầu óc, cứ như ăn phải thuốc súng, chẳng chịu nhả ra. Nghe nói Tề Chấn Đào cũng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được thằng con Tề Thiên. Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân, nếu không lá gan Tề Thiên sẽ không lớn như vậy. Tào Quốc Khánh vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Có người làm khó dễ, hoặc Tề gia cố ý muốn làm qua loa cho xong chuyện. Tào Thiên Hạ nói, cậu điều tra ra không? Nếu nói làm qua loa, tôi tin là hai anh em Tề gia không dám làm như vậy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều hiểu, không nên chơi mấy trò mánh khóe trẻ con. Tào Quốc Khánh hừ giọng nói, cha nhưng thực sự chẳng tra ra, mà, em có một cách có thể sử dụng. Nghe nói Tề Thiên có kết nghĩa anh em với Diệp Phàm, và rất nghe lời Diệp Phàm. Tề Thiên còn gọi hắn là đại ca, thân như anh em ruột. Có thể từ Diệp Phàm bắt Tề Thiên hàng phục, em cũng không tin, Tề Thiên thực sự không có điểm yếu nào. Ngay cả trứng gà còn có kẽ hở cơ mà. Tào Thiên Hạ đột nhiên mỉm cười. Chuyện này tôi cũng hơi buồn bực, lúc đó Phó Sư trưởng Mã Báo Săn cũng nói thế, nhắc tôi đi tìm Diệp Phàm. Tôi điều tra rồi. Diệp Phàm xuất thân trong gia đình bình thường, cha là một trưởng phòng lao động nhỏ ở huyện Cổ Xuyên, mẹ là giáo viên, trong nhà chẳng ai làm quan, bối cảnh gia đình không sâu. Nhưng, năng lực của tên nhãi này tương đối lớn, mới 22 tuổi không ngờ đã ngồi ở vị trí cục trưởng cục xây dựng Đức Bình. Hơn nữa, nghe nói rất được nhân vật số 1 Đức Bình Trang Thế Thành và nhân vật thứ 2 chủ tịch địa khu Lô khen ngợi. Nghe nói còn gọi Tề Chấn Đào là chú Tề. Tào Quốc Khánh trên mặt hiện tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Chương 1060, Tống Đại Tiểu Thư đến Đức Bình. Trong một khu mà có tận hai người thích hắn, có lẽ hắn may mắn, tôi nói việc còn thái quái hơn, ngày mà Diệp Phàm đến quân khu Đức Bình. Nghĩ muốn lấy lại dãy Nguyệt Nga của núi Thiên Sa, bởi vì dự án quốc lộ Thiên Tường phải đi qua đấy. Lập tức liền ầm ĩ với Tào Chính Đức. Cuối cùng, không ngờ lại đến mức đánh nhau. Tào Chính Đức còn bị Diệp Phàm bắt vào phòng làm việc. Rồi cũng bị đích thân tư lệnh quân khu tỉnh Nam Phúc Trấn Thăng Thành hỏi, sau đó sự việc mới ổn lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiện là một phó chỉ huy trong dự án quốc lộ Thiên Tường, nghe nói việc giải phóng mặt bằng đã tiến hành được một khối. Hơn nữa, dãy Nguyệt Nga lại là nơi tập luyện bỏ hoang trước khi chúng tôi đến quân khu Lam Kinh. Ha ha, nếu hắn ta muốn thu hồi, thì cũng phải hỏi tôi xem có đồng ý hay không. Tào Thiên Hạ lộ vẻ đắc ý. Ý anh là muốn làm cuộc giao dịch với hắn ta, dùng dãy Nguyệt Nga kia để đổi lấy bình yên của quân nghĩa. Tào Quốc Khánh đảo mắt hiểu rõ tình hình, mỉm cười. Đúng, việc này còn phải có một người tiếp tay cho. Tào Thiên Hạ thản nhiên nói. Không phải là cô cháu gái Trinh Giao nhà chúng ta thì là ai nữa? Tào Quốc Khánh cười nham hiểm. Nhưng, việc này không thể để cho công tử nhà họ Cố biết được, nếu không, cũng không biết sẽ có điều gì xảy ra. Nhà họ Cố kia là đồng minh với nhà chúng ta. Tào Thiên Hạ lại lộ vẻ mặt quan trọng. Ha ha, chuyện thanh niên, chúng tôi không quan tâm. Chỉ cần Trinh Giao nói với Diệp Phàm, khuyên Tề Thiên, còn những chuyện khác nói sau. Về phần Tề Thiên, muốn bắt niết hắn sau này sẽ có cơ hội. Người nhà họ Tào chúng ta không thể vì ức hiếp thế được, món nợ này đã khắc sâu rồi. Tào Quốc Khánh nghiêm nghị nói. Chắc chắn rồi, hừ. Tào Thiên Hạ đập lên bàn trà, Tào Quốc Khánh nhíu nhíu mày. Tôi sẽ gọi điện thoại khuyên Mai Phương. Tào Quốc Khánh có vẻ mỉm cười, lạnh lùng nói. Hoàn toàn như một bức tranh không có vẻ gì cả. Hai. Tào Thiên Hạ thở dài, có chút mất kiên nhẫn. Nhưng dù sao lợi dụng Trinh Giao cũng có chút mất mặt. Tào Thiên Hạ là một quân nhân nhiệt huyết, bản thân cũng phải có tự trọng của mình. Anh, để em gọi điện cho ông cụ Tống là được mà. Ông cụ Tống. Tào Quốc Khánh hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu, sao mình lại quên ông ấy, tìm ông ta càng có lợi cho mình. Hơn 4 giờ chiều một ngày tháng 5, khi sắp hết giờ làm việc, Diệp Phàm đang bận với việc sửa sang hồ nguyệt nữ của thôn Đại Vũ. Cốc, cốc, mời vào. Nghe tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Phàm vẫn đang lật giấy tờ xem, cũng không ngẩng đầu lên liền nói. Một tiếng mở cửa cái két nhưng sau đó lại đóng lại, Diệp Phàm thấy có chút kỳ lạ. Người bước vào cũng rất nhẹ nhàng, không động tĩnh gì, có chút kinh ngạc rồi ngẩng đầu lên. Sao em lại đến đây? Diệp Phàm bất ngờ hỏi. Không thích thì em sẽ đi ngay.
Tống Trinh Giao khoác trên mình chiếc váy liền xanh nhạt, cộng thêm sắc mặt thanh tú, trông cô thật thuần khiết. Dường như có chút tự ái, bĩu môi đáp lại. Sao thế Trinh Giao, ai ăn hiếp em à, nói với anh sẽ không tha cho hắn. Diệp Phàm bỏ giấy tờ trong tay ra, tiến lên phía trước, giơ tay ra kéo tay Trinh Giao vào. Nhưng, Tống Trinh Giao lại có vẻ tránh đi, thấy Diệp Phàm có vẻ nhìn mình ngạc nhiên, cô liền nói. Anh giờ uy phong rồi, đường đường là một đại cục trưởng, đến Thủy Châu cũng không thèm gọi một tiếng, còn muốn tiễn em ra cửa sao? Tiễn ra cửa. Diệp Phàm như cười đùa với câu nói của Trinh Giao, lúc đó, cô ấy mới biết mình vừa nói sai gì, lôi Diệp Phàm, có chút ngại ngùng. Nhưng, Diệp Phàm là cao thủ, lúc nào cũng có thể kéo được, Tống Trinh Giao trong chốc lát đã chìm trong lòng hắn, giãy giụa vài cái nhưng cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Diệp Phàm không chút khách khí, kéo một cái ôm gọn Trinh Giao, đi thẳng vào gian phòng nghỉ. Anh làm gì thế, đây là phòng làm việc, có người. Tống Trinh Giao sợ tái mặt, chống cự không muốn vào phòng nghỉ bởi vì qua khe hở cô đã nhìn thấy có chiếc giường lớn bên trong, khuôn mặt đã đỏ lại. Sợ gì, chỗ này là của anh mà, anh là chủ chỗ này. Diệp Phàm vốn dĩ không cố ý cười một tiếng, nhanh chóng bế cô lên giường, hai người quyện làm một, cái hôn đó khiến Tống Trinh Giao quên hết mọi ưu phiền, rồi cùng đáp trả lại hắn. Vuốt ve hai bên ngực trong mơ, trong sự mềm mại lại có sự co giãn mạnh mẽ. Hắn ta đã thoải mái tột độ, tay sờ xuống phía dưới, khi vừa chạm đến rốn, Trinh Giao đã giữ tay hắn lại. Không được, đây là phòng làm việc. Được, chúng ta đi Khang Kiều Viện đi. Hắn ta nói đi là đi, đóng cửa, lên xe đi thẳng tới Khang Kiều Viện. Diệp Phàm đã mấy lần ghé qua nơi đây rồi, cũng gọi là quen thuộc ở đây, có một điểm ăn nghỉ, hắn không sợ tiêu tiền, dù sao vừa động một cái cũng có tiền đến mà. Quá được phải không Trinh Giao? Diệp Phàm đưa cho Trinh Giao chén trà. Cũng được ạ. Trinh Giao thản nhiên nói, nhưng không che giấu nổi cảm giác quá được ở đây, và đã bị Diệp Phàm phát hiện ra. Em có việc gì cứ nói, đừng có giấu anh, như thế thật khó chịu. Diệp Phàm nắm lấy tay Trinh Giao nói. Em đi tắm trước đã, khó chịu quá. Tống Trinh Giao lắc đầu nói. Cũng được, chúng ta cùng tắm, ha ha. Diệp Phàm hắng giọng cười. Nghĩ trong sạch một chút. Trinh Giao không cho phép Diệp Phàm, cô một mình tiến vào nhà tắm, một lúc sau có tiếng nước chảy, chảy xuyên vào lòng người. Hắn ở bên ngoài đi đi lại lại, tư tưởng đấu tranh kịch liệt, xông vào hay là chảy nước miếng chờ đợi. Cuối cùng cũng không có hành động gì, hắn ta cũng đã tắm rồi. Trinh Giao à, thật thơm quá. Đại hiệp Pi Phàm không chịu được, khi Trinh Giao vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị hắn ôm gọn, nhẹ nhàng, thấy mùi thơm từ người cô hắn thấy thỏa mãn lắm. Tống Trinh Giao mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, siêu mỏng, bên trong có cái gì mơ hồ không nhìn rõ. Con người lòng lang như hắn đứng trước bộ ngực đẹp đó cũng bối rối không lên tiếng nổi. Đương nhiên hắn cũng biết quyết không làm gì phần phía dưới của cô nàng, vẫn nhớ là không được làm gì quá giới hạn. Anh Diệp, anh nói xem, mệnh của em có phải mệnh khổ không? Tống Trinh Giao có chút nghẹn ngào nói. Số em khổ, ai nói thế? Khi em chào đời... Cha em là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Nam Phúc chúng ta, cuộc sống trong nhà đầy đủ, tốt đẹp, em lớn lên bao nhiêu người theo đuổi. Đấy mà là khổ á, em phải xem như cánh anh đây mới khổ, thân thế chẳng ra gì, muốn được đề bạt, muốn thăng chức đâu có dễ, giống như thiên quân vạn mã phải đi trên cầu khỉ. Diệp Phàm có ý giả ngốc, biết rằng Trinh Giao đang có điều phiền não. Hừ, như anh nói thế thì anh lại đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa em cắn chết anh. Tống Trinh Giao cười lên rồi cắn vào cánh tay Diệp Phàm đến khi có vết hằn trên tay hắn mới dừng lại. Ái! Diệp Phàm kêu lên. Có phải nhà họ Tào ép em không? Diệp Phàm sớm đã đoán ra vài thứ. Anh đã biết rồi. Tống Trinh Giao mở to mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm khiến hắn cũng phải sợ, nhìn sâu trong mắt sẽ thấy có nước mắt sắp tràn ra. Anh có phải đang cố ý không? Anh đang trả đứa em có phải không? Anh đang chờ em hiến dâng cho anh phải không? Được, anh Diệp, hôm nay em sẽ cho anh tất cả, khốn kiếp. Tống Trinh Giao bị kích động, đột nhiên tức điên lên, đứng dậy kéo áo, bịch một cái cả bộ ái ngủ đã rơi thong xuống đất. Một thân hình mỹ nữ tuyệt đẹp như đá cẩm thạch hiện trước mắt Diệp Phàm. Tống Trinh Giao không nghĩ đến gì, ngồi lên trên người Diệp Phàm. Mắt tràn lệ,
chảy theo hai gò má. Ôi, Trinh Giao, anh xấu xa đến vậy sao? Anh bị ổi như thế sao? Diệp Phàm duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc áo ngủ khoác lên người cô ấy. Mặc làm gì, dù sao anh cũng nhìn thấy hết cả rồi, dù sao cũng là của anh, mặc hay không mặc cũng giống nhau thôi. Tống Trinh Giao có lẽ rất buồn, lần này có bao nhiêu tủi hờn cô đều bộc lộ ra hết, liền hất đi chiếc áo ngủ Diệp Phàm đang cầm trong tay. Trinh Giao, việc này thực sự rất phức tạp, không thể hai ba câu mà nói cho rõ ràng được. Nói như rằng Nguyệt Nga bị bỏ hoang là sân tập cho quân sự, thực ra chính ông cậu Tào Thiên Hạ của em đang tác quái ở đó. Quốc lộ Thiên Tường thì em cũng biết rồi đó, đó là công trình đầu tư 400, 500 triệu. Mà chỉ vì sân tập luyện quân sự chẳng sử dụng hàng mười mấy năm nay cản trở, không thể thực hiện tiếp được. Người cậu của em rất anh hùng, còn phái ra một đoàn quân binh đến đây, bày ra một khung cảnh y như một căn cứ quân sự cần phải tái sử dụng lại. Em nói xem, việc như thế thì chính quyền phải làm thế nào? Lẽ nào lại thay đổi tuyến đường? Hơn nữa, chúng ta cũng đã đo đạc lại rồi, việc đổi lại tuyến đường là không thể được. Nếu đổi lại đường sẽ bằng với việc quy hoạch lại đoạn đường trên núi Thiên Sa, tổn thất không dưới 200 triệu, tuyệt đối không đổi, biết là công trình như thế cũng sẽ lãng phí việc đầu tư mấy chục triệu. Em nói xem, anh có làm ma làm quỷ gì thì vẫn bị người nhà họ Tào làm khó dễ. Tào Chính Đức của quân khu Đức Bình có thù oán với anh. Không ngờ ông cậu em lại bày ra một đòn, anh bất nhân thì tôi cũng chỉ có cách bất nghĩa thôi. Tào Quân Nghĩa dù gì cũng là bác của em. Ông ta làm điều này làm gì chứ? Chưa chấp, giết người không nói, nhưng lại ăn hối lộ, là con sâu của quốc gia, là loại bại hoại của quân giới. Diệp Phàm nói lời chính nghĩa, Tống Trinh Giao nghẹn họng, không phản bác được gì. Em mặc kệ chuyện của các anh muốn tranh cái gì, muốn lấy cái gì để vì nước, vì dân, vì thành tích của các anh cũng được nhưng đừng kéo cả em vào. Anh xem, người họ Tào ép em, ông cụ cũng ép em. Nếu em không làm sẽ ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà Tào Tống. Em sẽ phải chọn lựa ra sao đây? Một cô già yếu ớt, kiếp này còn có thể tốt hơn được nữa không? Em hoàn toàn trở thành một quân cờ đáng thương trong trò đùa bỡn của các anh. Trinh Giao buồn phiền, hắn ta cũng có chút áy náy. Ai? Diệp Phàm thở dài, rót hai chén rượu vang tới. Một chén này quá ít, cho em cả chai đi. Tống Trinh Giao như điên. Cướp lấy chai rượu ngửa đầu lên uống ửng ực, một chốc đã uống hết nửa chai. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, lắc lắc đứng không vững, Diệp Phàm không thể làm gì khác đành ôm lấy cô.